Thương Hùng nhìn xem ánh mắt mắt kinh ngạc cùng khinh bỉ ở xung quanh, khí huyết xông lên tận đầu, cơ muốn bạo phát ra. Nhưng nghĩ đến tình huống trước mắt, lại mạnh mẽ đem 10 móng tay bấm chặt vào bên trong thịt, đầy bàn tay đều là máu tươi vẫn như cũ không nói một lời. Biểu hiện lúc này của Thương Hùng cùng với thái độ lúc mới đầu của Ô Vân đã khiến trái tim đám đoàn trưởng dong binh đoàn bốn phía mạnh mẽ trầm xuống. Nhất định có tình báo nào đó mà bọn hắn không thể nắm giữ, loại tình báo này lại để cho Khô Lâu dong binh đoàn cùng tứ cực môn ở trước mặt của thiếu niên này đều không thể không chịu thua. Cái suy nghĩ này không chỉ có lan tràn trong đầu của tất cả các đại dong binh đoàn, mà ngay cả Kiều Lạc cùng Tĩnh Nam cũng là chấn động, vô cùng khó hiểu. Lý Vân Tiêu lúc này mới tạm thời buông tha Thương Hùng, hướng bốn phía liếc mắt nhìn, lười biếng tựa ở trên mặt ghế, nói. Chu Tường, những dòng binh đoàn đã đến này ngươi đều đăng ký xuống danh tự. Những kẻ không đến, về sau cũng không cần xuất hiện tại thành Tây nữa. Ầm ầm, bốn phía lại là một hồi xôn xao, như vậy liền tuyên án tử hình đối với những dòng binh đoàn khác. Hắn thật đúng là đem bản thân coi là hoàng đế tại Khinh Ca Lâm địa dòng binh chi vương sao. Nhưng lại càng nhiều là một trận mừng thầm, tuy rằng không biết những lời này đến cùng có bao nhiêu trọng lượng, nhưng ít ra những kẻ không tới kia chắc chắn sẽ không được sống khá giải, ai nấy đều may mắn bản thân đã đến. Lý Vân Tiêu tiếp tục nói. Lần này triệu tập mọi người đến, cũng là bởi vì thành Tây quá loạn, ta cũng vừa tiền nhiệm đội trưởng đội thứ 8. Đối với nơi này xem không thật sự thuận mắt, cho nên gọi mọi người cùng nhau đến thương lượng một chút, lại phân chia lợi ích thêm lần nữa. Cùng nhau đặt ra quy củ. Chính để rốt cục đến. Tất cả mọi người ngừng thở, lặng lặng nhìn về phía hắn. Ô Vân cũng nhìn không được nữa mở miệng nói. Lại phân chia lợi ích lần nữa. Hừ, Vân Tiêu đội trưởng thật sự là đơn giản a. Trên mặt mỗi người đều lộ ra thần sắc bất thiện, thành Tây sở dĩ mỗi ngày đều chết rất nhiều người, còn không phải bởi vì đủ loại lợi ích. Hiện tại muốn một lần nữa phân chia lại. Như vậy đồ vật chính mình thật vất vả đạt tới tay, sẽ phải giao ra. Hơn nữa loại chuyện một lần nữa phân chia lại này do Thái Điểu Dòng Binh Đoàn nhắc tới, như vậy phương án không cần nói cũng biết, chính bọn hắn cùng với Dòng Binh Đoàn thân cận với bọn họ tất nhiên sẽ đạt được chỗ tốt thật lớn. Hồng Y Y cũng là sắc ngưng trọng lên, nói. Không biết Vân Tiêu đội trưởng nói phân chia lại một lần nữa, là cách phân chia ra sao? Lý Vân Tiêu nhẹ nhàng cười cười, nói. Rất đơn giản, nói thí dụ như hôm nay những dòng binh đoàn không có tới này, sẽ không cần tồn tại nữa. Lợi ích tại thành Tây của bọn hắn sẽ toàn bộ để chống, mọi người cùng nhau phân là được. Lần này tất cả mọi người sửng sốt, cái đề nghị này ngược lại là không có người phản đối, hơn nữa ai nấy trong lòng mừng rỡ không thôi. Những dòng binh đoàn không tới kia đó là có không ít dòng binh đoàn cường đại, lợi ích cực kỳ phong phú. Hồng Y Y ngạc nhiên nói. Chỉ thế thôi sao? Lý Vân Tiêu nói. Đương nhiên không phải, còn có chư vị ở đây rất nhiều người đều tồn tại tình huống phân phối lợi ích bất công. Ta cảm thấy được cũng nên tất yếu xác định lại một lần nữa. Trong lòng mọi người phát lạnh, nghe được muốn động tới lợi ích của chính mình, sắc mặt nhao nhao đại biến rồi. Đặc biệt là những thế lực cùng với Thái Điểu Dòng Binh Đoàn một mực bất hóa đều là mắt lộ ra hung quang. 3. Hãm Bính Dòng Binh Đoàn đoàn trưởng Âu Dương Trạch vỗ án, cả giận nói. Người mau đầu tiểu tử, nói phân chia lại một lần nữa liền phân chia lại thật sao? Con mẹ nó ngươi thì tính là cái gì? Lợi ích đều là các huynh đệ thủ hạ liều chết liều sống đoạt được. Một câu nói của ngươi liền muốn phân chia lại lần nữa, để chúng ta làm thế nào ăn nói giao phó với các huynh đệ thủ hạ? Không sai, muốn đụng đến lợi ích bọn ta giành được. Trừ phi lại để cho Hắc Liên thiếu hoàng tự mình tới nói với chúng ta. Những dòng binh đoàn không đối đấu kia đều nhao nhao ủng hộ, kêu gọi không ngừng. Lý Vân Tiêu cười nói. Xem ra chư vị đều rất kích động nha. Ngươi gọi là Âu Dương Trạch đúng không? Tại thành Tây quản lý 5 gian đổ tràng, 3 căn kỹ viện, lại thêm hãm bính dòng binh đoàn các ngươi chuyên tiếp một ít nhân vật nguy hiểm, bao gồm cả giết người bên trong, hàng năm lợi nhuận đại khái khoảng 500 vạn trung phẩm nguyên thạch. Ta nói không sai chứ. Hừ, đúng thì thế nào? Âu Dương Trạch vẻ mặt dữ tợn, lộ ra hung mang. Lúc này hắn cố lấy dũng khí ra, nếu không thực sự bị đối phương ăn chắc. Nhưng nội tâm lại vẫn đang đánh trống nhỏ, dù sao Thái Điểu Dòng Binh Đoàn thực lực quá mạnh mẽ, bát đại tiểu đội tùy tiện một cái đều có thể tiêu diệt chính mình. Lý Vân Tiêu cười nói. Không có gì,
những chuyện này về sau các ngươi không cần làm nữa, liền giao cho Liệp Nhân Dòng binh đoàn tiếp quản. Cái gì? Âu Dương Trạch bạo nộ lên, quát. Ngươi tính toán là cái giám a? Ngươi nói giao liền giao sao? Ngươi thật đúng là coi bản thân là hậu duệ. Những người này ngày bình thường đều là tên côn đồ, giết người không chớp mắt, trên người Lý Vân Tiêu bất quá là tu vi vũ vương, hung hăng càn quấy lâu như vậy đã sớm để cho người nhìn không vừa mắt. Hắn ngũ tinh vũ hoàng thực lực bạo phát ra, đem Lý Vân Tiêu áp đến xít sao, tùy thời có khả năng bạo khởi giết người. Chu Tường biến sắc, khí tức trên người cũng tùy theo tản ra, đem khí thế của Âu Dương Trạch đè ép trở về, để tránh Lý Vân Tiêu chịu ảnh hưởng. Lý Vân Tiêu cười nói. Âu Dương tiên sinh trước hết đừng kích động như vậy nha, có chuyện gì có thể đợi cùng nhau nói. Lần này ngoại trừ phân chia lợi ích ra, còn muốn một lần nữa lập ra một số quy củ. Hắn phất phất tay, lập tức có bọn thủ hạ xuất ra một đống tài liệu, bắt đầu phân phát đến trong tay mọi người. Tất cả mọi người liếc mắt nhìn một cái, đã giận dữ trong lòng, cầm tài liệu kia cơ hồ muốn đốt sạch sẽ, đủ loại thanh âm hừ lạnh không ngừng vang lên. Trên bàn tròn mọi người càng là liếc mắt nhìn nhau, mà ngay cả Hồng Y Y sắc mặt cũng đều không quá dễ nhìn. Ô Vân rốt cục nhìn không được lạnh lùng cười rộ lên, nói. Vân Tiêu đội trưởng, người thật sự có tài a. Điều thứ nhất của cái quy củ này đó là, Thái Điểu Dòng binh đoàn quản lý thành Tây, trưởng quản hết thảy Dòng binh đoàn và tất cả đại sự vụ. Các ngươi Thái Điểu Dòng binh đoàn thật sự là muốn làm hoàng đế khinh ca lâm địa a. Lý Vân Tiêu lộ ra mỉm cười, lạnh lùng nhìn chằm chằm vào hắn nói. Ô tiên sinh rất kích động rất nghiêu bức a, Vũ tiên sinh nhà các ngươi biết rõ ngươi kích động nghiêu bức như vậy sao? Ô Vân nghe được Vũ tiên sinh, lập tức sắc mặt đại biến, như là quả cà trúng xương vậy, biến thành màu xanh tím, cắn răng lại ngồi trở về. Lần này càng làm cho tất cả mọi người tâm thần bất định bất an, hai nhà duy nhất có thể cùng với Thái Điểu Dòng binh đoàn chống lại đều trầm mặc, quỳ liền quỳ. Ai nấy đều lo lắng, Bạo Vũ Dòng binh đoàn vì sao còn không phái người đến nháo sự. Một gã vũ hoàng cường giả tại quảng trường quỳ lâu như vậy, chẳng lẽ không ngại mất mặt sao? Bọn hắn ngày bình thường không phải rất nghiêu bức, đối với Thái Điểu Dòng binh đoàn đều là khắp nơi áp sát sao? Vì cái gì hiện tại ngay cả bóng dáng đều không nhìn thấy. Vân Tiêu đội trưởng quả nhiên là tuổi trẻ tài cao, thành Tây loạn nhiều năm như vậy, sợ rằng không phải nhất thời nửa khắc liền sửa đổi được. Phí công lập nhiều quy củ, e là các huynh đệ đều thích ứng không được. Chuyện hôm nay, Hắc Liên đoàn trưởng cùng Hải đoàn trưởng cũng biết sao. Thanh Hoa Dòng binh đoàn đoàn trưởng Cổ Tiểu Bạch cũng mở miệng, lấy thế cục trước mắt tới xem, Khô Lâu Dòng binh đoàn tựa hồ có ẩn tình không cách nào xuất đầu. Mà Bạo Vũ Dòng binh đoàn cũng không biết đang đánh chủ ý gì. Bằng vào hãm bính Dòng binh đoàn Âu Dương Trạch căn bản không làm nên trò trống, chính mình mặc dù không có đắc tội qua Thái Điểu Dòng binh đoàn, nhưng là không thể hùa theo được, khối bánh ngọt này nếu lại lần nữa phân chia chưa chắc sẽ là có một phần cho mình. Nếu là hắn cũng không nói chuyện, vậy phiền toái rồi. Hơn nữa hắn ý thức rất rõ ràng, đó là muốn biết đây là ý tứ của một mình bản thân Lý Vân Tiêu, hay là ý tứ của Thái Điểu Dòng binh đoàn. Nếu là lời nói của người trước, vậy chính là hồ nháo. Nếu như là thứ hai, thì không thể không thận trọng cân nhắc, có lẽ thật sự biến đổi lớn sắp đến rồi. Lý Vân Tiêu lộ ra vui vẻ, nói. Cổ đoàn trưởng nói cực đúng, thật giống như bọn hắn nghĩ vậy, quỳ gối tiếp khách kia, chư vị từ đầu chẳng phải rất không thích ứng, hiện tại còn không phải đều đã thích ứng rồi sao? Thích ứng, loại chuyện này có lần thứ nhất là được rồi. Về phần chuyện này đến cùng là ý tứ của ai, chư vị đều là tiểu lâu la, muốn biết nhiều như vậy sao? Càn rỡ cùng miệt thị không gì so sánh nổi, tất cả mọi người trong nội tâm tuôn ra hỏa tinh, một đám đều vang tiếng xương cốt răng rắc. Đây là trần trụi xem thường đối với tất cả mọi người một. Người muốn thể diện, cây muốn ra, cứ như vậy tỏ ra khinh bỉ ở trước mặt tất cả mọi người, mặc cho ai cũng chịu không nổi. Ha ha! Thái Điểu Dòng binh đoàn quả nhiên là không tầm thường. Cổ Tiểu Bạch giận quá thành cười, vỗ bàn một cái hướng phía ngoài quảng trường đi đến, khẽ nói. Tại hạ bận rộn nhiều việc, không có thời gian cùng các ngươi chơi đùa. Lý Vân Tiêu nhìn qua bóng lưng của hắn, nói khẽ. Cản lại. Tuy nhiên thanh âm nhẹ, nhưng lại rơi vào trong tai mỗi một người, ai nấy đều khẽ giật mình, vạn phần khẩn trương lên. Bân Kiệt nhướng mày. Hắn cũng đối với hành vi của Lý Vân Tiêu vạn phần khó hiểu, nhưng vẫn là thở dài một tiếng, lặng yên ra tay.
Thái điểu dòng binh đoàn quy củ chính là mệnh lệnh như núi, hạ cấp có thể nghi vấn, có thể phẫn nộ, nhưng không thể vi phạm. Cổ Tiểu Bạch cũng một mực coi chừng đề phòng, Lý Vân Tiêu vừa nói ra hai chữ, hắn càng cảm nhận được sau lưng một cổ kình phong đánh úp lại, hét lớn một tiếng quay người đã một thanh bá vương cương đao chém xuống. Keng keng! Bân Kiệt nhẹ nhàng xuất hiện ở trước người hắn, hai tay dễ dàng nắm lấy thân đao, tùy ý Cổ Tiểu Bạch dùng lực ra sao cũng đều không thể rung động được chút nào. Bân đội trưởng, Thái điểu dòng binh đoàn các ngươi đây là muốn trở thành công địch của cả Khinh Ca Lâm địa. Cổ Tiểu Bạch đỏ bừng cả khuôn mặt gầm hét lên. Bốn phía quảng trường xông vào vài tên nam tử, cũng tất cả đều là nhao nhao cầm lấy vũ khí, đứng ở bên cạnh người Cổ Tiểu Bạch, đem Bân Kiệt bao bọc vây quanh. Bọn hắn cũng là thành viên dòng binh đoàn của Cổ Tiểu Bạch, hơn nữa tu vị mấy người này tất cả không ngờ đều là vũ hoàng. Khó trách Cổ Tiểu Bạch có đảm lượng trực tiếp ở bên cạnh bàn tròn ngồi xuống. Bân Kiệt thở dài, nói. Đều bỏ vũ khí xuống a, Khinh Ca Lâm địa nhất thống không phải tốt hơn sao? Mọi người cũng không cần cả ngày tính kế tính tới tính lui, ít nhất trong thành có quy củ thống nhất, sẽ không cần lo lắng tùy thời liền bị mất mạng. Hừ, Khinh Ca Lâm địa nhất thống đương nhiên tốt, nhưng là chỉ bằng tiểu tử kia có thể làm được sao? Cổ Tiểu Bạch, Cổ Tiểu Bạch. Nếu là Hắc Liên đoàn trưởng trùng kích Vũ Đế thành công, đến cùng mọi người nói những lời này. Cổ Tiểu Bạch ta là người thứ nhất đứng ra đồng ý. Nhưng là hắn một gã vũ vương mà thôi, hừ, ta chính là không phục. Bân Kiệt không phải là không có tâm tư đồng dạng, nhất thống thành Tây, thậm chí Khinh Ca Lâm địa, không có thực lực khiến người ta thần phục căn bản không thể nào làm được. Ha ha, ta còn tưởng rằng dòng binh đại hội gì đó, nguyên lai là một tên nhóc chưa mọc lông ở chỗ này hồ nháo. Trên bầu trời truyền đến một tiếng giễu cợt. Rất nhanh mấy nhân ảnh hiển hiện trên không trung. Bạo Vũ dòng binh đoàn Ngô Vi, hắn vẻ mặt hung ác nham hiểm, khóe miệng hiện lên nụ cười lạnh. Hô, rốt cục đến rồi. Tất cả dòng binh đoàn đều là trong nội tâm buông lỏng, tuy rằng Bạo Vũ dòng binh đoàn cũng không phải nhân vật gì, nhưng giờ phút này tựa hồ liền trở thành cứu tinh trong suy nghĩ của mọi người, vừa thấy đối phương đến, thậm chí dâng lên một cổ cảm xúc cảm động. Ngô đại nhân, Âu Dương Trạch càng là như gặp được cứu tinh. Cũng sắp kích động không nhịn được. Trên người càng là khí diễm ngập trời, dốc sức liều mạng hướng Chu Tường bên kia áp đến, muốn biểu hiện chính mình ra sức. Lý Vân Tiêu ngẩng đầu lên, lười biếng tựa ở trên mặt ghế, khẽ cười nói. Như thế nào không từ phía dưới đi tới, muốn bay? Có phải sợ nhìn thấy chúng ta tiếp đón Mỹ Nam sẽ không có ý tứ? Ngô Vi biến sắc giận tím mặt, hướng phía dưới quát. Triệu Vũ! Hắn đem thanh âm hội tụ thành tuyến, trực tiếp một đạo chi lực trùng kích xuống dưới, muốn đem Bạo Vũ dòng binh đoàn tinh thần hoảng hốt đánh thức tỉnh. Phốc! Phốc! Hắn vừa quát một tiếng này, không chỉ có không đánh thức được người nào, ngược lại đem một ít thành viên Bạo Vũ dòng binh đoàn tu vị khá thấp chấn đến tâm mạch vỡ vụn, thổ huyết tại chỗ mà chết, ngã xuống một mạch. Triệu Vũ năm lỗ máu tràn ra, nhưng trong hai mắt đục ngầu nháy mắt mở ra, bắn ra tinh mang. Súc sinh! Ta giết ngươi. Triệu Vũ lập tức từ trên mặt đất bắn đi, toàn thân quang mang đại thịnh hướng Lý Vân Tiêu phóng đi, khuất nhục khôn cùng lại khiến cho hắn hoàn toàn không có bất kỳ năng lực suy nghĩ, trong nội tâm chỉ có một chấp niệm, chính là đem Lý Vân Tiêu bầm thây vạn đoạn. Lục tinh Vũ Hoàng không cần tánh mạng bạo phát đi ra, ai cũng không dám cứng rắn ngăn cản. Bân Kiệt vội vàng buông ra bá vương cương đao của Cổ Tiểu Bạch, muốn đi lên chặn đường. Đột nhiên một đạo sát khí rơi xuống. Đem hắn chấn nhiếp. Gương mặt lạnh như băng của Ngô Vi xuất hiện ở trước mặt hắn, lộ ra vẻ cười lạnh. Hai người đều là cửu tinh vũ hoàng, dưới thực lực không hơn kém nhiều, kiềm chế lẫn nhau, căn bản không có khả năng phân tâm. Trước bàn tròn Chu Tường vẻ mặt ngưng trọng đứng lên, Triệu Vũ vốn là thắng hắn một tinh, hiện tại càng là nổi giận trùng kích, càng thêm không phải bản thân có thể ngăn cản. Nhưng giờ phút này cũng chỉ có thể kiên trì chống đỡ tới. Ngươi tránh ra. Thanh âm nhàn nhạt của Lý Vân Tiêu truyền đến, Chu Tường quay đầu lại sững sờ chỉ thấy trong tay phải của hắn chậm rãi hiện ra một thanh bảo kiếm, bên trên tử thanh chi sắc nhảy múa, ẩn ẩn có long hình thoáng hiện. Không chỉ có là Chu Tường, trong đầu tất cả mọi người hiển hiện một câu hỏi, chẳng lẽ hắn muốn tự mình lên? Suy nghĩ không hợp với logic này lập tức bị loại trừ đi, nhưng là Lý Vân Tiêu đẩy ra Chu Tường, nghênh đón lại để cho tất cả mọi người mở lớn miệng, đầu óc có chút phát mộng. Tiểu tử này đúng là điên rồi,
khó trách lại có cử động vô lý như ngày hôm nay. Hơn nữa đã điên đến tình trạng không có thuốc chữa. Trên người Lý Vân Tiêu chấp động là ngũ tinh vũ vương chi lực, mà đối phương lại là lục tinh vũ hoàng hàng thật giá thật. Không thể tưởng được loại trò hề ngu ngốc này sẽ chấm dứt như vậy. Trong lòng tất cả mọi người đều có chút ngạc nhiên, trì hoãn thẫn thờ, nhưng chung quy vẫn là một mảnh mừng rỡ, liền đợi chờ Lý Vân Tiêu bị giết. Kiếm quyết chém yêu một. Tự ảnh thanh tác kiếm một kiếm vung lên, một đạo rồng ngâm tại bên trên trường kiếm chấn động ra, vang vọng cả quảng trường. Chi, kiếm linh. Tất cả mọi người mở to hai mắt, vẻ mặt hoảng sợ không thể tin. Ở đằng kia phía dưới chảm kích, bên trong kiếm khí một đạo long ảnh gào thét mà ra, hơn nữa thần thái giống như đúc cùng với bộ dáng dương nanh múa vuốt cũng không phải kiếm khí biến hóa mà là kiếm linh hàng thật giá thật. Chỉ có huyền khí ngoài bát giai mới có thể sinh ra được kiếm linh một. Ầm ầm, Triệu Vũ Thiên Phong quyết vừa thi triển ra đã hoàn toàn bị kiếm khí thôn vệ đi vào. Trảm yêu chi lực bá đạo vô bì kia không chút kiêng nể nhảy vào bên trong mỗi một lỗ huyệt trên thân thể hắn, cắt đứt thân thể của hắn. Không, Triệu Vũ ở trên không trung không cam lòng giống to, cả thân thể đột nhiên tan vỡ hóa thành mảnh bụi. Trên quảng trường một mảnh quỷ dị yên tĩnh, trừ gió lạnh thổi qua lại không có bất kỳ thanh âm nào nữa. Ngoại trừ Đinh Linh Nhi cùng với bản thân Lý Vân Tiêu ra, đầu óc tất cả mọi người lập tức đứt đoạn, không cách nào suy nghĩ được. Một màn trước mắt này hoàn toàn phá vỡ thưởng thức của bọn hắn, thế cho nên nhìn về phía trên không chân thực như thế, không ít người rụi rụi hai mắt, lại rụi rụi, xoa xoa, cuối cùng đều hít một ngụm khí lạnh. Ai nấy sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, chỉ cảm thấy toàn thân trở nên lạnh như băng. Một gã ngũ tinh vũ vương một kiếm chém giết lục tinh vũ hoàng. Hơn nữa còn là thi cốt không còn. Sự thật rõ rành rành này không ngừng trùng kích lý trí của tất cả mọi người, bắt buộc bọn họ tiếp nhận tình huống hoàn toàn không có khả năng phát sinh này. Trong đó Âu Dương Trạch toàn thân bị mồ hôi lạnh thấm đẫm, hắn cách Lý Vân Tiêu quá gần, vừa rồi bên trên kiếm khí kia tán phát ra khí áp lại khiến cho hắn một hồi tâm kinh đảm hàn, nghĩ đến bộ dáng hung hăng càn quấy lúc trước của mình chỉ cảm thấy toàn thân phát rét. Nếu không có Chu Tường đứng ra ngăn trở hắn, sợ là đã tan thành mây khói trước cả Triệu Vũ rồi a. Tử ảnh thanh tác kiếm sau một kích, hào quang nhanh chóng ảm đạm xuống, trong tay chợt lóe lên rồi biến mất. Lý Vân Tiêu cũng là toàn thân nguyên khí tổn hao cực nhiều, hơn nữa trong cơ thể còn mơ hồ đã bị huyền khí cắn trả, chịu thương tổn không nhỏ. Lấy tu vi của hắn, thi triển ra trảm yêu nhiều lắm cũng là trình độ tam tinh vũ hoàng, mặc dù có yêu long tương trợ, cũng tuyệt đối không thể lấy một kiếm chém giết Triệu Vũ. Loại tình huống này chỉ có thể trên trình độ lớn nhất kích phát ra lực lượng bản thân cửu giai huyền khí, trả một cái giá lớn là huyền khí cắn trả, giết địch ngàn, tự tổn 800. Chỉ là dưới loại trường hợp này phải làm được một kích giết địch mới có thể chấn nhiếp toàn trường. Hắn lộ ra bộ dáng đáng tiếc, thở dài nói. Mỹ Nam tiếp khách lại thiếu một người. Ánh mắt của hắn lạnh dần xuống, nhìn qua Ngô Vi cùng bốn gã thành viên Bạo Vũ Dòng binh đoàn trên bầu trời, lạnh giọng nói. Vậy bắt tụi bay đến dự bị a. Đương. Hắn vẫy tay một cái, một kiện chuông lớn phong cách cổ xưa bắn ra, trên không trung chấn động vang lên. Tiếng chuông chính là không khác biệt công kích, trực tiếp truyền vào trong tai mỗi một người. Mọi người ở đây tất cả đều là thần sắc đại biến, chỉ cảm thấy khí huyết bị chấn đến cơ hồ muốn trào ra. Những võ giả tu vi khá thấp càng là bị chấn đến màng nhĩ tan vỡ, đau đầu muốn nứt ra kêu rên lên. Cùng lúc đó, bốn phía không ít võ giả bay lên trời, tất cả đều là người của Thái Điểu Dòng binh đoàn, đem bốn người kia trên bầu trời gắt gao vây quanh. Hoàng Chiêu Trung sau khi chấn động một tiếng, liền hóa thành một ngụm chuông khổng lồ, hướng phía bốn người kia chụp xuống. Ngô Vi dưới tiếng chuông chấn động, mới từ trong cái chết của Triệu Vũ phục hồi tinh thần lại, trong lòng của hắn vừa giận vừa vội, hướng phía trên bàn tròn giận dữ hét. Ô Vân, Khô Lâu Dòng binh đoàn các ngươi chẳng lẽ thần phục sao? Nhập vào Thái Điểu Dòng binh đoàn sao? Người kẻ bất lực này, vì sao còn chưa ra tay? Ô Vân đỏ mặt lên, cố nén xúc động, dứt khoát uốn éo quay mặt đi, giả bộ không quan tâm đến. Hắn cũng thập phần không rõ, bên trên tại sao lại có mệnh lệnh như vậy, lại để cho Thái Điểu Dòng binh đoàn một mình hung hăng càn quấy. Nếu là hôm nay thực bị bọn hắn thu phục chiếm được khối địa bàn thành Tây này, về sau còn muốn đoạt lại mà nói là muôn vàn khó khăn. Phế vật! Ngô Vi mở miệng mắng một câu, quát lên. Hôm nay theo Bạo Vũ Dòng binh đoàn ta cùng các ngươi nhất quyết sinh tử.
còn có muốn làm nô tài hay không, liền toàn bộ đứng lên cùng với chúng ta chém giết với đám tạp chủng này. Ánh mắt của hắn tại toàn trường nhìn quét một vòng, hào quang lăng lệ ác liệt dị thường. Tất cả đoàn trưởng dòng binh đoàn đều là trong nội tâm chấn động, lập tức minh bạch ý tứ của Ngô Vi. Nếu là hiện tại không ra tay mà nói, chính là địch nhân của Bạo Vũ dòng binh đoàn. Đợi sự tình ngày hôm nay qua đi, sợ là không có quả ngon để ăn. Nhưng nếu như ra tay mà nói, hiển nhiên là cùng với Thái Điểu dòng binh đoàn gây khó dễ, cái này. Mọi người thoáng cái lâm vào tình cảnh lựa chọn muôn vàn khó khăn, đây đã là bước tới phải đứng thành hàng, nếu như lựa chọn sai, chính là vạn kiếp bất phục. Cổ Tiểu Bạch cũng là sắc mặt cực kỳ khó coi, cầm trong tay Bá Vương cương đao đứng ở đó, không biết như thế nào cho phải. Tuy rằng vừa rồi phẫn hận mà rời khỏi, nhưng là không có cùng với Thái Điểu dòng binh đoàn triệt để vạch mặt, nếu là hiện tại chiến đội mà nói, chính là kết quả thực sự không chết không ngừng. Bân Kiệt vẻ mặt cười lạnh nói. Hôm nay Thái Điểu dòng binh đoàn ta chính là muốn nhất thống thành Tây, vừa vặn bắt ngươi tên cửu tinh vũ hoàng này đầu người tế cờ. Càn rỡ! Ngô Vi phẫn nộ quát. Ngày đó tam đại dòng binh đoàn liên hợp quy định, vũ tôn cường giả không được phép nhúng tay vào tranh đấu thành Tây. Mà phía dưới vũ tôn ai có thể áp ta? Hắn nhìn lên không trung bốn người bị vây công, một chút chống đỡ hết nổi xuống dưới, nội tâm thẳng tắp chìm xuống. Bân Kiệt không làm gì được hắn. Nhưng hắn cũng không làm gì được đối phương. Muốn thoát ra đi cứu người là không thể nào. Lần này đi ra mấy người, ngoại trừ chính mình ra, sợ là muốn toàn quân bị diệt. Hắn âm thầm tức giận không thôi, thầm hận không có mang nhiều người hơn đi tới. Nguyên lão hội bên trên quyết định án binh bất động, tiếp tục quan vọng, hết thảy đợi tin tức trên yêu nguyên làm chủ. Nhưng hắn nhịn không được hiếu kỳ liền tự mình mang theo mấy người đi ra, không thể tưởng được lại ăn thiệt thòi lớn như thế. Ai có thể ngăn chặn ngươi? Buồn cười, Bân Kiệt còn không ra tay. Lý Vân Tiêu cao giọng quát một tiếng, mấy quyết ấn đánh ra, Hoàng Chiêu Trung trên không trung kia bay xuống, hướng phía Ngô Vi trấn áp mà đi. Tiểu bối bằng vào một ít huyền khí đã hung hăng càn quấy, lão tử hôm nay lại để cho ngươi biết, đỉnh phong vũ hoàng là hồng câu ngươi vô luận như thế nào cũng vượt qua không được. Trên người Ngô Vi khí kình bạo phát đi ra, một quyền cường đại trực tiếp hướng bên trên Hoàng Chiêu Trung đánh đến. Đương! Hoàng Chiêu Trung bị một quyền đánh mạnh xuống, phát ra tiếng chuống phong cách cổ xưa cực lớn. Trên người hào quang đại giảm, hướng phía Lý Vân Tiêu bay trở về. Lý Vân Tiêu tâm thần chấn động, một ngụm tâm huyết xông tới, nhưng bị hắn cưỡng ép đè xuống. Cái Hoàng Chiêu Trung này cũng là tâm thần hắn cùng huyền khí tương liên, sau khi đã bị công kích sẽ ảnh hưởng đến tâm thần của hắn. Ngô Vi sắc mặt đại biến, sau khi một quyền của mình đánh ra. Quyền kình kia vậy mà từ trên cái chuông phản chấn trở về. Không chỉ có như thế, có âm luật cường đại cùng với quyền kình kết hợp lên, ở trên không trung không ngừng đẩy mạnh thoáng qua liền đi tới trước mắt. Đây là loại huyền khí gì? Xúc sinh. Hắn vội vàng lại xuất một quyền, đem quyền kình cùng sóng âm kia ngăn trở, nhưng lưỡng cổ lực lượng chồng chất với nhau viễn siêu lực lượng bản thân hắn, ở dưới đối kích, trên cánh tay cơ bắp như là gợn sóng, hướng trên người kéo dài mà đi ra. Đúng là sóng âm ơ trong cơ thể của hắn chấn động, trắng trợn phá vỡ tứ chi bách hải. Đúng lúc này, Bân Kiệt cũng đột nhiên ra tay, trong tay hắn vậy mà nắm một mặt lệnh tiễn kim quang thiểm hiện, tựa như đập ruồi mạnh mẽ vỗ xuống. Vũ Mao lệnh tiễn. Ngô Vi chấn động, cưỡng ép chịu đựng sóng âm trong người tàn sát bừa bãi, vội vàng móc ra một cây côn màu trắng, dưới giải phóng vậy mà ở trên không trung biến ảo thành bộ dáng mãnh thú, hướng phía Bân Kiệt nhào tới. Phanh. Kim sắc lệnh tiễn vỗ vào trên người mãnh thú, bộc phát ra khí lưu cường đại, đem hắn chấn trở về. Ngô Vi đã bị trùng kích cực lớn, cả người trực tiếp bị đánh bay lên không trung, liên tiếp lui về phía sau. Trên hai cánh tay nổi lên gân xanh, ẩn ẩn tất cả đều là thương tích. Trong lòng của hắn rất là khiếp sợ, kinh hãi nhìn về phía Lý Vân Tiêu, nhớ tới cái chuông lớn kia bên trên đó phát ra lực lượng khiến trong lòng vẫn còn sợ hãi. Vốn là chính mình cùng Bân Kiệt là tương xứng, hiện tại bị Hoàng Chiêu Trung tổn thương thoáng một phát, lại bị Bân Kiệt đánh lén đắc thủ, đã thụ nội thương nhất định, lại thêm Thái Điểu dòng binh đoàn ở chỗ này bố trí, bây giờ là hoàn toàn rơi vào hạ phong. Lý Vân Tiêu cũng là cảm thụ không được tốt cho lắm, lực lượng của Tử Ảnh Thanh Tác kiếm cắn trả, lực phản chấn của Hoàng Chiêu Trung đều khiến thân thể cùng tâm thần của hắn chịu tổn thương, sắc mặt hơi có chút trắng bệch. Trên không trung bốn gã tùy tùng kia của Ngô Vi rất nhanh đã bị bắt xuống,
một phát đánh nát đầu gối, cưỡng ép ấn người quỳ xuống tại quảng trường tiếp khách. Các ngươi thật ngoan độc, đây là muốn triệt để toàn diện khai chiến a. Ngô Vi khí gầm hét lên, quát. Các ngươi chờ đó, chờ Bạo Vũ Dòng binh đoàn ta toàn diện trả thù a. Lý Vân Tiêu lạnh giọng nói. Toàn diện trả thù hay không ta không biết, nhưng ít ra ngươi sẽ không nhìn thấy được. Ngô Vi cười ha hả, nói. Ha ha, hẳn là ngươi cho rằng ngươi có thể lưu lại ta. Tiếng cười của hắn bất chợt dừng lại, chỉ thấy không trung một thạch đầu cực lớn như là thiên thạch hướng phía hắn ép đến, bên trên thạch đầu kia phát ra yêu khí, chấn nhiếp nhân tâm, vậy mà không cút nào ở phía dưới hắn. A, yêu thú cấp bậc vũ hoàng. Ngô Vi rốt cục sắc mặt đại biến. Thạch thú ở trong lúc tu di sơn mới tiến giai vũ hoàng, nhưng là ở trong giới thần bia một mực hấp tu lấy khí thức đại địa tức nhưỡng, vốn là huyết mạch vương giả nó lại lần nữa đạt được tiến hóa không ngừng, hiện tại toàn thân tản mát ra quang mang vàng nhạt, khí tức bức người. Trên quảng trường toàn bộ võ giả đồng thời chấn động, từ lúc nào trên bầu trời không ngờ che giấu một con yêu thú, vậy mà không ai phát giác. Ngô Vi rốt cục cũng sắc mặt đại biến. Từ nơi này uy áp bên trên xem ra vẫn như cũ còn chưa đạt tới vũ hoàng đỉnh phong, nhưng yêu thú có ưu thế về thân thể mà bọn hắn không thể nào so sánh nổi. Mình có thể chiến thắng hay không vẫn là không dám chắc bao nhiêu, huống chi còn có một gã cửu tinh vũ hoàng cùng mình tương đương tồn tại. Quả nhiên, thời điểm yêu khí ở trên người thạch thú tập trung Ngô Vi, Bân Kiệt cũng ra tay. Bên trên vũ mao lệnh tiễn phát ra kim quang cường đại, như là một đóa hoa lôi chán phóng ra, chậm rãi bay lên. Tuy rằng tốc độ thật chậm, nhưng mang đến cho người ta cảm giác áp bách lại vẫn còn ở trên thạch thú. Giống. Thạch thú mạnh mẽ hét lớn một tiếng, thân thể dần dần co rút lại, đầu óc cùng tứ chi đều đang thu vào bên trong cơ thể, hóa thành một khối thạch cầu hình tròn, như là lưu tinh xẹt qua trời cao, lại giống như thiên thạch giáng xuống trần thế. Bốn phía không khí bị xung kích không ngừng thiêu đốt, một đầu hỏa diễm chi hà ở trên trời cao tiêu tan. Một đám súc sinh. Ngô Vi cắn răng giận dữ hét lên, khí tức hai đại cao thủ đem hắn gắt gao tập trung, một cổ cảm giác nguy cơ trước đó chưa từng có xông lên đầu. Hắn đem khí kình toàn thân vận khởi, mạnh mẽ đem khí cơ hai người tập trung hóa giải, côn bổng màu trắng trong tay giải khai niêm phong, huyễn hóa ra một đầu mãnh thú, tay trái thì năm ngón tay kéo căng thành chảo, một đạo khí thể màu xanh thẫm ở lòng bàn tay hiện ra, hình thành một đoàn năng lượng cầu. Phụ cốt chi thú, U Minh Thánh Chảo. Hai cổ lực lượng đồng thời oanh ra, một kích mạnh nhất của Ngô Vi bộc phát, thiên thạch cùng với lệnh tiễn kia đồng thời đánh úp lại. Ba cổ lực lượng ở trên quảng trường nổ tung, tản ra hào quang so với ánh mặt trời còn chói mắt hơn, từng đạo quang vượng hướng tới bốn phía khuyết tán mở ra, cơ hồ mắt không thể thấy. Dưới bạo tạc nhắm ba phương hướng bay vụt ra ba đạo quang mang. Thể tích thạch đầu trở nên nhỏ đi một vòng lớn, trên quỹ tích đánh bay toàn là đá vụn. Nhưng sau mấy chục thước nó đem thân thể giãn ra, hét lớn một tiếng. Đá vụn trên đường kia liền bị dẫn dắt, nhanh chóng hướng về phía hắn ngưng tụ đi qua. Từng khối dán ở trên thân thể, chậm rãi dung hợp trong thân thể, một lần nữa khôi phục hình thể lúc trước. Người phía dưới tất cả đều xem tới toàn thân băng lãnh. Loại vật này làm sao còn đánh cùng nó được, cơ hồ là bất tử chi thân. Vũ mao lệnh tiễn của Bân Kiệt cũng là hào quang ảm đạm, thoạt nhìn giống như là một khối sắt thường. Trở về trong tay hắn, không khỏi nhíu mày trực tiếp thu hồi vào trong giới chỉ. Thạch thú hét lớn một tiếng, hướng phía xa xa xông lên. Nó không có bao nhiêu trí tuệ, chỉ biết là nghe lệnh làm việc. Chỉ cần đối thủ còn chưa có chết, sẽ một mực chiến đấu đến cùng. Ngô Vi lẳng lặng bay trên không trung, toàn thân đều đau nhức đến chết lặng, thân thể giống như không nghe chính mình sai sử. Một kích cường đại kia cơ hồ chấn hỏng kinh mạch toàn thân của hắn. Giờ phút này muốn nhắc tới một tia nguyên khí vận chuyển đều cảm thấy dị thường khó khăn. Nhưng rất nhanh uy áp cuồn cuộn của thạch thú lại để cho hắn cơ hồ lâm vào trong tuyệt vọng. Thân ảnh đáng sợ kia càng ngày càng gần, hắn hầu như đã dùng hết một tia khí lực cuối cùng, gầm hét lên, quát. Không, đừng mà, ta chính là cửu tinh vũ hoàng, ngươi không thể giết ta. Thạch thú nào sẽ để ý tới những lời này, ở dưới ánh mắt khiếp sợ của tất cả mọi người. Nó vung nắm đấm lớn như cái nồi đất liền nện xuống. Không trung đột nhiên nổi lên một đạo chấn động rất nhỏ, một đạo thanh âm quát tháo truyền đến, nói. Nghiệt xúc, còn không ngừng tay. Một cổ lực lượng lăng không mà đến, nắm đấm của thạch thú nện đi một nửa, cứ như vậy cương cứng trên không trung, cả thân thể đều không thể nhúc nhích,
giống như bị thi triển định thân thuật vậy. Ha ha, lãnh đại nhân cứu ta. Ngô Vi điên cuồng cười lên, nhìn thấy cọng rơm cứu mạng, vội vàng kêu hô, hơn nữa ho liên tiếp ra máu tươi. Lý Vân Tiêu nheo mắt, sắc mặt biến hóa, ngưng tiếng nói. Phú Tôn, hai chữ này giống như ma chú vậy, lại để cho mọi người ở đây toàn bộ thất sắc, chấn động giật mình không thôi. Tam đại dòng binh đoàn sớm có hiệp định, vì không để cho tranh chấp đấu đến người chết ta sống, khuyết tán đến trình độ không cách nào vãn hồi. Bất luận cường giả Vũ Tôn nào cũng đều không được tại thành Tây ra tay. Nếu không chính là công nhiên làm trái với hiệp định, sẽ lọt vào hai phái khác hợp lực vây giết. Mặc dù Thái Điểu Dòng binh đoàn hôm nay ngang ngược càn rỡ như vậy, cũng chỉ là phái ra cửu tinh Vũ Hoàng cùng với yêu thú cấp bậc Vũ Hoàng mà thôi. Cấp bậc Vũ Tôn tồn tại giống như đầu đạn hạt nhân, là nội tình cường đại nhất của một dòng binh đoàn, nhưng bình thường cũng chỉ là phát ra nổi tác dụng uy hiếp, căn bản không có cơ hội xuất hiện. Bởi vì một khi cấp bậc Vũ Tôn ra tay, rất có thể sẽ dẫn phát tam đại dòng binh đoàn đại chiến, đến lúc đó cả Khinh Ca Lâm địa đều muốn trở thành một phiến hỏa hải phế tích. Tên Vũ Tôn cường giả ẩn nấp ở tại trong hư không kia tựa hồ cũng không muốn đem sự tình náo loạn lớn hơn, một đạo chấn động hiển hiện ở bên cạnh người của Ngô Vi, thân thể Ngô Vi ở trong chấn động dần dần trở nên hoảng hốt, lập tức biến mất bị mang đi. Ha ha, các người đám cặn bã như con kiến này muốn giết lão tử, kiếp sau a. Ngô Vi giữ tợn nghiêm mặt thô lỗ quát. Các người đám người này, ta hết thảy đều ghi nhớ. Lần sau khi gặp lại, chờ đợi các ngươi sẽ là cơn giận của Vũ Tôn chí cao vô thượng. Kiêu ngạo như vậy. Không trung đột nhiên truyền đến một đạo thanh âm khác cực kỳ không hài lòng, hừ lạnh nói. Đã đến rồi, thì lưu lại a. Tại chỗ thanh âm kia truyền ra, đột nhiên xuất hiện một bàn tay bạch ngọc như thông, hướng phía Ngô Vi khuyết tán một cổ lực lượng đánh đến. Bốn phía Ngô Vi chấn động trực tiếp tán loạn ra, thân ảnh sắp sửa biến mất kia lại lần nữa hiện ra, hắn sắc mặt đại biến, hoảng sợ tới vô cùng trắng bệch. Dần dần, chủ nhân bàn tay kia chậm rãi từ trong hư không xuất hiện, là một người trung niên nam tử, đang mặc trường bào màu tím sậm, bên hông một cây nguyệt bạch sắc qua văn theo gió mà động, trên mặt hiện lên mỉm cười nhẹ nhàng, dừng ở phía trên đầu của Ngô Vi. Đã ra tay, làm gì còn trốn trốn tránh tránh. Trung niên nam tử ánh mắt mỉm cười, tựa hồ thấy được sự tình thập phần thú vị. Trong mắt Bân Kiệt hiện lên một tia kinh ngạc, cả kinh nói. Mộc Phô đội trưởng. Mộc Phô. Trong nội tâm mọi người đều dùng mình, hướng phía trung niên nam tử kia nhìn lại. Thái Điểu Dòng binh đoàn đệ tam đại đội đội trưởng, nghe đồn là đệ tử của một cỗ thế lực lớn nào đó, chẳng biết vì sao lọt vào sư môn đuổi giết. Lúc này mới chạy trốn tới Khinh Ca Lâm địa. Bị Hắc Liên Thiếu Hoàng thu phục chiếm được. Lúc mới tới chỉ là bát tinh Vũ Hoàng cường giả, không thể tưởng được quả nhiên đã đột phá đến Vũ Tôn. Hơn nữa Mộc Vô là một vị đội trưởng thập phần ít xuất hiện trong 8 chi tiểu đội của Thái Điểu Dòng binh đoàn. Ngày bình thường rất ít người có thể nhìn thấy chân dung của hắn. Hơn nữa sự vật trong đội cũng cực kỳ ít khi hỏi đến, cơ hồ cả ngày đều là ở trong bế quan tu luyện. Nhiều năm như vậy quy củ đều đánh vỡ. Khinh Ca Lâm địa thực sắp sửa rơi vào dung chuyển sao. Tất cả mọi người trái tim mãnh liệt run rẩy thoáng một phát, nhanh chóng nhìn lên trời cao. Bát Hoang Hoàn Vũ, Duy Ngã Độc Tôn. Dưới Vũ Tôn, ở trong lĩnh vực, bọn hắn những Vũ Hoàng này cũng tốt, cặn bã phía dưới Vũ Hoàng càng không cần nhắc đến, cũng như con sâu cái kiến tồn tại vậy, chỉ có kết cục chờ bị sâu xé. Khi Mộc Vô ngưng mắt nhìn xuống, trong hư không nơi đó mới rột cuộc phát ra một tiếng thở dài. Ở trong thủy văn giống như gợn sóng, một gã nam tử tóc dài màu đỏ sậm hiển hiện ra, đưa mắt lên nhìn, dừng ở Mộc Vô nói. Ta bất quá là đến đem Ngô Vi mang đi mà thôi. Như vậy à? Trong mắt Mộc Vô không che giấu chút nào vẻ trêu tức, nói. Ta cũng bất quá là tới đem Ngô Vi lưu lại mà thôi. Trên mặt Ngô Vi cực độ tái nhợt, biết rõ chuyện hôm nay sợ là phiền toái lớn. Chính mình thân là cửu tinh Vũ Hoàng. Hơn nữa vài lần đều đã sờ đến cánh cửa của bát hoang cảnh, là vô cùng có khả năng trong những năm gần đây đột phá đến Vũ Tôn tồn tại. Nếu không trong đoàn cũng sẽ không sợ giấy lên thiên hạ lên án mà phái ra một Vũ Tôn tới cứu mình trở về. Một gã Vũ Tôn tồn tại, đối với bất cứ một dòng binh đoàn nào cũng đều khiến thực lực tăng lên thật lớn. Thậm chí nổi lên tác dụng mang tính quyết định, cũng chính là bởi vì như thế, đối phương sợ rằng sẽ không bỏ qua cho chính mình.
Trên mặt nam tử tóc dài màu đỏ sậm lộ ra vẻ khó khăn, cau mày nói. Mộc Vô, chẳng lẽ người thật muốn dẫn phát dòng binh đại chiến sao? Mộc Vô cười nhạo nói. Dòng binh chiến, là ai phá hư hiệp định của tam đại dòng binh đoàn trước? Nếu như vì vậy mà chiến mà nói, vậy liền chiến a. Mấy chữ cuối cùng của hắn cơ hồ ẩn chứa nguyên khí ở bên trong, không khí quanh thân lập tức nổ bung. Một cổ chiến ý ngập trời bay thẳng trời cao, ở trên quảng trường khuyết tán ra, như là một vị thần linh đến thế gian, cả thiên địa đều ở dưới lĩnh vực của hắn, chấp trường sinh tử. Ngô Vi chỉ cảm thấy toàn thân khí huyết đều cứng lại, bối rối nói. Lãnh đại nhân, ngươi nhất định phải cứu ta. Nam tử tóc dài màu đỏ sậm giận dữ chừng mắt một cái, mặt mũi tràn đầy ngưng trọng nhìn về Mộc Vô. Hắn cũng không sợ chiến một trận, sợ là một trận chiến này sẽ dẫn đến hậu quả gì. Lãnh Tiêu, ngươi so với ta đi đầu bước vào Vũ Tôn 10 năm. Cũng vẫn như cũ quanh quẩn tại nhất tinh cảnh giới. Hôm nay liền làm đá đặt chân cho ta bước vào nhị tinh A. Trong mắt Mộc Vô hiện lên một tia điên cuồng, trong hai cái đồng tử lộ ra chiến ý ngập trời mang đến vô cùng hưng phấn, cười to nói. Chỉ cần đả bại ngươi, ta liền có lòng tin phá tan ngăn cách kia, tiến giai đến nhị tinh chi cảnh. Trong nội tâm Lãnh Tiêu điên cuồng mắng chửi không thôi, gia hỏa điên này muốn chiến một trận nguyên lai là vì để bản thân tấn cấp. Chẳng lẽ hắn không chút nào cân nhắc hậu quả sao? Thái điểu dòng binh đoàn toàn bộ là một đám điên khùng. Hừ, Mộc Vô, người muốn nổi điên, ta cũng không phải là bệnh tâm thần. Lãnh Tiêu hừ lạnh nói. Thứ cho không phụng bồi. Hắn phất tay một cái, bên cạnh người Ngô Vi nổi lên một đạo hào quang, liền muốn cùng hắn đồng thời biến mất tại trong hư không. Mộc Vô há lại cho phép hắn tùy ý như vậy rời khỏi, cười lớn một tiếng hướng phía trước bước ra một bước. Trên bầu trời truyền đến một đạo cự chấn, cảm giác giống như thiên băng địa liệt. Không gian quanh thân Lãnh Tiêu đột nhiên ngưng tụ, giống như bùn nhão bắt đầu trở nên đặc dính. Hắn sắc mặt đại biến, giận dữ hét. Mộc Vô, đừng cho là ta sợ ngươi, ngươi hôm nay thật muốn tìm chết sao? Mộc Vô cười to nói. Cầu mà không được. Lãnh Tiêu sắc mặt biến đổi mấy lần, rốt cuộc hắn nhìn Ngô Vi một cái, thở thật dài một tiếng. Ngô Vi lập tức sắc mặt tái nhợt, không có chút huyết sắc nào. Từ trong biểu lộ của Lãnh Tiêu hắn đã nhìn thấy quyết định của đối phương, điên cuồng kêu rên nói. Lãnh đại nhân, ngươi nhất định phải dẫn ta đi a. Hắn đã nhìn thấu thế cục, Lãnh Tiêu thân là Vũ Tôn cường giả, nếu như muốn đi mà nói, Mộc Vô căn bản không ngăn cản được hắn. Nhưng nếu là mang theo chính mình, là thêm một phần vướng víu, muốn rời khỏi nơi đây sợ là phải đại chiến một hồi. Mà Lãnh Tiêu căn bản cũng không có ý muốn động thủ, đây không thể nghi ngờ là muốn vứt bỏ chính mình. Quả nhiên, Lãnh Tiêu thần sắc càng trở nên băng lãnh, khẽ nói. Chính ngươi gây ra rắc rối nên tự mình đi gánh vác đi. Hắn phẩy tay áo một cái, ném Ngô Vi ở tại chỗ đó rồi chậm rãi biến mất. Stop! Mộc Vô khinh thường nhổ ra một ngụm đờm, lộ ra vẻ thất vọng, quanh thân lĩnh vực cũng không tiêu tán, mà là hướng phía Ngô Vi đè ép qua. Ngô Vi sợ tới mức hồn phi phách tán, kinh sợ liên tục nói. Ngươi thân là Vũ Tôn cường giả, tự tiện xuất thủ tại thành Tây, sẽ không sợ dẫn đến dòng binh đại chiến sao? Trong mắt Mộc Vô hiện lên trêu tức, vẻ mặt chờ đợi, cười to nói. Dòng binh đại chiến, ta thực là rất mong chờ đấy. Đã sớm muốn cho Hắc Liên đoàn trưởng dẫn theo các huynh đệ đem Khinh Ca Lâm địa nhất thống, hắn lại là không nghe. Lúc này mới diễn sinh ra đám tạp ngư như các ngươi, hắc hắc, dòng binh đại chiến, tranh thủ thời gian đến đây đi. Ầm ầm, Ngô Vi ở dưới tuyệt vọng, trơ mắt nhìn thấy lĩnh vực chi lực kia đè ép tới, cả không gian hướng tới trên người hắn đè ép xuống, thân thể lập tức muốn nổ tung lên, triệt để phấn thân toái cốt. Người đứng phía dưới nhìn xem trợn mắt há hốc mồm, mồ hôi lạnh đầm đìa. Không ngờ thực sự tại thành Tây động thủ giết người, kẻ này đúng là tên điên a. Hơn nữa giống như ước gì dẫn phát đại chiến. Đặc biệt là Âu Dương Trạch, đã toàn thân đều bị ướt đẫm mồ hôi, dùng tay xoa xoa mặt, thực giống như vừa từ trong thùng nước chui ra, mồ hôi rơi như mưa. Mộc Vô sau khi giết người, tựa hồ vẫn chưa thỏa mãn, ánh mắt của hắn rơi vào trên người Ô Vân ở bên bàn tròn, lộ ra dáng tươi cười hiền lành, nói. Ô cặn bã, làm phiền ngươi trở về thông báo một tiếng. Liền nói Thái Điểu Dòng binh đoàn Vũ Tôn tại thành Tây giết người, phiền toái bọn hắn phái mấy hảo thủ tới giết ta.
Ô Vân vẻ mặt mồ hôi lạnh đầm đìa, bị hắn nhìn chằm chằm đến toàn thân sợ hãi, run rẩy nói. Mộc đại nhân, ngài tại thành Tây giết người, là phải chịu quy củ chế tài. Mộc Vô híp mắt gật gật đầu, cười nói. Ừ, không tệ, phiền toái ngươi bây giờ trở về đi thông báo một tiếng, ta liền ở chỗ này chờ. Nếu như thời gian một nén nhang còn không có cao thủ tới tìm ta gây phiền toái, ta liền giết sạch đám khô lâu dòng binh đoàn các ngươi đi. Ô Vân. Hắn thầm mắng một câu tên điên, liền vội vàng đứng lên nói. Vậy ta cáo từ trước, sự tình nơi đây nhất định sẽ mau chóng bẩm báo lên. Hắn một khắc cũng không muốn dừng lại, vô luận là Lý Vân Tiêu muốn nhất thống thành Tây, hay là Mộc Vô giết người ở đây, đều là đại sự qua nhiều năm như vậy chưa bao giờ xảy ra, đảo mắt liền chạy đi. Mộc Vô nhìn Lý Vân Tiêu một cái, duỗi ra một ngón tay cái, khen. Chàng trai, làm tốt lắm, ta xem trọng ngươi. Lý Vân Tiêu trả lại một thủ thế, cười nói. Ta đây tiếp tục, hội này còn chưa mở xong, làm phiền ngươi lẩn tránh đi một lát. Mộc Vô gật gật đầu, thân ảnh dần dần biến mất tại trong hư không, truyền đến thanh âm nhàn nhạt, nói. Ngươi cứ việc bận rộn, ta ở chỗ này chờ một chốc. Xem tên ô cặn bã kia có mang đến cao thủ hay không, ta muốn đi khô lâu dòng binh đoàn. Trên quảng trường tất cả mọi người đều là một thân mồ hôi lạnh, người của Thái Điểu dòng binh đoàn này bất kể lai cũng đều biến thái cả. Lý Vân Tiêu liền phóng xuất thần thức xuống phía dưới, hết thảy đều thấy rất rõ ràng. Tu vi của Mộc Vô đã kẹt tại nút thắt cổ trai nhất tinh vũ tôn, hiện tại dựa vào chính mình khổ tu là rất khó đột phá, phải tìm kiếm cơ duyên mới được. Mà cơ duyên này nhiều lúc đều là ở trong sinh tử thực chiến mà đạt được. Vô tận võ đạo, mỗi một bước đều cẩn thận, càng về sau càng là gian khổ hơn, dù là chỉ có một chút hy vọng, đều không tiếc tánh mạng liều đi lên. Hắn phục hồi tinh thần lại, ánh mắt rơi vào trên quảng trường, lộ ra vẻ tươi cười nói. Phía dưới chúng ta tiếp tục họp. Ực, rất nhiều người đều nuốt một ngụm nước miếng, gian nan phục hồi tinh thần lại, biểu lộ không đồng nhất, có đắng chát vô cùng, có âm thầm mừng rỡ, không khí bắt đầu trở nên quỷ dị. Lý Vân Tiêu nói, ta vừa rồi nghĩ tới, sở dĩ khinh ca lâm địa phân loạn không thôi, cùng thế lực đông đảo cũng có quan hệ. Như vậy đi, thừa dịp hôm nay đoàn người đều ở đây, chúng ta tới thu gọn cơ cấu, một ít dòng binh không cần thiết liền hủy bỏ đi a. Hủy bỏ đi. Mọi người té xỉu tại chỗ, đặc biệt là những kẻ cùng với Thái Điểu dòng binh đoàn quan hệ không tốt, càng là tất cả sắc mặt đại biến. Chỉ có điều loại tình hình này tiếp tục, ai dám đứng ra nói chuyện. Lý Vân Tiêu phối hợp nói ra. Ví dụ như hãm bính dòng binh đoàn cùng thanh hoa dòng binh đoàn, ta cảm thấy được không cần phải tồn tại. Các ngươi những thành viên này liền cùng nhau đưa vào liệp nhân dòng binh đoàn A. Ba vị đoàn trưởng, không biết dự định như thế nào. Liệp nhân dòng binh đoàn đoàn trưởng lòng tràn đầy đại hỷ, vội vàng đứng lên nói. Hết thảy nghe theo Vân Tiêu đội trưởng đại nhân an bài. Bọn hắn tam gia dòng binh đoàn vốn là tồn tại mạnh nhất ngoại trừ tam đại cự đầu, nếu là có thể cùng xác nhập làm một mà nói, thế lực ấy càng là có thể trực tiếp từ bên trong rất nhiều tạp ngư đoàn trổ hết tài năng, hoàn toàn xứng đáng trở thành dòng binh đoàn lớn thứ tư. Âu Dương Trạch cùng Cổ Tiểu Bạch đều là sắc mặt như than đen nhìn nhau. Cổ Tiểu Bạch nắm thật chặt Bá Vương cương đao, lạnh giọng nói. Thanh Hoa dòng binh đoàn thành lập 37 năm niên kỷ so với Vân Tiêu đội trưởng còn lớn hơn. Trước sau tổng cộng trải qua 3 vị đoàn trưởng đảm nhiệm, đều là vì đoàn mà chết trận. Hiện tại Vân Tiêu đội trưởng một câu nói liền muốn hủy bỏ là hủy bỏ. Ta đây như thế nào đối mặt với những huynh đệ thủ hạ này, làm sao đối mặt với những đoàn trưởng đã chết trước kia? Phía sau hắn vài tên vũ hoàng cường giả cũng là nổi gân xanh, vũ khí nắm trong tay có chút lắc lư, hiển nhiên nội tâm khó có thể bình tĩnh. Lý Vân Tiêu ánh mắt lộ ra một tia khen ngợi, nói. Cổ đoàn trưởng thật là nhân kiệt, bất quá cường giả vi tôn, người thắng làm vua. Nếu như người muốn lựa chọn đại nghĩa, vậy phải có giác ngộ hy sinh. Bân Kiệt thở dài một tiếng, vũ mao lệnh tiễn trong tay lại lẫn nữa xuất thủ, tản mát ra hào quang cường đại. Hướng phía trên người Cổ Tiểu Bạch áp đến. Cổ Tiểu Bạch sắc mặt ngưng trọng, giơ lên Bá Vương cương đao ra sức chém đến. Phanh! Cương đao dày cỡ hai ngón tay vừa chém xuống một phát liền đứt gãy ra, vũ mao lệnh tiến tới gần mà rơi, dán ở trên đỉnh đầu Cổ Tiểu Bạch thì dừng lại. Bân Kiệt không đành lòng, quát lớn. Còn không mau phục tùng Vân Tiêu đội trưởng đại nhân.
Ở dưới uy áp của Vũ Mao lệnh tiến, Cổ Tiểu Bạch chỉ cảm thấy toàn thân lạnh như băng, sau lưng đám Vũ Hoàng cường giả kia cũng đều là đổ mồ hôi hột, nếu là Bân Kiệt nổi sát tâm mà nói, bọn hắn những người này cũng không đủ một chiêu của đối phương. Phanh! Một nửa bá vương cương đao rơi trên mặt đất, Cổ Tiểu Bạch một gối quỳ xuống, nghiến răng nghiến lợi căm hận nói. Thanh Hoa dòng binh đoàn đoàn trưởng Cổ Tiểu Bạch phục tùng Vân Tiêu đội trưởng đại nhân chỉ thị, mang theo toàn bộ thành viên gia nhập Liệp Nhân dòng binh đoàn, từ nay về sau không còn danh xưng Thanh Hoa dòng binh đoàn này nữa. Đoàn trưởng đại nhân, sau lưng mấy vị Vũ Hoàng cường giả cũng cắn chặt răng, lã chã rơi lệ. Lý Vân Tiêu nói, đừng vừa khóc chết khóc sống nữa, còn là nam nhân sao? Có bản lĩnh thì tu luyện cho tốt, ngày nào đó đánh bại ta, để danh hào Thanh Hoa dòng binh đoàn các ngươi lại lần nữa vang lên đi. Bất quá ta thấy các ngươi đời này là không có cơ hội. Cổ Tiểu Bạch toàn thân phát run, cắn răng cả giận nói. Ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ cố gắng tu luyện, đem người của đệ bát đội các ngươi đánh ngã tất cả, lại lần nữa đoạt về danh hào của đoàn chúng ta. Lý Vân Tiêu lạnh lùng liếc hắn một cái, lạnh nhạt nói. Ta chờ ngươi. Ánh mắt của hắn lần nữa rơi vào trên người Âu Dương Trạch, lộ ra dáng tươi cười đến, nói. Âu Dương đoàn trưởng, ý tứ của ngươi ra sao? Âu Dương Trạch nào còn có nửa điểm phản kháng, quỳ gối xuống nói. Hãm bính dòng binh đoàn cũng phục tùng ý chí của Vân Tiêu đội trưởng đại nhân, toàn thể đoàn viên gia nhập Liệp Nhân dòng binh đoàn, từ nay về sau hủy bỏ đoàn hào. Hai nhà này vừa mới cúi đầu, những người còn lại càng thêm không có nửa phần phản kháng. Rất nhanh tuyệt đại bộ phận dòng binh đoàn đều bị thủ tiêu mất, trực tiếp nhập vào những binh đoàn bình thường phụ thuộc Thái Điểu dòng binh đoàn kia. Cả quá trình không có gặp phải bất cứ chống cự nào nữa. Người của tứ đại thương minh tất cả đều lạnh mặt nhìn nhau, nhưng nội tâm hết thảy để khó khăn bình tĩnh lại. Đặc biệt là Trầm Ly cùng Hồng Y Y, như thế nào cũng thật không ngờ Lý Vân Tiêu sẽ dùng thủ đoạn phích lịch, trong nháy mắt liền đem cách cục nhiều năm tại thành Tây giải quyết sạch. Tuy rằng sẽ còn có đại lượng phiền toái không ngừng, nhưng ít ra đã bước ra một bước dài mang tính quyết định. Mà nội tâm các nàng vừa mừng vừa sợ là, nhân vật sát phạt quyết đoán như vậy muốn đối phó tứ cực môn càng thêm có phần nắm chắc. Nhưng đồng thời cũng lo lắng cho mình bị lâm vào bên trong, bị nuốt tới xương cốt không còn dư thừa. Lý Vân Tiêu liếc mắt nhìn người của tứ đại thương minh, lộ ra một tia dáng tươi cười giống như ánh mặt trời cùng hàm răng trắng noãn. Bốn người đều là trong lòng căng thẳng, tựa hồ có loại dự cảm không tốt. Quả nhiên, Lý Vân Tiêu rất nhanh nói ra. Song binh đoàn sửa sang lại xong, hiện tại tứ đại thương minh các ngươi cũng nên có chỗ cải biến mới được. Kiều Lạc trong lòng nhảy lên, cau mày nói. Vân Tiêu đại đội trưởng, ta đây không biết rõ. Sự tình thương minh cho tới bây giờ là thương minh quản. Vân Tiêu đại đội trưởng là dòng binh, quản sự tình dòng binh tự nhiên không lời nào để nói. Nhưng tứ đại thương minh chúng ta cùng với thế lực dòng binh các ngươi chưa bao giờ xung đột. Chỉ là phối hợp mọi người cùng nhau quản lý tốt Khinh Ca lâm địa, vì chư vị cung cấp đủ loại phương tiện, từ đó kiếm lấy một chút lợi ích nhỏ bé mà thôi. Lợi nhuận ít ỏi. Lý Vân Tiêu cười cười, từ trong nhân thủ bên người xuất ra một tờ giấy, mở miệng đọc nói. Vạn Bảo Lâu năm trước tại Khinh Ca lâm địa tổng thu nhập là 2.300.000 trung phẩm nguyên thạch, tinh khiết thu nhập là 100.200.000 trung phẩm nguyên thạch. Kim Tiễn Bang thu nhập dòng là 100.600.000 trung phẩm nguyên thạch. Tứ Cực Môn là 900.000 trung phẩm nguyên thạch, Thiên Nhất Các là 700.000 trung phẩm nguyên thạch. Chậc chậc, chỗ lợi nhuận này thật là ít ỏi a. Những lời này lập tức khiến cho tất cả dòng binh đoàn đều kinh ngạc đến ngây người. Cả đám đều là ánh mắt phẫn nộ nhìn chằm chằm vào bốn người của thương minh, tất cả hai mắt phóng hỏa. Nguyên lai lợi nhuận thương hội cao như thế. Bọn hắn cả ngày liều chết liều sống tiếp nhận các loại nhiệm vụ, vào sinh ra tử, ai cũng không biết ngày nào sẽ là ngày cuối cùng, đổi lấy tiền tài cũng mới đủ cho bản thân tu luyện cùng tiêu xài. Những gian thương này cả ngày ngồi trong nhà, vậy mà lợi nhuận cao đến mức khiến cho người ta tức lộn ruột. Bốn người của thương minh đều có chút đứng ngồi không yên, Tĩnh Nam ho khan vài tiếng, cả giận nói. Vân Tiêu đội trưởng không ngờ tự tiện điều tra tình báo cơ mật của thương hội chúng ta. Lý Vân Tiêu mở miệng mắng. Ngươi chớ có ở trước mặt ta giả bộ thuần khiết, tứ gia thương hội các ngươi, có nhà ai không thu thập các loại tình báo cơ mất của tất cả các dòng binh đoàn chúng ta. Ngươi nha, còn dám ở trước mặt ta trang bức, ngươi muốn chết có phải hay không? Hắn vỗ bàn một cái,
Lập tức vài tên võ giả vây quanh, sát khí giạt rào tập trung Tĩnh Nam. Nếu là lúc bình thường, Tĩnh Nam nhất định là muốn nổi bão đương tràng. Kim Tiễn Thương Hội nói như thế nào cũng là đại thương hội có uy tín danh dự, thế lực lớn. Nhưng là có vết xe đổ của Thương Hùng, hắn cũng không dám tự tiện động tác, đám người của Thái Điểu Dòng binh đoàn này đều là kẻ điên. Nói không chừng sẽ lấy chính mình tế cờ, giết cho mọi người xem. Trong bốn người này, Kiều Lạc tuổi lớn nhất, tư lịch cũng lão làng nhất. Vào lúc đó, ba người khác đều đưa mắt nhìn hắn một cái, ẩn ẩn lấy hắn cầm đầu. Hơn nữa Vạn Bảo Lâu vốn là long đầu lão đại của Thương Minh. Kiều Lạc ho khan vài tiếng, nói. Những số liệu này cũng chỉ là tin tức không được đầy đủ mà Thái Điểu Dòng binh đoàn thu thập mà thôi. Trong đó rất nhiều thành phẩm đều không có tính toán đi vào, thu nhập chân thật nào có cao như vậy. Huống hồ những điều này cũng là sự tình bên trong thương hội chúng ta. Vân Tiêu đội trưởng dựa vào cái gì ngang ngược nhúng tay vào đây chứ? Lý Vân Tiêu khẽ nói. Quốc có quốc pháp, gia có gia quy. Các ngươi ở trên địa bàn của người khác kiếm sinh ý, phải tôn trọng quy củ trên địa bàn của người ta đúng hay không? Kiều Lạc nghĩ một chút, nói. Đúng vậy, thật là có lý này. Chúng ta tại Khinh Ca Lâm địa giống như không có làm hỏng quy củ của ai à? Lý Vân Tiêu một trưởng vỗ vào trên mặt bàn, quát. Vừa lập quy củ, các ngươi đã quên rồi sao? Có phải muốn ta cho các ngươi một chút nhắc nhở hay không? Hắn đi đến trước mặt Kiều Lạc, một trưởng vỗ vào phần tài liệu vừa rồi phát kia, quát. Lão gia hỏa, đọc lên cho ta, điều thứ nhất là nói cái gì? Kiều Lạc sững sờ, lập tức há hốc mồm, Thương Minh bốn người đều là một hồi ngạc nhiên không nói nổi một lời. Mà tất cả người của Dòng binh đoàn lại là tận đáy lòng cười thầm không thôi, cảm thấy rất là thống khoái. Nghĩ tới những tên gian thương này không ngờ lợi nhuận nhiều như vậy, hận không thể xông lên chém chết bọn hắn. Điều thứ nhất bên trên cuốn tài liệu kia, không ngờ viết, Thái Điểu Dòng binh đoàn trưởng quản hết thảy sự vụ thành Tây. Là tất cả sự vụ, lão già kia xem hiểu chưa? Lý Vân Tiêu vẻ mặt côn đồ, mắng vài câu, lúc này mới ngồi trở lại trên chiếc ghế của chính mình. Khẽ nói. Nếu là có ai không muốn ở Khinh Ca Lâm địa chờ đợi, có thể thu thập đồ đạc cút xéo đi, bổn thiếu gia tuyệt không cưỡng ép lưu lại. Thương Minh bốn người tất cả đều là sắc mặt tái nhợt, cố nén nộ khí. Bọn họ đều là làm sinh ý, tự nhiên không thể cùng với địa đầu xà xung đột mà trở mặt. Chỉ có điều thành viên Thương Minh bản thân thế lực cũng thật lớn, vô luận đi đến nơi nào người khác đều cho bọn hắn mặt mũi. Như Lý Vân Tiêu loại sự tình không chút nào nể tình này hình như chưa bao giờ phát sinh qua. Trầm Ly cũng là tức giận đến toàn thân tràn ra hàn khí, nhưng nàng còn cần lực lượng của Lý Vân Tiêu đối phó tứ cực môn, cho nên xanh mặt không nói lời nào. Kiều Lạc trầm giọng nói. Cái kia Vân Tiêu đội trưởng cho rằng Thương Minh chúng ta nên cải biến như thế nào đây? Lý Vân Tiêu cười ha ha hai tiếng, nói. Các ngươi một năm đạt được nhiều lợi nhuận như vậy. Các huynh đệ trong nội tâm đều không thoải mái a. Những số tiền này đều là mọi người chiến đấu quên mình lấy được. Đương nhiên, cho các người nhổ ra cũng không hợp tình lý. Như vậy đi, đem Thiên Nguyên Thương Hội đưa vào đây, hơn nữa với tư cách thương hội quản lý, về sau bốn nhà các ngươi đều phải ở dưới Thiên Nguyên Thương Hội dẫn đạo hợp pháp hợp quy kinh doanh. Mọi người xem có được không? Cái gì? Kiều Lạc giận dữ vô án, thân thể yếu ớt kia thoáng cái trở nên cường tráng. Trong đôi mắt hung mang chớp động, cả giận nói. Vân Tiêu đội trưởng muốn nâng Thiên Nguyên Thương Hội, chúng ta không lời nào để nói. Nhưng là muốn để cho bốn nhà chúng ta nghe lệnh của hắn, không khỏi quá mức vui đùa rồi. Không sai. Tĩnh Nam cũng là cả giận nói. Ninh Linh Nhi tiểu thư tuy rằng thiên phú không tồi, ở trong Thương Minh cũng có thanh danh hiển hách. Nhưng để cho nàng chủ trì sự tình Khinh Ca Lâm địa này vẫn là còn quá trẻ. Lý Vân Tiêu cười nói. Trẻ tuổi, không không, ngươi tính sai rồi. Không phải Linh Nhi chủ trì, mà là để cho nàng phái một người tới chủ trì. Bốn tên cấp bậc lâu la như các ngươi còn chưa đủ, lại để cho phó hội trưởng đi đến, Linh Nhi tới chủ trì còn không sai biệt lắm. Ngươi đây là muốn cùng với Thương Minh chúng ta khai chiến đúng không? Thương Hùng cũng động thân mà ra, thời khắc nào nếu là bốn đại thương hội bọn hắn không đoàn kết mà nói. Sẽ thực có khả năng bị người trước mắt này ăn mất. Duy chỉ có Trầm Ly do dự thoáng qua một chút, tuy rằng thái độ không phải cường ngạnh như vậy, vẫn là mở miệng nói. Như vậy không tốt lắm đâu.
Thương Minh, bốn người các ngươi có thể đại biểu cả Thương sao? Chậc chậc, coi như không tệ a, chính là người phụ trách một phân bộ, đã nói phép có thể đại biểu cả Thương Minh. Linh Nhi, lần này Thương Minh lưỡng hội, ngươi nhất định được ở trên hội đem chuyện này tố cáo cho toàn bộ người của Thương Minh, để xem hạch tâm tứ môn bọn hắn là cường đại ra sao. Lý Vân Tiêu trêu chọc nói. Ninh Linh Nhi bây giờ còn có chút hít thẫn thờ tỉnh táo lại, Lý Vân Tiêu trước đó cũng không có thông chi nàng, nhưng không thể tưởng được một miếng bánh lớn như thế lại rơi xuống trên đầu nàng. Hạnh Phúc muốn phát khóc ra, cố nén cái mũi chua xót, cười nói. Nhất định sẽ làm, mấy lâu la phân bộ lại có thể đại biểu cả Thương Minh. Ta nhất định sẽ tố cáo bốn vị hội trưởng các ngươi, cùng với toàn bộ hơn 100 thành viên Thương Minh. Nàng giờ phút này nội tâm ngọt ngào cùng Hạnh Phúc nói không nên lời. Những năm gần đây này đều là một mình nàng chịu đau khổ chạy trốn khắp nơi, chống đỡ Thiên Nguyên Thương hội lung lay sắp đổ. Khắp nơi đều là đối xử lạnh nhạt cùng mỉa mai, chưa từng nhận được che chở như thế. Nàng một lòng đều được mở ra trong người. Thương Hùng lập tức há hốc mồm, mồ hôi lạnh to như hạt đậu chảy xuống. Luân cấp bậc, Đinh Linh Nhi đúng là so với bọn hắn càng có tư cách đại biểu cho Thương Minh nhiều hơn. Hơn nữa loại sự tình khẩu xuất cuồng ngôn này, nói nhỏ thì nhỏ, nói lớn cũng lớn thực nghiêm túc truy cứu tới mà nói, đầu có lẽ không giữ được. Khục, Kiều Lạc nặng nề ho khan một tiếng, thay Thương Hùng che giấu xấu hổ, nói. Tuy rằng lời nói của Thương Hùng có chút khuyết đại, nhưng hành vi của Vân Tiêu đội trưởng hiển nhiên là cùng tứ gia thương hội chúng ta trở mặt a. Ta tin tưởng điều này nhất định không phải là ý tứ của Hắc Liên đoàn trưởng, hy vọng Vân Tiêu đội trưởng không nên tự tiện chủ trương. Lý Vân Tiêu quát, có phải ý tứ của Hắc Liên đoàn trưởng hay không, ta tin tưởng hay là ngươi còn rõ ràng hơn? Là ta Thái Điểu Dòng binh đoàn đội trưởng đúng, hay là ngươi hả? Nếu không đại đội trưởng này để ngươi tới làm tốt hơn. Cái này, Kiều Lạc một hồi im lặng, người trẻ tuổi kia như thế nào cùng côn đồ lưu manh giống nhau, hoàn toàn không nói lý lẽ. Lý Vân Tiêu vỗ vỗ tay, lập tức lại có thủ hạ đưa lên vài phần tài liệu, phân biệt đặt ở trước mặt bốn người, nói. Đây là quy định quản lý thương hội của Khinh Ca Lâm Địa, chư vị phối hợp ký tên một chút đi. Bên trong kỹ càng đem Thiên Nguyên Thương hội ghi vào, hơn nữa tứ gia thương hội hết thảy hoạt động cùng kinh doanh đều phải thông qua Thiên Nguyên Thương hội phê chuẩn. Loại quy định này, bốn người làm sao chịu ký, tất cả đều là tức giận đến toàn thân phát run, ngồi ở đó trợn mắt nhìn. Lý Vân Tiêu chuyển hướng Trầm Ly bên người, cười nói. Trầm A Di, người tới dẫn đầu A, hôm nay việc này làm không xong, ha ha, người hiểu được. Trầm Ly sắc mặt đại biến, nàng tự nhiên minh bạch ý tứ của Lý Vân Tiêu, cái kia chính là đối phó tứ cực môn cũng ngâm nước nón. Mà thượng cấp mệnh lệnh là nhất định phải bắt được đường kiếp, dùng để đổi lấy thuyền thược. Hơn nữa để cho nàng lo lắng nhất là nếu bản thân không nghe lời, tiểu tử này có thể cố ý gây sự hay không. Đến lúc đó giúp không được gì không nói, ngược lại từ đó cản trở, vậy thật phiền phức lớn rồi. Sau khi cân nhắc, nàng rốt cục khuất phục, mặt âm trầm ở trên quy định quản lý ký tên. Khinh Ca Lâm Địa bất quá là một ít phân bộ bỏ đi, đối với Thiên Nhất Các mà nói có cũng được mà không có cũng không sao. Mà Nặc Á Chi Thuyền, mới là đại sự hàng đầu. Trầm Ly ngươi, ba người còn lại đều là vừa sợ vừa giận, vẻ mặt khiếp sợ kinh ngạc, dù thế nào cũng nghĩ không thông nàng vì sao lại chấp nhận loại lời nói này. Ha ha, Trầm A Di thật biết điều nha. Tiếp theo, Kiều lão gia tử, đến phiên ngươi. Lý Vân Tiêu ý bảo xuống, đem tài liệu kia đặt ở trước mặt Kiều Lạc. Kiều Lạc sắc mặt tái nhợt, lãnh đạm nói. Ta là tuyệt đối không thể ký được, ngươi cứ việc bỏ ý đồ này đi a. Có bản lĩnh hiện tại giết ta. Lý Vân Tiêu cười nói. Kiều lão gia tử quả nhiên có khí khái. Bất quá người giấu tiểu lão bà cùng với hai tiểu nhi tử còn trong tã lót ở chỗ Uông Tam gia kia, bọn hắn có biết người có khí khái như vậy hay không? Còn có, đáng thương Uông Tam cho là mình tìm được lão bà xinh đẹp, sinh cho hai nhi tử. Tại thời điểm chấp hành nhiệm vụ cũng yên tâm đi, hắn có biết nguyên lai cha ruột của hài tử có khí khái như vậy hay không? Cùng với, nhiệm vụ lần đó của Uông Tam vì cứu thủ hạ huynh đệ, cùng một gã vũ hoàng cường giả đồng quy vu tận. Về sau, thủ hạ của Kiều lão gia tử tứ đại vũ hoàng cao thủ vì sao lại thiếu mất một người. Trên mặt Kiều Lạc lập tức không có chút huyết sắc nào. Tất cả đám dòng binh đều là đồng thời kinh hãi, mỗi người đều minh bạch chuyện gì xảy ra, lộ ra vẻ oán giận.
Uông Tam cũng là đoàn trưởng của một tiểu dòng binh đoàn, bản thân cũng là vũ hoàng cao thủ. Ngày bình thường mặc dù nói không được thanh danh hiển hách, nhưng là cùng rất nhiều dòng binh đoàn quan hệ khá tốt. Không thể tưởng được hắn vẫn lạc trong lần nhiệm vụ đó, dĩ nhiên là do lão xuất sinh này làm. Hơn nữa hiện tại lão bà cùng hai nhi tử một mực được thủ hạ của Uông Tam cung cấp nuôi dưỡng cũng là tạp chủng của lão già này. Tất cả mọi người đều nộ hỏa trùng thiên. Bọn hắn đám dòng binh này, mỗi ngày đều là đem đầu treo lên mà sống, nói không chính xác ngày nào đó sẽ không còn mạng. Cho nên đặc biệt để ý an nguy người nhà mình cùng hậu sự bản thân. Đối với loại việc trộm lão bà của người, chiếm con cái của người này là sự tình kiêng kỵ nhất. Kiều Lạc sắc mặt âm trầm có thể chảy ra nước, hắn muốn phủ nhận, nhưng là ở dưới ánh mắt thanh tịnh kia của Lý Vân Tiêu lại không làm sao mà hoàn toàn phủ nhận ra nổi. Hắn đồng tử phóng đại, gắt gao nhìn chằm chằm vào Lý Vân Tiêu, mặt mũi tràn đầy đều là vẻ hôi bại. Một thiếu niên nho nhỏ, làm việc sao có thể lão luyện độc ác như vậy? Ở bên trong cái thân xác trẻ tuổi này đến tột cùng giấu một linh hồn như thế nào? Lý Vân Tiêu âm thanh lạnh lùng nói. Đừng tưởng rằng bốn đại thương hội các ngươi tại Khinh Ca Lâm địa mỗi ngày thu thập tình báo khắp nơi, đem chúng ta mấy đại dòng binh đoàn đều trở thành người ngu. Nói cho các ngươi biết. Không chỉ có là Thái Điểu dòng binh đoàn, Bạo Vũ cùng Khô Lâu loại binh đoàn vụn vặn này đều đem chi tiết của các ngươi toàn bộ kiếm được nhất thanh nhị sở. Các ngươi ngày hôm qua cơm tối ăn cái gì, trong đêm kiên trì vài giây, hô mấy tiếng, phong cách ra sao, toàn bộ trong đêm có trong hồ sơ. Nơi này là Khinh Ca Lâm địa, không phải tổng bộ thương minh Tống Nguyệt Dương thành của các ngươi. Lý Vân Tiêu lời nói như là lôi điện vậy, chấn động ở bên tai của bốn người, cả đám đầu óc bị chấn đến vang lên ông ông. Biểu hiện trên mặt cũng cứng ngắc. Trầm Ly càng là hiện lên một vòng đỏ ửng, lộ ra vẻ nổi giận. Kiều Lạc càng là gần như sắp té xỉu. Sự tình chính mình cùng lão bà của Uông Tam, và hai đứa con riêng kia ngẩng đầu không thể tưởng được, không thể tưởng được, không thể tưởng được, vẫn là làm được cẩn thận. Không thể tưởng được vậy mà đã sớm nằm ở dưới sự giám thị của đối phương. Hắn run rẩy nhấc tay lên, ký xuống mấy chữ. Lý Vân Tiêu cười nói. Ha ha. Lão gia tử cũng thật biết điều, vị này chính là Kim Tiễn Bang đại ca a, đến phiên ngươi. Tĩnh Nam sắc mặt cũng trắng bệch, ngồi ở đó vẫn không nhúc nhích. Lý Vân Tiêu khai đạo nói, mạng là của mình, lợi ích là của bang phái, ngươi cần phải cân nhắc tinh tường, nghe nói Tĩnh Nam huynh gần đây từ Hoàng Kim Sa địa. Ta ký. Tĩnh Nam hoảng sợ toàn thân run lên, vội vàng ngắt lời nói. Cầm lấy bút nhánh chóng viết xuống danh tự của mình. Sợ Lý Vân Tiêu nói ra cái gì. Nhưng Hoàng Kim Sa địa bốn chữ này vẫn là rơi vào trong tai của mỗi người, tất cả đều lộ ra vẻ hồ nghi. Chỗ đó đúng là đại hung chi địa, có rất ít võ giả có can đảm đặt chân tới. Chỉ còn lại một mình Thương Hùng, trên trán toát mồ hôi lạnh, nội tâm run rẩy không thôi. Ba nhà khác đều đã ký, còn lại hắn không ký mà nói, sợ rằng chỉ còn đường chết. Nhưng là thế cục hiện tại Khinh Ca Lâm địa tứ cực môn cũng không phải là hắn làm. Nếu là lần này ký xong trở về, vị thiếu chủ kia sợ rằng sẽ một trưởng bổ chết hắn trước. Nhưng lại để cho hắn ngạc nhiên là, sau khi Tĩnh Nam ký xong, Lý Vân Tiêu tựa hồ cũng không có ý định lại để cho hắn ký xuống, mà là trực tiếp thu lại, cười nói. Ha ha, chư vị đều rất phối hợp nha. Ta tin tưởng, Thành Tây, thậm chí cả Khinh Ca Lâm địa, ở dưới Thái Điểu Dòng binh đoàn quản hạt nhất định sẽ càng ngày càng tốt. Vỗ tay a, mọi người. Sau khi hắn nói xong, liền tự mình bắt đầu vỗ tay trước. Kế đó ánh mắt ở trên từng người tại đây đảo qua, toàn bộ những ai bị hắn nhìn chằm chằm vào đều hoảng sợ giơ tay lên dốc sức liều mạng vỗ tay, rất nhanh cả quảng trường đều rào rạt ở trong một mảnh tiếng vỗ tay nhiệt liệt. Thương Hùng có chút ngây ngốc, cũng vỗ tay theo, hắn không rõ vì sao lại không cần mình ký tên. Ba người khác cũng cảm thấy kỳ quái, sau khi vỗ tay xong, Trầm Ly nhắc nhở. Vân Tiêu đội trưởng. Hình như còn sót lại một nhà thương hội a. Lý Vân Tiêu cười nói. Còn sót, không có, tứ cực môn đều là con người rắn giỏi có khí khái, uy vũ không khuất phục. Huống hồ ta là người cũng không thích bắt buộc người khác. Con mẹ ngươi, còn không thích ép buộc người khác. Cơ hồ trên quảng trường trong mọi người đều mắng to không thôi, nếu là có thể nói ra lời, thực muốn xông tới hướng trên mặt hắn dẫm mấy cước. Cho nên... Ánh mắt của hắn ngưng lại cười nói. Tứ cực môn liền tạm thời rút lui khỏi Khinh Ca Lâm địa, toàn bộ sinh ý tạm thời do Thiên Nguyên Thương hội tiếp quản.
đợi đến lúc nội thành ổn định lại, sau đó lại do Thiên Nguyên Thương hội xem xét phê chuẩn Tứ Cực Thương hội một lần nữa tiến đến kinh doanh. Soạt. Lần này tất cả mọi người sắc mặt đại biến, Thương Hùng càng là kinh ngạc đến ngây người tại chỗ, chắp tay trước ngực, còn làm ra tư thế vỗ tay, há to mồm đứng ở đó. Trầm Ly trong nội tâm chấn động, hiện tại liền muốn bắt đầu sao? Nàng thầm bội phục Lý Vân Tiêu sát phạt quả quyết tuyệt không dây dưa dài dòng, nói làm liền làm. Những người còn lại cũng khó mà lý giải được, cái này hoàn toàn chính là cùng với Tứ Cực Môn kết xuống sinh tử đại cửu A. Hắn dựa vào lực lượng gì đến chống lại Tứ Cực Môn con quái vật khổng lồ này? Mặc dù đối phương tổng bộ không tại Khinh Ca Lâm địa, nhưng phái một ít cao thủ đến đây cũng có thể đơn giản tiêu diệt Thái Điểu Rong binh đoàn của ngươi A. Người bóc lột áp xúc lợi ích của người ta, đều còn có thể lý giải cùng nhường nhịn. Nhưng hiện tại muốn đem đối phương nhổ tận gốc, đây không phải triệt để vạch mặt rồi sao? Thương Hùng hồi lâu đều phản ứng không kịp, thật sự nghĩ mãi mà không rõ chính mình ở chỗ nào đắc tội tên điên này. Chẳng lẽ cũng bởi vì hiện tại chống đối hắn vài câu? Điều này cũng quá khó chấp nhận a. Ở dưới ánh mắt trêu thức cùng xem kịch vui của mọi người, nội tâm của hắn ngược lại âm thầm nhẹ nhõm xuống. Nếu để cho hắn ký hiệp nghị mà nói, làm loại sự tình mất mặt tổn hại tới mặt mũi của thương hội này, trở về không chừng lại để cho vị thiếu chủ kia bóp chết. Nhưng bây giờ đối phương trực tiếp đem thương hội đẩy vào tuyệt cảnh, bực đại sự này dù sao có vị kia ở đây, hắn ngược lại không cần gánh trách nhiệm quá lớn. Nhưng trên mặt mũi công tác vẫn là phải làm. Hắn lập tức nổi giận lên, quát. Tiểu tử, người đừng vội quá phận. 3. Cũng không thấy được Lý Vân Tiêu có hành động, chỉ thấy một ít tàn ảnh, sau đó Thương Hùng liền trực tiếp bị đánh ngã trên mặt đất, phát ra tiếng nổ cực lớn. Hảo tâm cho các ngươi rút lui khỏi, còn dám cùng ta tranh cãi ư? Lý Vân Tiêu tiến lên một phát nhấc Thương Hùng tới, hừ lạnh nói. Đã như vậy, vậy cũng không cần rút lui khỏi nữa. Hắn quay người nhìn mọi người một cái, nói. Chư vị, Tứ Cực Thương hội này quả thực đáng giận, cho mặt mũi còn không biết xấu hổ. Hiện tại mọi người liền cùng ta đến tiêu diệt bọn hắn. Thái Điểu Rong binh đoàn rất chờ mong biểu hiện của chư vị, đằng sau đủ loại lợi ích phân phối cũng sẽ ở trong lần biểu hiện này thể hiện ra. Ánh mắt của hắn lần nữa rơi vào trên người ba người Kiều Lạc, cười nói. Còn có ba vị đại trưởng quỹ thương hội, thương minh các ngươi đi ra một kẻ không biết xấu hổ như vậy, các ngươi cũng cảm giác được trên mặt mũi không có ánh sáng ha. Không bằng cùng đến với ta đi một lần, giúp cho các ngươi cơ hội thanh lý môn hộ một phen. Kiều Lạc đã giật mình, vội vàng lắc đầu nói. Vân Tiêu đội trưởng nói giỡn, đây là việc riêng của Tứ Cực Môn bọn hắn, tuy rằng cùng thuộc thương minh, nhưng cùng quản lẫn nhau, chúng ta nào có tư cách mà quản xem bọn hắn làm cái dám gì. Tĩnh Nam cũng là sắc mặt tái nhợt, lắc đầu liên tục nói. Vân Tiêu đội trưởng ngài bận rộn, thân thể chúng ta có chút không thoải mái, tạm thời trở về. Lý Vân Tiêu sắc mặt trầm xuống, quát. Tất cả mọi người là lăn lộn tại thành Tây, dựa vào cái gì Rong binh đoàn đi dốc sức liều mạng, mấy thương hội các ngươi liền trốn đi. Ngày bình thường kêu gào, không phải thổi lên thương hội của mình như bức ra sao cường đại như thế nào sao? Hiện tại muốn giả bộ, ba vị vẫn là theo ta đi một lần a. Lập tức vài tên võ giả đi tới, kẹp ở hai bên ba người, xem tư thế là không đi cũng phải mang đi. Thời điểm này coi như là kẻ đần cũng minh bạch, Lý Vân Tiêu đây là chuyên môn muốn đối phó Tứ Cực Thương hội, hơn nữa là muốn đem tất cả mọi người kéo xuống nước a. Tiểu tử này nào có phải là bị bệnh thần kinh gì, rõ ràng chính là cáo giả hồ ly. Khó trách ngay từ đầu liền cố ý đối với Thương Hùng bới móc, đáng tiếc Thương Hùng không ngừng nhẫn nhịn, đều nhẫn thành ninja rùa rồi, lại vẫn bị đánh nát mai rùa, chạy trốn không được. Hơn nữa tiểu tử này cũng biết Tứ Cực Môn không dễ chọc, lúc này mới kéo toàn bộ các Rong binh đoàn xuống nước. Mà ngay cả mấy đại thương minh khác cũng không buông tha. Những thương minh này ngày bình thường cũng không ít lục đục với nhau, chuyện này chỉ cần làm tới. Cho dù không có ra tay cũng sẽ bị Tứ Cực Môn tính toán đưa vào trong sổ nợ, đến lúc đó không tránh khỏi lại là một trường phong ba khác. Từ hôm nay Rong binh đại hội này bắt đầu, lực áp hai đại Rong binh đoàn khác, độc trưởng thành Tây, sau đó tiêu diệt đối lập, nâng đỡ đoàn thân tín, phân chia lợi nhuận của thương hội, cưỡng ép gia nhập Thiên Nguyên Thương hội cũng đem miếng bánh ngọt lớn chia cắt. Hiện tại càng đem chiến thiến làm lớn, kéo tất cả mọi người cùng tiến lên thuyền đối phó Tứ Cực Môn. Những thủ đoạn liên tiếp này ở dưới tình huống mọi người đều cho rằng hắn là kẻ điên, từng cái được hoàn thành.
đây là một thiếu niên 16-17 tuổi, sẽ nên có mưu trí cùng thủ đoạn như thế sao? Gương mặt kiệt ngao bất tuần, nhìn như liều lĩnh vô cùng ẩn chứ bên trong là một trái tim thất khiếu linh lung hơn nữa còn to gan lớn mật a. Mộc vô huynh, muốn cùng nhau chơi đùa hay không? Lý Vân Tiêu ngẩng đầu lên nhìn xem trên bầu trời, một mảnh trời quang sáng sủa, không có bất kỳ bóng người nào. Nhưng rất nhanh lại truyền đến thanh âm của Mộc Vô nói. Không có hứng thú, Khô Lâu Dòng binh đoàn cặn bã còn chưa tới, ta đi tới trong binh đoàn của bọn hắn tìm thú vui. Lý Vân Tiêu vội vàng nói. Chậm đã, tứ cực môn kia tại thành Tây kinh doanh nhiều năm như vậy, có trời mới biết có bao nhiêu nội tình. Mộc Vô huynh cùng ta đồng thời tiến đến, cam đoan có thể tìm được chuyện vui càng có ý tứ hơn so với đi Khô Lâu Dòng binh đoàn. A. Trên không trung chậm rãi hiện ra thân ảnh Mộc Vô, cười nói. Đã như vậy ta đây sẽ theo ngươi đi một chuyến. Xác thực rất muốn nhìn một chút hạch tâm tứ minh trong truyền thuyết có phải cường đại như vậy hay không. Lý Vân Tiêu âm thầm thở ra một hơi, có Mộc Vô cùng nhau đi tới, nắm chắc sẽ lớn hơn nhiều. Đường kiếp thân là thiếu chủ tứ cực môn, bên người không có khả năng không có một lượng cao thủ làm bạn. Mộc Vô này thoạt nhìn chính là cuồng đồ chấp mê trên võ đạo, đúng là tay đám tốt nhất. Đi thôi. Hắn một phát nhấc lên thương hùng mặt mũi bầm dập từ trên mặt đất kéo đi. Hơn ngàn người thanh thế to lớn hướng phía căn cứ tứ cực môn tại thành Tây mà đi, nhưng không ít người lại là sầu mi khổ kiểm, thân bất do kỷ. Trầm Ly trong đám người hơi khẩn trương lên, nàng rất tùy ý cùng Hồng Y Y nhìn nhau, đều thấy được vẻ lo lắng cùng kiêng kỵ trong mắt đối phương. Hiển nhiên là Lý Vân Tiêu người này năng lực vượt qua dự tính của các nàng, chỉ sợ sự tình sẽ không thuận lợi như vậy. Hạch tâm phân bộ tứ minh vô luận tại bất kỳ địa phương nào của thiên vũ giới đều là thập phần có địa vị, cũng nhận được thế lực địa phương tôn kính cùng bảo hộ. Tuy rằng bọn hắn cũng sẽ biết tiến hành thu thập tình báo cùng các loại hoạt động mờ ám, nhưng tổng thể bên trên sẽ không tham dự vào trong các thế lực địa phương tranh đoạt, công việc chủ yếu vẫn là việc buôn bán, kiếm nhiều tiền. Mà rất nhiều thế lực địa phương cũng cần những thương hội này cung cấp đủ loại tài nguyên, tổng thể mà nói vẫn là rất được hoan nghênh. Cho nên hạch tâm tứ minh tại Khinh Ca Lâm địa loại thành trì hỗn loạn này cũng có thể lăn lộn không tệ, bảo trì một mảnh hoàn cảnh kinh thương yên lặng. Nhưng là lần này lợi nhuận cực lớn bị đưa ra ngoài ánh sáng, về sau có thể không còn loại siêu nhiên ở bên ngoài như vậy, không bị ảnh hưởng nữa, đó chính là siêu nhiên. Mấy người thương minh, Kiều Lạc cùng Tĩnh Nam đều là vẻ mặt như lợn chết, so với gan heo còn muốn khó coi hơn. Điều này khiến cho thành viên của tất cả các dòng binh đoàn đều nội tâm thống khoái một hồi. Đám người thương minh này, ngày bình thường tất cả đều là cao cao tại thượng, một bộ dáng thân phận siêu nhiên. Hiện tại bị Lý Vân Tiêu ép đến cái rắm cũng không dám phóng một cái, có loại cảm giác sướng khoái nhân tâm. Thương Hùng lại càng không cần phải nói, bị Lý Vân Tiêu một cái tát đánh tới hoa mắt váng đầu, kéo lê trên mặt đất. Kỳ thật dùng tu vị của hắn đã sớm tỉnh táo lại, nhưng nghĩ đến vị thiếu chủ trong thương hội kia, liền sợ tới mức dứt khoát nhắm mắt lại tiếp tục giả vờ chết. Duy nhất bình tĩnh hơn chút chỉ có Trầm Ly, trong hai tròng mắt không hề bận tâm, cùng với đám người đi không trước không sau. Lý Vân Tiêu đi cũng không nhanh, mấu chốt là phải tạo thế. Về phần tứ cực thương hội, hắn cũng không lo lắng đối phương chạy trốn, sáng sớm đã phái mười mấy tên cao thủ trải rộng mấy ngàn mét xung quanh, có chút gió thổi cỏ lay nào sẽ báo cáo ngay. Hôm nay toàn bộ sự tình thoạt nhìn như lỗ mạng, nhưng kỳ thật hết thảy đều nằm trong tính toán tinh tế của hắn. Rất nhanh liền đến phía trước phân bộ tứ cực thương hội, mấy ngàn người đem phạm vi trăm mét tất cả đều vây quanh vài vòng, chính là một con ruồi cũng đừng mơ bay được ra ngoài. Lý Vân Tiêu đem một trang giấy đưa đến trong tay Kiều Lạc, một tay lấy hắn đẩy ra, nói. Kiều lão gia tử, tứ cực thương hội này nói như thế nào cũng là người của thương minh các ngươi. Hiện tại ta giúp các ngươi thanh lý môn hộ, khúc dạo đầu này liền để cho ngươi tới đọc A. Kiều Lạc chỉ cảm thấy một hồi choáng váng. Ta thanh lý con mẹ ngươi a. Rõ ràng là ngươi cố ý muốn tranh giành đối với tứ cực môn, diệt trừ người ta, hiện tại như thế nào biến thành giúp đỡ chúng ta. Sắc mặt của hắn so với quả cà dính xương còn muốn khó coi hơn, sau khi đem nội dung bên trên trang giấy nhìn thấy, càng là từ quả cà biến thành mặt trắng, kịch liệt ho khan, nói. Khụ, khụ, Vân Tiêu đội trưởng đại nhân, ta, thân thể của ta, xương cốt không được, khụ, thanh âm quá nhỏ, khụ khụ. Hãy để cho Tĩnh Nam đến đọc giúp a, hắn so với ta trẻ tuổi hơn, giọng nói cũng to hơn, khụ, khụ, khụ.
Tĩnh Nam sắc mặt đại biến, cả giận nói. Kiều lão đầu, người bớt giả ngu ở đây đi, thể cốt không được, còn có thể có hai đứa con riêng. Còn có thể giấu tiểu lão bà. Thanh âm của hắn như chuông lớn, thoáng cái tất cả mọi người nghe thấy, lộ ra dáng tươi cười mập mờ, dâm thanh nổi lên bốn phía. Kiều Lạc đỏ mặt lên, nói. Cái đó đúng, đó là sự tình lúc tuổi còn trẻ. Lý Vân Tiêu từ trong giới chỉ lấy ra một viên đan dược màu đỏ tươi, đưa lên nói. Thể cốt không được đúng không? Viên cửu chuyển đại lực kim thương hoàn này sau khi ăn vào, thân thể như mãnh hổ, ba ngày không ngã, tranh thủ thời gian ăn hết ha, lần này ngươi liền được lời to rồi. Kiều Lạc sợ tới mức liên tiếp lui về phía sau, run rẩy nói. Ta đi, xương cốt của ta coi như cũng được. Hắn xoa xoa mồ hôi lạnh trên đầu, nếu thật sự nuốt vào đan dược kia, bộ xương cốt này mới thật sự hỏng chắc. Hắn cầm lấy trang giấy, hai tay nhìn không được có chút run rẩy, mở miệng đọc lên. Lý Vân Tiêu nhẹ nhàng khẽ hừ, nói. Xương cốt coi như cũng được, đọc lớn tiếng lên cho ta. Thanh âm quá nhỏ mà nói, cũng phải bồi bổ cho ngươi. Hù dọa tới mức thanh âm Kiều Lạc bỗng nhiên lớn lên, so người trẻ tuổi còn muốn rõ ràng hữu lực hơn. Thông báo tất cả huynh đệ tỉ muội tại Khinh Ca Lâm Địa, vạch trần hành vi của tứ cực môn không việc ác nào không làm khiến người tức giận. Thân là một thành viên của Thương Minh, người phụ trách phân bộ Vạn Bảo Lâu, Kiều Lạc ta hiện tại chỉ thiên phát thệ, những lời nói dưới đây, từng câu, câu, từng chữ đều là thật. Kiều Lạc run rẩy xoa xoa mồ hôi lạnh chảy xuông, tiếp tục thì thầm đọc. Thân là một thành viên của Thương Minh, có trách nhiệm cũng có nghĩa vụ đem hành vi phạm tội của tứ cực môn chiêu cáo thiên hạ. Tứ cực môn tại Khinh Ca Lâm Địa trong lúc kinh doanh, đại lượng bắt người cướp của cung cấp thiếu chủ đường kiếp của hắn hưởng dụng. Vô luận nam nữ già trẻ, mập mạp đẹp xấu, chủng tộc không giới hạn. Hắn trợn con mắt lớn như hạt châu, xoa xoa mồ hôi, tiếp tục đọc lên. Còn đại lượng mua sắm xà phòng, ngọn nến, roi da, các loại đồ vật bị đổi khuyết trương cúc khí hậu môn trở về tổng bộ tại Dương Thành. Nghe nói đường kiếp kia ưa thích mấy trò chơi bầy đàn, đối tượng không phân biệt nam nữ, chẳng phân biệt được chủng loại, chẳng phân biệt được. Ầm ầm. Đột nhiên một đạo quang mang từ trong phân bộ tứ cực môn bắn ra đến, lập tức xuyên việt trời cao, nhanh chóng lại để cho người ta không cảm nhận được. Chỉ cảm thấy hai mắt thoáng cái lóa đi, liền nhìn thấy thân thể Kiều Lạc ở dưới quang mang kia nổ tung ra. Đáng thương lão đầu tử còn không có kịp phản ứng, đã hài cốt không còn. Ngay sau đó, mấy đạo khí tức cường đại từ trong tứ cực môn vọt lên, không ngừng khuyết tán ra, chấn nhiếp mỗi một gã võ giả. Lý Vân Tiêu tức giận hét lớn. Là ai ác độc như thế sát hại Vạn Bảo Lâu Kiều Lạc lão gia tử? Kiều lão gia tử một thân chính khí tỏ rõ nhật nguyệt, trung tiết giống như phong lăng xương tuyết, không thể tưởng được vậy mà tao ngộ độc thủ như thế. Vạn Bảo Lâu cùng với tứ cực môn các ngươi thế bất lưỡng lập. Tất cả mọi người té xỉu một hồi lại để cho Kiều Lạc đi lên đọc loại văn bản này, rõ ràng cho thấy muốn để hắn đi chịu chết. Hiện tại ngược lại vừa ăn cướp vừa la làng. Hơn nữa hắn làm sao lại tuyên bố Vạn Bảo Lâu cùng tứ cực môn thế bất lưỡng lập. Người ta có phải thế bất lưỡng lập hay không, cùng ngươi liên quan cái giám a? Tĩnh Nam đột nhiên cảm thấy một cổ hàn ý từ dọc sống lưng dâng lên. Hắn liếc mắt nhìn Lý Vân Tiêu đang đưa mắt nhìn chằm mình, lập tức sợ tới mức hiểu được chuyện gì, theo đó hô lớn lên. Ta Kim Tiễn Bang cũng cùng với tứ cực môn các ngươi thế bất lưỡng lập. Kiều lão gia tử ngươi đạo đức tốt muôn đời trường tồn, ngươi chết thật thê thảm a. Trầm Ly càng là không cần phải nói, nổi giận đùng đùng quát lên. Tứ cực môn tiểu bối, dám làm liền dám chịu a. Kiều lão gia tử cả đời hiệp nghĩa, anh hùng cái thế, vậy mà rơi vào kết cục như vậy. Đều là người của Thương Minh, Thiên Nhất các ta đối với hành vi của các ngươi cảm thấy thập phần khinh thường. Chúng ta nhất định phải báo thù cho Kiều lão gia tử. Báo thù cho Kiều lão gia tử. Báo thù cho Kiều lão gia tử. Cùng tứ cực môn thế bất lưỡng lập. Cùng tứ cực môn thế bất lưỡng lập. Thoáng cái hơn 1.000 người đồng thanh quát lớn lên, khí thế từ phía trên, thanh âm chấn nhiếp cả thành Tây. Rất nhanh mấy cái hoành phi mở ra trong đám người, được treo cao cao phất lên. Kiều lão gia tử trung nghĩa thiên cổ bị người hại. Tứ cực môn hung tàn thành tính, nhân thần cộng phẫn. Nợ máu trả bằng máu, thanh lý Thương Minh bại hoại. Mọi người đều nhìn mà trong lòng rét run. Những hoành phi này hiển nhiên là sáng sớm liền chuẩn bị sẵn rồi.
Nguyên lai dòng binh đại hội trước khi còn chưa có bắt đầu, Lý Vân Tiêu cũng đã tính toán xong hết thảy, hơn nữa cũng tính toán sẽ để Kiều Lạc đi chết. Tuy rằng hành vi thường ngày của Kiều Lạc khiến cho mọi người khinh thường, nhưng dù sao cũng là nhất phương cường hào người phụ trách phân bộ, đại biểu cho mặt mũi của Vạn Bảo Lâu, thân phận tôn quý. Nhân vật như thế, hắn muốn làm chết liền giết chết, cái này. Tĩnh Nam cùng Trầm Ly đều là trong lòng dâng lên sợ hãi cực lớn, cảm giác thiếu niên này đáng sợ hoàn toàn vượt quá bọn hắn tưởng tượng. Mà trước kia không ít dòng binh đoàn trong tâm tư còn không phục cũng đổ xuống từng dòng mồ hôi, cũng không dám có chút phản kháng nào. Vốn là Lý Vân Tiêu vô lý muốn đối phó tứ cực môn, hiện tại thoáng một phát đã biến thành thay người phụ trách Vạn Bảo Lâu đòi lại nợ máu. Do cố tình gây sự biến thành đại nghĩa chi sư, thảo phạt bọn đạo trích. Ở bên trong tứ cực môn, một gã nam tử ngân sam đứng chắp tay sắc mặt âm trầm muốn chảy ra nước. Thiếu gia người nọ thật sự là người phụ trách Vạn Bảo Lâu. Lần này phiền toái lớn rồi. Một gã lão giả áo xám trầm giọng nói. Thương Hùng đi tham gia dòng binh đại hội gì đó, hiện tại còn chưa có trở lại. Chẳng lẽ là xảy ra biến cố gì? Bên ngoài những người này tụ tập lại rốt cuộc là vì sao? Nam tử ngân sam hai con ngươi như cổ đàm nước sâu, trên người ẩn ẩn một cổ khí tức thượng vị giả, đúng là tứ cực môn thiếu chủ Đường Kiếp, sát khí trên mặt chớp động nói. Còn phải nói, hiển nhiên là nhằm vào tứ cực môn ta mà đến, nhất định là Thương Hùng phế vật ngu xuẩn kia gây ra phiền toái lớn gì rồi, để cho nhân gia giết đến tận cửa. Lão giả cau mày nói. Ta thấy Thương Hùng làm việc không phải cái loại người không có chừng mực này. Hơn nữa bên ngoài những người này dám châm ngòi đối với tứ cực môn chúng ta, chỉ sợ cũng không đơn giản a. Đường Kiếp lộ ra vẻ cười lạnh, nói. Ở trước mặt tứ cực môn chúng ta, còn có thể có cái gì không đơn giản. Bất quá là một đám tạp ngư a. Du lão, người đi ra ngoài đem toàn bộ bọn chúng giết đi. Lão giả đã giật mình, sợ hãi nói. Toàn bộ giết chết, bên ngoài tối thiểu có hơn 1.000 người a. Đường Kiếp cũng tựa hồ ý thức được không ổn, cau mày nói. Vậy làm sao bây giờ? Nhưng rất nhanh lại là vẻ mặt lãnh sát chi khí, khẽ nói. Cũng bất quá là hơn 1.000 người, giết sạch cũng không tính là chuyện gì. Trên mặt Du lão lộ ra vẻ lo lắng, nói. Nếu thật động thủ mà nói, ta sợ rằng thân phận thiếu chủ của ngươi bộc lộ ra. Đến lúc đó không chỉ có tình cảnh nguy hiểm, nhưng lại sẽ ảnh hưởng đến chúng ta xử lý sự kiện kia. Đường Kiếp thần sắc biến đổi, ở trong sảnh đi lại một lát, suy ngẫm nói. Ngươi vừa nói như vậy, ta ngược lại là hoài nghi bọn hắn đang hướng về phía ta mà đến. Cái gì, tuyệt đối không thể nào a. Thiếu chủ lần này xuất hành chính là sự tình tuyệt mật, làm sao có thể bị người biết được. Dù lão lộ ra thần sắc khó có thể tin. Đường Kiếp sắc mặt càng ngày càng ngưng trọng, nói. Thiên hạ này nào có cái sự tình tuyệt đối tuyệt mật gì. Thương Hùng phế vật này cho dù ngày bình thường có cái gì không ổn, cũng tuyệt đối không thể nào dẫn đến trọng nộ như thế. Hơn nữa vừa rồi tên cặn bã của Vạn Bảo Lâu kia tuyên đọc ngươi cũng nghe được, bên trong cơ hồ đều là nhắm vào ta. Có lẽ chính là muốn bức ta ra tay. Dù lão cả kinh, nói. Vì sao phải bức thiếu chủ ra tay? Đường Kiếp lãnh đạm nói. Hừ, một là vì thăm dò ta có phải thật sự là ở chỗ này hay không? Nếu không có bản tôn của ta tới đây, đổi lại những người khác mà nói, nghe được những lời mắng chửi ta kia, cùng lắm là đi ra ngoài lý luận, chứ tuyệt sẽ không tùy tiện hạ sát thủ. Thứ hai nha, dĩ nhiên là để cho ta chém giết đám cặn bã, do đó cùng Vạn Bảo Lâu tiếp thù. Hay cho một mũi tên chúng hai con nhạn, người tới thật đúng không đơn giản a. Trong ánh mắt của hắn nổ bắn ra sát khí đầm đặc, xuyên thấu đến bên ngoài xa xa tứ cực môn, ngưng âm thanh nói. Nếu như là nhắm vào ta, người rốt cuộc là người phương nào? Du lão lo lắng nói. Thiếu chủ, hiện tại nên làm thế nào cho phải? Nếu đối phương là nhằm vào ngươi mà đến, vậy đại sự không ổn. Đại sự không ổn, hừ, một đám kiến hôi, cho dù toàn bộ chém giết, lại có thể như thế nào? Đường Kiếp ngoan lệ nói ra. Hơn nữa ta thấy Khinh Ca Lâm địa đầu mối này có chút không đúng. Nếu không phải vật kia thực sự quá trọng yếu, bổn công tử há lại sẽ ở loại địa phương quỷ quái này chậm trễ thời gian tu luyện. Dừng lại ở phân bộ tứ cực môn này cũng là có chút dễ làm người khác chú ý, bất lợi với chúng ta làm việc. Không bằng giết đi ra ngoài, tìm địa phương ẩn nấp. Lặng lặng chờ đợi món đồ vật kia xuất hiện. Dù lão ánh mắt ngưng tụ, nói.
Cũng tốt, bên ngoài những người này không cần tranh chấp quá nhiều, giết đi ra ngoài là được. Đường Kiếp nói, ở trong cái thành Tây này không có vũ tôn cường giả. Lấy thực lực của chúng ta có thể dễ dàng vào tới thành Nam, sẽ tìm Khô Lâu Dòng binh đoàn Trầm Phong, hắn cùng với tứ cực môn chúng ta có lui tới không nhỏ. Hai người nói xong liền đi, hóa thành lưỡng đạo quang mang trực tiếp nổ nát trần nhà lao ra. Một thanh một hồng lưỡng sắc quang mang, phá không mà đứng, muốn hướng phía thành Nam mà đi. Đi ra, hung thủ giết người đi ra. Trầm Ly là người đầu tiên kêu to lên, trong đôi mắt nàng tinh mang chớp động, trong đó nam tử ở trong đạo hồng quang kia chính là cùng với hình ảnh của Đường Kiếp từ tổng bộ Thiên Nhất Các truyền đến giống như đúc. Nàng lập tức hướng Lý Vân Tiêu khẽ gật đầu ý bảo. Lý Vân Tiêu lập tức hiểu ý, hét lớn. Đừng để cho hung thủ chạy thoát, báo thù cho Kiều lão gia tử. Toàn bộ vũ hoàng cường giả đều đồng thời ra tay, ngăn lại bọn hắn. Một tiếng kêu gọi xong, lập tức hơn 10 đạo hào quang phóng lên trời, hướng hai người kia vây lên. Như thế nào có nhiều cao thủ như vậy? Dù lão cùng Đường Kiếp đều là chấn động, vừa nhìn phía dưới, 20-30 người tất cả đều là vũ hoàng cường giả. Chẳng lẽ là dòng binh đoàn nào đó toàn bộ xuất động? Khí thế trên người Du lão trầm xuống, sau đó mạnh mẽ bạo phát đi ra, hướng bốn phương tám hướng đè ép qua, quát. Toàn bộ cút ngay cho ta. Lấy hắn làm trung tâm, một cổ lực lượng như là mặt bằng kéo dài sinh ra, những nơi đi qua toàn bộ lâm vào bên trong một loại trạng thái kỳ dị. Trong một phương thiên địa, duy ngã độc tôn. Lĩnh vực. Bân Kiệt sắc mặt đại biến, sợ hãi nói. Tại đây bất quá là một ít phân bộ tứ cực môn, tại sao có thể có vũ tôn cường giả ở trong đó? Hắn lại nghĩ đến hành vi càn rỡ của Lý Vân Tiêu tựa hồ đã nắm bắt được tin tức gì đó. Du lão trên không trung ngạo nghễ mà đứng, âm thanh lạnh lùng nói. Bọn ngươi nhanh chóng thối lui, ta một mực không truy xét. Lý Vân Tiêu cũng chậm rãi đằng không bay lên, khẽ cười nói. Thật sự là xảo a, vừa vặn là nhị tinh vũ tôn. Mộc Vô Huynh, đi theo ta đến là không sai nha. Du lão nhướng mày, ở dưới lĩnh vực của mình. Đám vũ hoàng cường giả kia kẻ nào cũng đều đau khổ ngăn cản uy áp, kẻ này một vũ vương tồn tại nho nhỏ, vì sao còn có thể đàm tiếu tự nhiên như thế? Không trung truyền đến tiếng cười của Mộc Vô, nói. Quả nhiên đúng vậy, hơn nữa thực lực tựa hồ so với Lãnh Tiêu còn phải mạnh hơn một ít. Hắc hắc, có cái chơi. Thân ảnh Mộc Vô dần dần hiện ra đến, lĩnh vực đồng dạng khuyết tán ra cùng với Du lão va chạm với nhau, phát ra tiếng nổ lớn ầm ầm. Tựa như sét đánh xuống vậy, ở trên cả bầu trời lan tràn ra. Lúc này đám vũ hoàng cường giả kia mới buông lỏng một hơi, mặt mũi tràn đầy đều là mồ hôi lạnh. Vũ tôn, Du lão sắc mặt đại biến, cả kinh nói. Các ngươi là dòng binh đoàn nào, lại dám công nhiên làm trái quy định của tam đại dòng binh đoàn, phái vũ tôn cường giả đến thành Tây xuất thủ. Sẽ không sợ khiến cho khinh ca lâm địa loạn lạc sao? Mộc Vô giận dữ nói. Như thế nào kẻ nào cũng đều rong dài vậy, thật không biết các ngươi là tu luyện tới bát hoang cảnh kiểu gì. Ta đi mẹ nó quy định chó má gì đó, nắm đấm chính là quy định, đạo lý đơn giản như vậy còn muốn ta đến dạy các ngươi. Tam đại dòng binh đoàn có cái gì như bức, còn không phải cũng là bởi vì quyền đầu lớn sao. Trên người hắn chiến ý dần dần khuyết tán ra, trong ánh mắt rung động càng ngày càng mạnh, từng chữ quát lên. Nhị tinh vũ tôn, cùng ta chiến một trận a. Ầm ầm, Mộc Vô đem nguyên khí vận chuyển tới đỉnh phong, đột nhiên phóng xuất ra, quanh thân đều giống như bạo tạc nổ tung vậy, lực lượng không ngừng tuôn ra, không gian ở dưới cổ lực lượng bàng đại này bị chèn ép ra từng đạo linh áp, đám vũ hoàng cường giả kia sắc mặt đại biến, thân thể tựa hồ cũng bị đập vụn ra, thối lui vài trăm mét. Dù lão sắc mặt già nua hiện ra vẻ ngưng trọng dị thường, thì thào lẩm bẩm. Nhất tinh đỉnh phong vũ tôn. Cổ lực lượng uy áp này đang không ngừng ảnh hưởng nguyên khí trong cơ thể hắn vận chuyển, cổ chiến ý võ giả cường đại này bị kích phát ra, hắn cũng có một loại suy nghĩ muốn chiến một trận. Nhưng nghĩ lại liền chảy ra từng đột mồ hôi lạnh, vội vàng nói. Thiếu chủ, người nhanh hướng tới thành Nam mà đi, ở đây ta ngăn cản một hồi trước, không có ai có thể ngăn cản được ta. Đường Kiếp cũng là sắc mặt dị thường khó coi, hắn cũng là tu vị cửu tinh đỉnh phong vũ hoàng. Vốn có thể đơn giản giết ra một con đường đi, không có chút nào nguy hiểm. Không thể tưởng được đối phương vậy mà cũng có vũ tôn. Tuy rằng hắn cửu tinh đỉnh phong vũ hoàng cùng vũ tôn gần kề một đường,
nhưng là phía dưới lĩnh vực đều giống như con sâu cái kiến. Trừ phi có loại gực giới chi lực giống như Lý Vân Tiêu này, hoặc là thần thể dị tượng cường đại có thể đối kháng lĩnh vực, nếu không tuyệt đối sẽ không có bất kỳ phần thắng nào. Đường Kiếp không nói hai lời liền đem nguyên khí vận chuyển tới đỉnh phong, dùng tốc độ nhanh nhất hướng phía thành Nam phóng đi. Dù lão chứng kiến Mộc Vô đối với Đường Kiếp đào tẩu thờ ơ, mà là toàn bộ tâm thần đều phóng ở trên người mình, lập tức buông lỏng trong nội tâm, nhưng là vạn phần cảnh giác lên. Chính mình mặc dù có nắm chắc ngăn chặn được đối phương, nhưng là không dám xem thường chút nào. Chủ mưu sát hại Kiều lão gia tử bỏ chạy rồi, mọi người đuổi theo a. Lý Vân Tiêu hét lớn một tiếng, liền mang theo một đám dòng binh hướng Đường Kiếp đuổi theo. Trong đó lấy tốc độ của Bân Kiệt nhanh nhất, rất nhanh đã kéo gần khoảng cách với Đường Kiếp, hai người một trước một sau chạy đi, đằng sau lại là rất nhiều dòng binh không ngừng đuổi theo. Dù lão nhìn mà trong nội tâm khẩn trương, đột nhiên ra tay, một đạo bạch quang mang hướng tới Bân Kiệt đánh đến. Mộc Phô hừ lạnh một tiếng, dưới chân bước ra một bước, không gian chịu chấn động, đạo công kích kia vậy mà trực tiếp cải biến phương hướng bắn về phía xa xa. Lão đầu, ta rất không thích trong lúc giao chiến với ta còn phân tâm. Tuy rằng ngươi là so với ta mạnh hơn, nhưng nếu như không chăm chú mà nói, ta sẽ xé xác ngươi. Trong mắt Mộc Vô xẹt qua một tia lãnh sắc, thập phần không hài lòng. Theo hắn thấy, không có chuyện nào quan trọng hơn so với cùng hắn chiến một trận, trợ giúp hắn đột phá bình cảnh nhất tinh. Trong nội tâm Du lão cũng dâng lên lửa giận, quát. Không biết trời cao đất rộng, không biết sống chết, không biết sống chết, hiện tại liền để ngươi vì hành động ngày hôm nay của mình mà hối hận không kịp. Hắn vung tay lên, một thanh đồng chùy kim quang sáng lạn xuất hiện trong tay, cả không gian tựa hồ đã bị cực đại lực lượng đè ép, ở quanh người hắn bắt đầu vặn vẹo. Theo đó cùng một chỗ thiêu đốt, còn có chiến ý ngập trời. Trên mặt Mộc Vô lộ ra hào quang hưng phấn, cười ha hả nói. Ha ha, chính là loại cảm giác này. Ta thực ưa thích loại cảm giác này. Dù lão liền là nộ hỏa trùng thiên, hận không thể đem đối phương bầm thây vạn đoạn, đồng chùy chán phóng ra kim mang, liền xông đi lên, sau lưng cả bầu trời đều vặn vẹo theo hắn, như là áo choàng bị gió thổi kéo dài ra. Ở phía dưới hai người đánh nhau, đã sớm chạy hết bóng người. Ai cũng không dám ở xung quanh nơi vũ tôn đại chiến dừng lại, chỉ cần người đầu óc không có bị hỏng cũng biết, đó đơn thuần là tìm chết. Xa xa Bân Kiệt không ngừng công kích tới Đường Kiếp, tranh thủ suy yếu tốc độ của hắn. Đường Kiếp cũng là bị đuổi tới nổi giận không thôi, thân là tứ cực môn thiếu chủ có khi nào phải chịu chật vật như thế. Hắn vừa ngoan tâm, lập tức quay đầu đến, một cây bảo đao thuận thế hướng tới Bân Kiệt bổ tới. Không gian vậy mà trực tiếp vỡ ra một cái khe hở, không ngừng khuyết tán về phía trước. Hắn cũng phát hiện, đối phương đã ở sau lưng một gã cửu tinh vũ hoàng, giết cũng không thể trốn được. Chi? Bân Kiệt chảy ra một thân mồ hôi lạnh, không thể tưởng được đối phương thật không ngờ lưu loát liền xoay người đánh trả một đao. Hơn nữa vết nứt không gian màu đen kia tốc độ nhanh vô cùng, thoáng qua đã đi tới trước mặt hắn, bị đụng trúng nhất định là thân thể tan vỡ. Vũ Mao lệnh tiễn. Hắn lập tức tế ra huyền khí của mình, trước người hóa thành một đạo giống như tấm lá chắn, đem toàn thân bảo vệ. Phanh! Vết nứt không gian kia trực tiếp đánh mạnh lên Vũ Mao lệnh tiễn. Khiến lệnh tiễn phát ra tiếng rên rĩ cực lớn, hào quang mất hết, thoáng một phát đã khôi phục cỡ lòng bàn tay, trở về trong tay Bân Kiệt. Bân Kiệt trong nội tâm mát lạnh, chỉ thấy huyền khí trong tay không ngờ đã rạn nứt, linh khí đều không còn. Chi! Hắn lần nữa chấn động, đối phương chỉ là một đao, liền đem huyền khí của mình đánh nứt. Trời ạ, đó là loại đao gì a? Ánh mắt của hắn chăm chú mà nhìn qua. Chỉ thấy bảo đao trong tay Đường Kiếp tản mát ra huyết sắc hồng mang, mặt trên tựa hồ còn có khí linh đang nhảy múa tung tăng như chim sẻ, lực lượng quỷ dị ở trên thân đao không ngừng lưu truyền, mà ngay cả tu vị vũ hoàng đỉnh phong của hắn cũng cảm thấy có chút kiêng kỵ. Dám đuổi theo bổn công tử, đi chết đi. Đường Kiếp lần nữa giơ lên huyết đao, một đạo hồng mang chém xuống, không gian lại bị mạnh mẽ chém mở ra, khe hở không ngừng mở rộng xông qua, cả thiên không đều nứt thành hai nửa. Bân Kiệt hoảng hốt không thôi, huyền khí của hắn đều bị hủy rồi, nào dám tiếp đón loại đao mang cùng khe hở này, vội vàng hướng một bên trốn tránh mà đi. Nhưng là rất nhanh đã nhìn thấy Đường Kiếp vẻ mặt dữ tợn dấn thân xông lên. Bân Kiệt chỉ cảm thấy tay chân lạnh như băng, thực lực đối phương không ở dưới bản thân, cộng thêm thanh huyết đao quỷ dị kia, từng chiêu đều là nguy hiểm chí mạng, không để ý sẽ bị chém thành hai đoạn,
ở dưới thế công cường đại đó từng bước kinh tâm, bị buộc không ngừng lui về phía sau. Đường Kiếp chém ra mấy đao, gặp đối phương một lòng chỉ cầu tránh né, căn bản không dám chiến một trận. Mà thực lực hai người trên cơ bản lực lượng ngang nhau, quần đấu như vậy tiếp tục, trong lúc nhất thời cũng khó có thể chém giết đối phương. Liền tự giác không hứng thú nói. Không dám đánh liền cút cho bổn công tử. Đột nhiên trên bầu trời tối sầm lại, Đường Kiếp nhướng mày, chỉ thấy một chiếc cổ chuông cực lớn hướng phía hắn che phủ áp xuống. Đúng là Lý Vân Tiêu đã chạy đến, gặp Bân Kiệt hoàn toàn rơi xuống hạ phong, liền vội vàng ném ra Hoàng Chiêu Trung trợ trận. Không được, nhanh thu hồi huyền khí. Bân Kiệt hoảng sợ hét lớn. Trong tay hắn bảo đao có quỷ dị có thể chém nứt chuông lớn của ngươi. Khóe miệng Đường Kiếp hiện ra một tia cười lạnh, nói. Đã tới không kịp, đoạn không chạm. Hắn khẽ quát một tiếng, huyết sắc đao mang trong tay lại lần nữa đem bầu trời bổ ra một đường vết rách, vết nứt không gian kia hướng phía bên trên chuông lớn lan tràn mà đi. Đang, gờ. Một đạo tiếng chuông phong cách cổ gõ vang. Hoàng Chiêu Trung bị bảo đao chi lực kia chém đến rung động không ngừng, sóng âm chi lực vô hình từ trên chuông lớn chấn động ra, hướng bốn phương tám hướng diễn sinh mà đi. Vết nứt không gian màu đen kia chấn ở trên Hoàng Chiêu Trung dần dần khép kín lại. Trên thân chuông vốn là hào quang đại thịnh cũng bị đánh tan đi, không ngừng thu nhỏ lại. Cái gì? Đường Kiếp cùng Bân Kiệt đều là chấn động, tràng diện trong tưởng tượng chuông lớn bị chém thành hai nửa không ngờ không có xuất hiện. Mà chỉ là khí vận chịu tổn hại, phải trở về chỗ chủ nhân. Giật mình nhất chính là Đường Kiếp, hắn tự nhiên biết rõ lực lượng của thanh bảo đao trong tay mình, một đạo không có chém nứt huyền khí của đối phương không nói, còn chấn ra sóng âm chi lực cường đại trùng kích thân thể của hắn. Chẳng biết lúc nào một kiện chiến y màu xanh da trời phù không hiện ra ở quanh thân hắn, đem sóng âm chi lực đều hóa giải mất. Đường Kiếp lạnh như băng nhìn xem Hoàng Chiêu Trung trở lại trong tay Lý Vân Tiêu, mở miệng nói. Đây là loại chuông gì? Cửu giai huyền khí. Bân Kiệt trong nội tâm chấn động, lộ ra vẻ kinh hãi. Hắn nhìn xem bảo đao trong tay Đường Kiếp, lại nhìn xem cổ chung trong tay Lý Vân Tiêu, lộ ra vẻ khổ sáp. Cũng chỉ có cửu giai huyền khí, mới có thể đơn giản chém vỡ vũ mao lệnh tiễn của mình, cũng chỉ có cửu giai huyền khí mới có thể ngăn cản cửu giai chi uy. Loại huyền khí chí bảo này bình thường mà nói vài thập niên cũng chưa chắc có thể nhìn thấy một lần. Bây giờ lại xuất hiện ở trong tay của hai người, Đường Kiếp này đến cùng là thân phận gì? Mà tên đại đội trưởng không hiểu thấu lại là thân phận gì? Hắn ngoại trừ đau lòng huyền khí của mình bị hủy ra, càng thêm trong đầu tất cả đều là nghi vấn. Lý Vân Tiêu không chút hoang mang nói ra. Tứ cực môn quả nhiên có tiền a, cửu giai huyền khí tiếng tăm lừng lẫy chu tước đao, cứ như vậy giao cho một gã vũ hoàng sử dụng. Là nói các ngươi bạo liễm thiên vật đi. Vẫn là nói thực sự quá có tiền mà. Đường Kiếp sắc mặt âm trầm xuống, nói. Người cũng nhận thức chu tước đao, hơn nữa cũng thân mang cửu giai huyền khí, tuyệt sẽ không là hạng người vô danh. Tiểu tử người tuyệt sẽ không phải người của dòng binh đoàn, người tới từ nơi nào. Thế lực sau lưng là nhà ai, lại có ý đồ ra sao. Lúc này Vũ Hoàng Cường giả còn lại cũng đuổi theo, bao quanh đem Đường Kiếp vây kín, rút đao khiêu chiến. Trong nội tâm Đường Kiếp dâng lên một cổ cảm giác bất hảo khó hiểu. Ở trước khi Lý Vân Tiêu xuất hiện, hắn không cảm giác được những người này ra sao, có đại khai sát giới hay không, toàn bộ giết sạch là được. Chỉ cần không có vũ tôn, chính mình có chu tước đao trong tay, ai có thể địch lại. Nhưng hiện tại bất đồng, trong tay đối phương vậy mà cũng có cửu giai huyền khí, tuy rằng không rõ một gã vũ vương làm sao có thể sử dụng cửu giai huyền khí. Nhưng xác thực chu tước đao của mình không thể khai mở. Thậm chí là tồn tại tương xứng. Nhưng lại có một gã cửu tinh vũ hoàng đỉnh phong thực lực cùng bản thân tương đương nhau, cộng thêm 20-30 tên tạp ngư vũ hoàng. Hắn cảm thấy lần đầu tiên từ lúc chào đời tới nay lâm vào hoàn cảnh khó có thể biết trước, sinh ra một loại cảm giác khẩn trương. Hai tay Lý Vân Tiêu vây quanh, lâm không mà đứng, tựa hồ nhìn ra hắn có chút khẩn trương, cười nói. Đừng sợ, chúng ta sẽ không đả thương ngươi, chỉ cần ngươi ngoan ngoãn nghe lời. Ta nhổ vào. Đường Kiếp cả giận nói. Các ngươi đám tạp chủng này cũng dám nói sẽ không đả thương ta. Hắn sắc mặt âm hàn vô cùng, lạnh lùng nói. Chuyện hôm nay ta ghi nhớ, lần sau gặp lại chư vị rất chờ mong nhìn thấy các ngươi quỳ gối dưới chân ta khóc giống chảy nước mắt ròng ròng. Tất cả mọi người ồn ào biến sắc, không ít người còn thoáng quay mặt đi,
tựa hồ sợ Đường Kiếp nhìn thấy rõ ràng tướng mạo. Tuy rằng không biết thân phận đối phương, nhưng nghĩ đến cũng đúng, trong tứ cực môn nhân vật có uy tín danh dự, nội tâm bọn họ vẫn là rất không yên ổn. Lý Vân Tiêu chứng kiến bộ dáng của mọi người, cười lạnh nói. Không cần né tránh, dung mạo các ngươi Đường công tử đều nhớ kỹ tất cả rồi. Đường công tử, mọi người sững sờ, sắc mặt lại trở nên khó coi hơn. Quả nhiên không có đoán sai, Đường gia đúng là một chi gia tộc lớn nhất của tứ cực môn cũng là người của Đường gia. Người này quả nhiên là nhân vật trọng yếu của tứ cực môn. Mà ngay cả Bân Kiệt cũng lo lắng, cùng Chu Tường nhìn nhau một cái, đồng dạng thấy được vẻ sầu lo thật sâu. Lý Vân Tiêu cười nói. Chư vị không cần đoán, vị công tử này lần sau tất nhiên sẽ đem các ngươi chém tận giết tuyệt, đúng là tứ cực môn thiếu chủ Đường Kiếp. Cái gì? Tất cả mọi người tựa như trái tim bị búa tạ đánh trúng, thoáng cái chìm đến thung lũng. Chính mình đắc tội dĩ nhiên là tứ cực môn thiếu chủ. Lần này không còn ai có thể bình tĩnh được nữa. Bân Kiệt cùng Chu Tường càng là ngốc trệ tại chỗ, đây không thể nghi ngờ là mang đến cho Thái Điểu Rong binh đoàn đại họa ngập trời a. Hừ. Đường Kiếp xem xét biểu lộ của mọi người, loại cảm giác ưu việt cao cao tại thượng này lại hiện ra lần nữa, liếc mắt nhìn. Các ngươi đám tạp chủng này, đã biết rõ thân phận của bổn công tử, hiện tại cho các ngươi một cơ hội giữ mạng sống. Quỳ ở một bên cho ta chờ đợi xử lý, chờ ta giết tiểu tử này, lại xem tâm tình ra sao, có nên tha các ngươi một mạng hay không. Lý Vân Tiêu nghe xong, lúc này im lặng. Đám đệ tử siêu cấp thế lực này tại sao có thể có cảm giác ưu việt như thế, không biết không sợ đến loại tình trạng này. Hiện tại rõ ràng là hành động dẫn đến cừu hận a. Quả nhiên, tất cả các võ giả đều là giận tím mặt, một cổ sát khí lan tràn ra trên không trung. Sĩ có thể giết, không thể bị nhục. Nếu là quỳ xuống, đó vẫn là vũ hoàng cường giả được sao? Mất đi một khỏa cường giả chi tâm, vậy sau này ở trên võ đạo, còn có thể có chút tiến bộ sao? Không thể. Có thể tu luyện tới vũ hoàng tồn tại, những kẻ đó không một ai là không có phẩm tính cứng cỏi cùng dũng khí liều mình liều mạng. Khinh người quá đáng. Đầu tiên nghiến răng nghiến lợi đúng là Cổ Tiểu Bạch, bá vương cương đao trong tay tại nguyên khí rót vào, lệ khí không ngừng tràn ra, quát. Muốn lão tử quỳ xuống có thể, lấy đao của ngươi chém võ đầu gối ta là được. Dựa vào một câu hai chữ muốn để cho ta quỳ, ta chơi mẹ của ngươi a. Uống. Hắn hét lớn một tiếng chém xuống, cương đao trên không trung phát ra thanh âm ông ông, muốn uống no máu tươi mới đã nghiền. Phanh! Đường Kiếp giận dữ, chu tước đao lóe lên, hào quang trên không trung xẹt qua, thanh bá vương cương đao dài cỡ hai ngón tay trực tiếp bị chém nứt ra, còn lại một nửa trong tay vẫn đang không ngừng rung động. Cổ Tiểu Bạch đồng tử bỗng nhiên mở ra, ngốc trệ nhìn thanh đao gãy trong tay mình. Hừ, dám đối với ta ra tay, chết đi! Đường Kiếp muốn ra tay chém giết Cổ Tiểu Bạch, đột nhiên một cổ khí tức kinh khủng đánh úp lại, vội vàng kinh hãi quay đầu lại, Lý Vân Tiêu một kiếm chảm yêu, ngang trời mà đến. Kiếm linh! Đường Kiếp cả kinh, không dám khinh thường, rút đao ngăn cản đi qua. Bang bang! Bên trên chu tước đao nổi lên một đạo hồng mang, liền đem kiếm quyết kia ngăn cản lại. Đường Kiếp trong nội tâm cả kinh, nhíu mày, một kiếm này kiếm ý lại để cho hắn có loại cảm giác quen thuộc. Giống như đã gặp nhau ở nơi nào. Sắc mặt Lý Vân Tiêu không có nhẹ nhõm lúc trước, hắn đã có thể kết luận, thanh chu tước đao này thật sự là bị Đường Kiếp luyện hóa, mặc dù không có giống như Vũ Tiên Sinh có thể phát huy ra uy năng của cửu giai huyền khí nhất thời nữa khác, nhưng là vẫn ở xa phía trên hắn. Trên người hắn vài món cửu giai huyền khí, chính là Tử Ảnh Thanh Tác kiếm vận dụng thuận buồm xuôi gió một ít. Hơn nữa cưỡng ép rót vào kiếm linh yêu long ở bên trong. So với bản thân chu tước đao thai nghén mà ra kiếm linh, chênh lệch thật lớn. Hơn nữa bản thân thanh bảo kiếm này lại đã không toàn vẹn, tuy rằng có thể sử dụng, cũng là nương tựa theo lĩnh ngộ kiếm ý cực cao của hắn, mới có thể phát huy một ít lực lượng. So với Vũ Tiên Sinh cùng Đường Kiếp luyện hóa xa xa không bằng được. Thanh chu tước đao này có lẽ từ nhỏ đã ở trên người Đường Kiếp dốc lòng dung hợp, hiện tại mới có thể lại để cho hắn tâm thần hợp nhất. Mà bản thân Vũ Tiên Sinh chính là bát giai đại thuật luyện sư, đối với huyền khí lý giải cùng luyện hóa lại ở xa phía trên thường nhân. Hoàng Chiêu Trung cũng chỉ biết là dùng sức đánh xuống, kích phát sóng âm chi lực của bản thân nó. Hơn nữa đem hết toàn lực cũng chỉ gõ vang hai cái. Giới thần bia càng là siêu phẩm huyền khí tồn tại, nếu không phải hắn học đại giới thần quyết,
càng có thần dịch lực tại thân, hoàn toàn chính là đem coi như thạch đầu để dùng, trong lúc đánh nhau ném ra nện người là được. Hắn hiện tại không thiếu huyền khí, thiếu chính là đối với mấy loại huyền khí này triệt để khống chế. Đường Kiếp trong nội tâm nghi hoặc không thôi, đồng thời đối với thân phận của Lý Vân Tiêu trở nên cực kỳ hoài nghi. Người có thể có được cửu giai huyền khí tuyệt sẽ không là Tiểu Lâu La. Trên mặt Lý Vân Tiêu hiện ra một tia cười âm hiểm, nói. Chiêu đó ngươi muốn học không? Vậy lại tiếp thêm mấy chiêu nữa của ta thử xem. Thân ảnh hắn lóe lên, đã xông tới, giơ lên cao cao tử ảnh thanh tác kiếm mạnh mẽ chém xuống. Kiếm quang toàn bộ ngưng tụ ở trên thân kiếm, vậy mà không có phóng xuất ra bên ngoài. Đường Kiếp sững sờ, lập tức hiện ra một tia cười lạnh, nói. Thứ đồ không biết sống chết, cho là có kiếm linh huyền khí có thể ngăn cản được chu tước đao của ta sao? Hắn lộ ra dáng tươi cười tàn nhẫn, chém qua một đao. Phanh! Hai thanh huyền khí trên không trung mãnh liệt đụng vào nhau, tóe hỏa hoa cường đại như là pháo hoa nổ ra. Đây cũng là cửu giai huyền khí. Đường Kiếp kinh hãi tột đỉnh, trong mắt đều lồi ra đến nơi. Dưới chu tước đao của hắn, huyền khí phía dưới cửu giai đều là một đao chặt đứt. Mà thân là tứ cực môn thiếu chủ đều chỉ có một kiện cửu giai huyền khí tồn tại, trên người đối phương thậm chí có hai kiện. Hơn nữa lại để cho trong lòng của hắn chấn động là hỏa hỏa bắn ra trên chu tước đao lại khiến trong lòng hắn thương yêu không dứt. Nguyên lai tưởng rằng một đao đi qua đối phương khẳng định kiếm hủy nhân vong. Ha ha, ngươi cho là có một kiện cửu giai huyền khí thì rất châu sao. Thứ này lão tử có rất nhiều. Lý Vân Tiêu lại là cận thân một kiếm chém tới, trên mặt lộ vẻ thoải mái tươi cười. Đường Kiếp trong nội tâm rung lên, lực công kích của đối phương tuy rằng không được, nhưng là đối với lĩnh ngộ kiếm ý tựa hồ thập phần cao, dưới mỗi một kiếm đều bị chính mình tránh cũng không thể tránh, bước tới giơ lên bảo đao để ngăn cản. Qua mấy lần hô hấp, đao kiếm đã liên tục đụng nhau mấy chục lần, mỗi một lần đều là tóe ra đại lượng hỏa hoa. Thanh âm kia truyền vào trong tai mỗi một người ở chung quanh, dẫn tới một hồi đau lòng, hận không thể chụp chết Lý Vân Tiêu tên phá gia chi tử này. Đây chính là cửu giai huyền khí a. Không ngờ lại dùng để cứng đối cứng, huyền khí có cường đại đi nữa cũng chịu không được loại giày vò này a. Đường Kiếp cũng là càng đánh càng trái tim băng giá, tuy rằng hắn không rảnh nhìn kỹ, nhưng đã qua nhiều chiêu như vậy, cảm giác thật giống như chu tước đao bị chém ra không ít lỗ hổng. Mỗi một cái đều khiến trái tim hắn run rẩy một phen. Lý Vân Tiêu cười nói. Như thế nào, đau lòng, ngươi không phải tứ cực môn thiếu chủ sao? Chính là một thanh cửu giai huyền khí thì tính là cái gì? Lão tử bình thường chính là dùng thứ này tới chặt cây đào hầm. Xa xa trái tim Chu Tường mãnh liệt run rẩy thoáng một phát, trong mơ hồ nhớ rõ tựa hồ có thủ hạ đã từng nói qua hắn cầm cửu giai huyền khí coi như cây côn để dùng. Lúc ấy chính mình còn cười xùy một tiếng, không thể tưởng được dĩ nhiên là thực. Đường Kiếp cả người đều muốn choáng váng, bị Lý Vân Tiêu liên tục đoạt công nhiều chiêu như vậy, cuối cùng sau mấy lần hô hấp đoạt lại ưu thế, bên trên chu tước đao bắn ra phong mang cường đại, đem không gian chém nứt ra, đem Lý Vân Tiêu bắn ra, một đạo khe hở màu đen truy kích đi qua. Lý Vân Tiêu cảm thấy cả kinh, vừa rồi nương tựa theo tập kích cùng thân pháp với kiếm ý tuyệt cường, giết Đường Kiếp tới trở tay không kịp. Mỗi một làn đều là dùng hết toàn lực chém xuống, muốn thử xem có thể chém nứt chu tước đao hay không, nhưng lại vẫn tốn công vô ích như cũ. Hắn cũng biết sẽ không có cơ hội cận thân nữa, trong nghi tâm hoàng chiêu trung lao ra hướng trên cái khe đánh tới. Đang, gờ. Sóng âm chấn khai, vết nứt không gian ăn mòn cổ trung, không ngừng phát ra thanh âm chói tai, rất nhanh chôn vùi xuống dưới. Xúc sinh. Một đạo gào thét xông lên, Đường Kiếp toàn thân tựa hồ đang thiêu đốt. Song nhãn đỏ bừng nhìn chằm chằm vào chu tước đao, trên lưỡi đao rậm rạp chằng chịt các loại vết nứt, trái tim của hắn tại thời khắc này như vỡ vụn ra, cả người triệt để bạo đi. Lý Vân Tiêu cười hắc hắc, chỗ nứt tuy rằng bên trên tử ảnh thanh tác kiếm càng nhiều hơn, nhưng hắn vẫn tuyệt không đau lòng. Cửu giai huyền khí tính toán là cái gì, chờ hắn khôi phục thực lực, muốn bao nhiêu có thể luyện bấy nhiêu. Nha, ta giết ngươi a, xúc sinh. Đường Kiếp hoàn toàn điên cuồng, chu tước đao cũng tựa hồ theo hắn đồng thời bốc cháy lên, một con hỏa điểu ở trên thân đao nối tiếp nhau mà lên, đúng là kiếm linh hiển hóa mà ra. Đại hư không chạm, toàn bộ đi chết đi. Một đạo khe hở không gian hình thập tự ở trước người hắn nứt ra, không ngừng xé rách không gian, màu đen khủng bố trống rỗng lan tràn ra, hướng võ giả bốn phía cuốn hết tất cả vào.
Vũ Hoàng cường giả xung quanh toàn bộ đều cả người đổ mồ hôi lạnh, sợ tới mức tâm kinh đảm hàn, vết nứt không gian cực lớn kia tựa hồ muốn cắn nuốt hết thảy, tất cả đều mở to hai mắt hoảng sợ nhìn lại. Loại công kích này, ở loại trình độ như bọn hắn căn bản không thể ngăn cản. Lý Vân Tiêu lại là vẻ mặt bình tĩnh, trên mặt lộ ra một tia cười lạnh. Tuy rằng không thể chặt đứt Chu Tước đao, nhưng lại làm cho Đường Kiếp nổi giận, một người sau khi tức giận dễ dàng phạm sai lầm nhất. So tu vị hắn không sánh bằng, không sợ nhất chính là so huyền khí. Trong tay con nòng nọc tràn ra, thần dịch lực trong người vận chuyển lại kim mang từ mi tâm bắn đi ra. Thần dịch lực của hắn thập phần có hạn, cho trong lúc nên vận chuyển vạn phần coi chừng, lại để cho mỗi một tia lực lượng đều không đến mức lãng phí, một con nòng nọc từ lòng bàn tay bay ra. Bên trong kim mang kia, giới thần bia mạnh mẽ biến lớn lên, hóa thành một tòa núi nhỏ hướng tới trung tâm đại hư không chạm chấn áp mà đi. Bên trong cái khe chữ thập kia, hiển hiện hình ảnh một con hỏa điểu, không ngừng mà xoay quanh, khủng bố cắn nuốt hết thảy, cuốn vào trong hư không vô tận. Bốn phía Vũ Hoàng nhao nhao dốc sức liều mạng ngăn cản lực hút kia, tất cả đều tay chân lạnh buốt, trên mặt lộ ra vẻ tuyệt vọng. Đường Kiếp dữ tợn cười nói, ở dưới đại hư không chạm của ta, coi như là cửu giai huyền khí cũng phải thôn phệ đi vào. Dám trêu ta, ta muốn cho các ngươi hối hận vì đã sinh ra ở trên đời này. Ầm ầm, giới thần bia rơi thẳng mà xuống, chui vào trong cái khe kia, hướng tới bên trên hỏa điểu kia ảnh hưởng áp đến, phát ra tiếng kêu chói tai cực lớn, bầu trời không ngừng mà run rẩy lên, khe hở thập tự màu đen tại thời khắc này đình chỉ khuếch trương, ngược lại hơi có chút co rút lại. Đường Kiếp nhướng mày, hừ lạnh nói, vô dụng. Muốn chấn áp đại hư không chạm của ta, trừ phi đem lực lượng huyền khí cửu giai của ngươi ít nhất phát huy đến hơn một nửa. Nếu không chỉ có kết cục bị cắn nuốt lần này. Cái giới thần bia kia ở trong cái khe kim quang không ngừng chớp động chống cự lại lực thôn vệ màu đen kia. Hỏa điểu cũng ở phía dưới nó không ngừng mạnh mẽ vẫy cánh, từng vòng hỏa diễm chi khí dũng mãnh tiến ra, tựa hồ sắp thoát khốn mà đi. Bốn phía khe hở thập tự cũng co rút lại trở về, muốn hướng bên trên giới thần bia lan tràn đến. Hừ, Lý Vân Tiêu cười lạnh một tiếng, hai tay pháp quyết bắt đầu biến hóa. Một đạo hồng quang bắn thẳng đến, hướng tới bên trên hỏa điểu kia đè ép đi, hỏa điểu tựa như sắp thoát khốn, đột nhiên trở nên luống cuống, không ngừng bay tới bay lui, giống như thập phần sợ hãi trốn tránh không ngừng. Đường Kiếp trong nội tâm chấn động, hoảng sợ mở to hai mắt. Thanh Chu Tước đao này cùng với tánh mạng của hắn tương tu. Cùng với kiếm linh câu thông mặc dù không có biến thái tới mức như Lý Vân Tiêu cùng yêu long. Nhưng cũng là tâm thần tương liên cũng có thể cảm nhận được cảm xúc của đối phương. Giờ phút này theo khí tức bên trên khí linh kia truyền đến, lộ vẻ sợ hãi cùng kinh hoàng vô tận. Chuyện gì xảy ra, đây chính là cửu giai khí linh A, tại sao có thể có ý sợ hãi? Đường Kiếp trong lúc nhất thời ngốc trệ ở đằng kia, hắn cho tới bây giờ chưa từng gặp qua loại tình huống này. Bình thường gặp được đối thủ đều là đánh bạo hết huyền khí của đối phương, hơn nữa trên căn bản là một đao chém vỡ. Khí tức màu đỏ bên trên giới thần bia trực tiếp áp trụ hỏa điêu, sau đó càng thêm khiến cho Đường Kiếp hít một hơi lạnh là một cổ lực lượng vô hình khuếch tán ra, giống như trọng lực vô cùng hiển hiện đốt lên ở đó, đem bốn phía không gian toàn bộ đè ép tới mức sụp đổ xuống, lại muốn đem khe hở thập tự nứt ra kia cứng rắn ép nổ. Chi, con mẹ nhà ngươi a! Huyền khí gì như thế? Đường Kiếp triệt để há hốc mồm, nhìn xem khe hở thoáng cái biến mất kia, trong đầu trống rỗng. Bốn phía võ giả lúc này mới từ trong hư không chạm khủng bố kia phục hồi tinh thần lại, rõ ràng cảm thấy cỗ khí tức tử vong này đang dần dần tiêu tán. Ai này đều có một loại cảm giác sống sót sau tai nạn, khiếp sợ nhìn xem Lý Vân Tiêu, còn có giới thần bia kia đại triển thần uy. Chẳng lẽ lại là một kiện cửu giai huyền khí? Tất cả mọi người đầu óc đều có chút phát mộng, loại huyền khí cấp bậc này, cho dù bọn họ là võ hoàng cũng rất nhiều người cả đời khó gặp được một lần. Hôm nay, tựa hồ thành triển lãm cửu giai huyền khí. Ngoài khiếp sợ ra, lại là lòng tràn đầy vui mừng. Ít nhất bản thân an toàn, ở đằng kia dưới khí tức khủng bố của Chu Tước đao ngay cả nhắc lên dũng khí chiến một trận cũng đều bị cứng rắn đánh tan tác. Xem đám đầu heo các ngươi a, đây không phải luận võ a, còn không mau động thủ. Lý Vân Tiêu mạnh mẽ hét lớn một tiếng, thần dịch lực trong người hao phí không còn, quanh thân nguyên khí lấy tốc độ cực nhanh tiêu hao, tựa như đang uống nước, thoáng cái đã hết hơn phân nửa, sắc mặt trở nên dị thường khó coi. Đám người Bân Kiệt bị một tiếng giống này thức tỉnh,
mới kịp phản ứng lại, đây chính là sinh tử giao đấu a. Nếu không có tấm bia đá vừa rồi đại triển thần thông, chính mình những người này sợ là hơn phân nửa đều tại cả rồi. Thoáng cái tất cả mọi người liều ra tuyệt chiêu, công kích khủng bố phô thiên cái địa mà đến, thoáng cái đem đường kiếp tập trung bên trong. Không phải ngươi chết chính là ta vong. Chi? Đường kiếp chấn động, 20-30 vị võ hoàng đồng loạt ra tay, trừ phi có thực lực võ tôn, hoặc là lại tới một lần đại hư không chạm. Nhưng là chu tước đao trong tay hắn đã giống như bị hủy một nửa, không chỉ có linh khí tiêu tán hơn phân nửa, hơn nữa khí linh cũng là gọi thế nào cũng đều không tỉnh. Uống. Lý Vân Tiêu rốt cục chống đỡ đến cực hạn, giới thần bia vừa thu lại, hóa thành một đạo quang mang bay trở về trong mi tâm. Cả người ở trên không trung liền lùi lại mấy bước, lúc này mới sắc mặt tái nhợt đứng vững thân thể. Mà đường kiếp cũng lập tức bị mấy chục đạo công kích kia thôn vệ vào trong. Hoàn thiên chiến giáp. Hắn hoảng sợ hét lớn một tiếng, loại cảm giác cận kề tử vong này từ khi sinh ra đến bây giờ chưa bao giờ có. Cho tới hiện tại đều là hắn đoạn sinh tử người khác, lúc này mới biết được loại cảm giác này là khó chịu và khủng bố cỡ nào. Một đạo chiến giáp màu xanh ra trời mở ra trên không trung, lấy lực lượng cửu tinh võ hoàng đỉnh phong của hắn hình thành một đạo chiến giáp kết giới. Ầm ầm ầm, các loại lực lượng không ngừng trùng kích ở phía trên, tuy rằng tạo thành chấn động thật lớn nhưng vẫn là bị chống đỡ được hết. Bất quá nguyên khí trong cơ thể cũng hao phí cực nhanh, thoáng cái sắc mặt tái nhợt, mà bốn phía vây công vẫn đang không ngừng đánh đến tựa hồ muốn đánh tan phòng ngự mới thôi. Phốc, đường kiếp sốt cục chịu không được, sau khi phun ra một ngụm máu tươi, cả phòng ngự ầm ầm cáo phá, ngay sau đó là chiến giáp màu xanh ra trời hào quang càng ngày càng yếu. Ở trong sợ hãi cùng tuyệt vọng hắn điên cuồng giống to, nói. Các ngươi không thể giết ta, ta là tứ cực môn thiếu chủ, giết ta các ngươi một tên cũng đừng hòng sống sót. Mọi người nghe xong đều là trong nội tâm khẽ giật mình, vừa rồi chỉ cầu thống khoái, hận không thể đem đối phương oanh thành mảnh vỡ. Hiện tại mới kinh hoàng tỉnh táo lại, toàn bộ lộ ra vẻ mặt khó xử. Đường kiếp tựa hồ nhìn thấy hy vọng cứu mạng, vội vàng lần nữa hô lên. Chỉ cần các ngươi thả ta rời đi, chuyện hôm nay ta tuyệt không truy cứu, coi như cũng không có chuyện gì phát sinh qua. Lý Vân Tiêu cười nhạo nói. Lời này của hắn mọi người còn tin được sao? Nhớ lại bộ dáng vừa rồi của hắn, nếu là thả hắn trở về, lần sau mang theo mấy vũ đế hàng lâm khinh ca lâm địa, các ngươi tin mình có thể giữ mạng sống sao? Lời nói của Lý Vân Tiêu lập tức lại để cho trong lòng mọi người phát lạnh, nghĩ như thế nào đều cảm thấy không có khả năng giữ mạng. Lập tức một mực lộ hung quang, đã không sống được, giết một cũng đòi đủ vốn. Ầm ầm, rốt cục chiến giáp của đường kiếp triệt để mất đi hào quang, bay trở về trong cơ thể, vô số đạo công kích rơi xuống, trực tiếp đem hắn từ không trung đánh rơi xuống, chui vào trong lòng đất, đại lượng cát bụi bốc lên, một hố to khủng bố xuất hiện ở bên dưới. Đều dừng tay lại, Lý Vân Tiêu hét lớn một tiếng, hắn thật đúng là sợ đường kiếp chết mất. Một là không có cách nào đổi lấy thuyền thược, hai là hiện tại hắn còn thật không dám trêu chọc tứ cực môn. Nếu chỉ là giết chết người phụ trách một phân bộ, vậy thì cũng không sao cả. Tứ cực môn cũng sẽ không biết quá xem trọng, nhưng nếu như là thiếu chủ chết đi, sợ rằng lần sau đuổi giết hắn, chính là vũ đế, hơn nữa đoán chừng không chỉ một người. Cát bụi tản ra, hố sâu thật lớn kia cũng lộ ra, đường kiếp toàn thân huyết nhục mơ hồ nằm ở bên trong. Tựa hồ vẫn còn có sinh cơ, một chân run rẩy không ngừng. Lý Vân Tiêu cười từ không trung đi xuống, nói. Bảo ngươi ngoan ngoãn nghe lời, tiểu hài tử không nghe lời sẽ dễ bị ăn đòn. Ở bên trong hố lớn truyền đến tiếng rên rỉ của đường kiếp, thống khổ không thôi. Tuy rằng thực lực của hắn đủ cường, trang bị cũng thật lợi hại, nhưng dù sao vẫn là lần đầu tiên rơi vào loại sinh tử quyết đấu này, kinh nghiệm cùng các phương diện đều không đủ. Đột nhiên Lý Vân Tiêu dừng lại bước chân, thân thể như là đeo trì, rốt cuộc không cách nào bước ra một bước, đồng tử bỗng nhiên trở nên co rút lại. Một hắc sắc nhân ảnh không biết từ lúc nào đã hiện ra ở trước mặt hắn, đứng bên người đường kiếp, toàn thân bao bọc bên trong hắc bào, giống như u linh tản mát ra hàn khí. Vũ tiên sinh, Lý Vân Tiêu sắc mặt khó coi đến cực điểm, từng chữ nghiến răng nghiến lợi nói. Người này đúng là Vũ Tiên Sinh từng cùng hắn ở trong địa động đại chiến qua, từ trên người ẩn ẩn phát ra khí tức tựa hồ so với lúc trước càng mạnh hơn nữa, dĩ nhiên lặng yên không một tiếng động đã xuất hiện tại đây. Vũ Tiên Sinh nhìn Lý Vân Tiêu một cái, trong ánh mắt cũng là vẻ phức tạp, trực tiếp chỉ vào đường kiếp nói ra.
người này ta muốn dẫn đi. Lý Vân Tiêu không nói gì, chỉ là gắt gao nhìn chằm chằm vào đối phương. Ngươi là cái thứ gì, nói mang đi liền đi. Đoàn trưởng Liệp Nhân Dòng binh đoàn là người thứ nhất xông lên, phẫn nộ quát. Muốn mang hắn đi, hỏi qua mọi người chúng ta trước đã. Vũ Tiên Sinh đối với người này nói xem như không thấy, chỉ là nhìn xem Lý Vân Tiêu nói. Ta muốn dẫn hắn đi, các ngươi ai cũng ngăn không được, ta tạm thời còn không muốn cùng ngươi là địch. Lý Vân Tiêu sắc mặt trắng bệch, đối phương nói là lời nói thật, bằng vào hồn lực bát giai thuật luyện sư kia cùng với nhục thân còn ở trên trí cường bá thể của mình, cộng với cửu giai huyền khí nữa, coi như là võ tôn tại đây cũng chưa chắc ngăn được hắn. Liệp Nhân Dòng binh đoàn đoàn trưởng là người thứ nhất xông lên, vốn định tranh công. Ai biết dĩ nhiên trực tiếp bị không để ý tới, cảm giác ở trước mặt Lý Vân Tiêu đánh mất thể diện, lập tức giận tím mặt, cười lạnh nói. Nực cười, ngươi cho rằng ngươi là võ tôn A, còn ai cũng ngăn không được. Hôm nay ngươi cùng với tên tứ cực môn thiếu chủ này như nhau, đều gục xuống cho lão tử A. Các huynh đệ lên cho ta. Hắn cũng không phải mãng phu, trong lúc nói chuyện. Cũng đã dùng thần thức đem tu vị của đối phương phán đoán không sai biệt lắm, thì ra là bộ dáng thất tinh võ hoàng, lúc này mới không sợ hãi chút nào buông tay xông đi lên. Người còn lại của Liệp Nhân Dòng binh đoàn cũng muốn ở trước mặt Lý Vân Tiêu bộc lộ bản thân, một trước một sau xông đi lên, tổng cộng 7 người từ 7 phương hướng khác nhau hướng phía Vũ Tiên Sinh công kích. Vũ Tiên Sinh vẫn là nhìn chằm chằm vào Lý Vân Tiêu, trên mặt không có chút nào cảm xúc chấn động, tựa hồ đang chờ đợi hắn trả lời. Liệp Nhân Dòng binh đoàn đoàn trưởng càng là nộ hỏa trùng thiên, quát to. Cổ Tinh Quyết, đi chết đi. Vũ Tiên Sinh rốt cục động nhưng không phải thân thể của hắn, mà là áo đen trên người tựa hồ có gió nhẹ thổi qua, bắt đầu trở nên phiêu động. Đồng tử đột nhiên co lại, sợ hãi nói. Không tốt, coi chừng. Hai con người của hắn lập tức hóa thành huyết sắc loan nguyệt, tinh thần công kích rất mạnh lao ra, không gian vặn vẹo một hồi. Hướng phía trên người Vũ Tiên Sinh lan tràn mà đi. Vừa rồi áo đen trên người Vũ Tiên Sinh phiêu động, đúng là biểu hiện thần lực phóng ra ngoài, bị hắn bắt được. Lúc này mới hô to coi chừng, lấy đối phương tinh thần lực công kích, muốn chế phục 7 người này là sự tình dễ dàng. Lúc này mới vội vàng ra tay muốn cứu người. Hừ, Vũ Tiên Sinh lộ ra khinh thường hừ lạnh, chỉ thấy không gian xung quanh hắn kịch liệt vặn vẹo biến hóa, tinh thần lực của Lý Vân Tiêu bị ngăn trở. Không chỉ có khó có thể tinh tiến nửa phần, ngược lại bị cắn trả trở về. Mà xung quanh 7 tên võ hoàng cường giả xuất chiêu công kích kia, theo không gian vặn vẹo đồng thời trở nên hoảng hốt, trên không trung bồng bềnh đung đưa, cuối cùng dĩ nhiên toàn bộ biến mất không thấy gì nữa. Phốc! Lý Vân Tiêu kêu rên một tiếng, không ngờ là đã bị thương tổn. Ánh mắt của hắn lộ ra vẻ lăng lệ ác liệt cùng sắc mặt giận dữ, gắt gao nhìn chằm chằm vào đối phương. Tu vị, thân thể, hồn lực, huyền khí đều bị đối phương gắt gao áp chế, cho tới bây giờ chưa lúc nào gặp phải sự tình phiền muộn như thế. Lại để cho hắn hoàn toàn vô kế khả thi không có bất kỳ biện pháp nào cả. Người ở đâu rồi? Chung quanh đám võ giả kia tất cả đều là sững sờ, lộ ra thần sắc ngạc nhiên, 7 người sống sờ sờ ngay tại trước mắt hư không tiêu thất quái dị như thế, ai nấy khó có thể lý giải nổi, trong đầu toàn bộ đều là nghi vấn. Vũ Tiên Sinh không hề sợ hãi ánh mắt của Lý Vân Tiêu, hừ lạnh nói. Ngươi vừa rồi thi triển hẳn là đồng thuật nguyệt khuyết của Cổ Phi Dương A. Hừ, Cổ Phi Dương được vinh dự là tinh thần công kích đệ nhất nhân. Đám A Miêu A Cẩu gì đó đều tranh nhau bắt chước đồng thuật của hắn. Cố Nguyệt Sinh kia đạt được một cái thái cổ thiên mục đã cho rằng có thể so sánh với Cổ Phi Dương, quả thực chó má cũng không phải. Ta khuyên ngươi một câu. Mấy đại đồng thuật công kích của Cổ Phi Dương đều là lấy thuật đạo lĩnh ngộ tuyệt cường làm cơ sở. Có thể đem hồn lực vận dụng đạt tới tình trạng xuất thần nhập hóa, lúc này mới có thể đủ tùy ý thi triển đi ra, thay trời đổi đất, biến hóa thời không. Mà các ngươi đám lâu la này chỉ biết là bắt chước thủ đoạn công kích, vận khí tốt mà nói có thể thành công mấy lần. Nếu là vận khí không tốt, không cần đối phương ra tay, chính mình cũng sẽ bị lực lượng khó có thể khống chế đó cắn trả vào, hoàn toàn ngược lại. Lý Vân Tiêu sững sờ, ánh mắt lộ ra vẻ kinh ngạc. Không thể tưởng được đối phương dĩ nhiên đối với đồng thuật của mình lý giải như thế. Nhưng trong đầu như thế nào lại không có ấn tượng với người này. Yêu tộc mặc dù đại bộ phận bị nhốt trong Ngũ Hà Sơn, nhưng Thiên Vũ Đại Lục vẫn có không ít thế lực yêu tộc lẻ tẻ tồn tại. Mà một ít yêu luyện đại sư thực lực cường đại hắn cũng đã gặp,
ban đầu ở Hóa Thần Hải cùng một tên cửu giai yêu luyện sư thi đấu, lúc này mới luyện ra kiếm trảm tinh thần. Thế nhưng mà vị vũ tiên sinh này lại không hề có chút ấn tượng nào. Lý Vân Tiêu kinh hãi biểu lộ ở trong mắt vũ tiên sinh, còn tưởng rằng là bản thân nói trúng điểm yếu của đối phương, hừ nhẹ một tiếng nói. Người ta dẫn đi, người tu luyện cho tốt ha, ta còn có thể lại tới tìm ngươi. Nói xong hắn phất một cái tay, không gian lần nữa bắt đầu vặn vẹo, dần dần hắn cùng đường kiếp đất biến mất ở trước mắt của mọi người. Đám người Bân Kiệt nhanh chóng vây quanh, bốn phía đang trông xem thế nào, căn bản tìm không thấy bất luận bóng người nào. Chu Tường sợ hãi nói. Bảy người của Liệp Nhân Dòng binh đoàn kia đi đâu rồi? Lý Vân Tiêu sắc mặt xám trắng, xoa xoa một đầu mồ hôi, bị người khác đánh cướp thành quả thắng lợi, khổ sở nói. Bảy người kia trực tiếp bị tinh thần lực của hắn cuốn vào bên trong hư không loạn lưu, sợ là giữ nhiều lành ít. Cái gì? Tất cả mọi người sắc mặt đại biến, bên trong hư không loạn lưu, vận khí tốt mà nói còn có thể bảo toàn tánh mạng, chờ cơ hội phá không mà ra. Nếu là vận khí không, gặp được các loại năng lượng trùng kích, coi như là vũ đế cũng hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Mà bị cuốn vào hư không loạn lưu, tuyệt đại đa số đều là kết cục vận khí không tốt ra. Bân Kiệt hoảng sợ thất thanh nói. Thoáng một phát đã khiến cho bảy tên võ hoàng cuốn vào hư không loạn lưu, đây là loại tinh thần lực cường đại cỡ nào. Chu Tường cũng là sắc mặt trắng bệch, ngẫm lại đều một trận hoảng sợ, nói. Người nọ rốt cuộc là ai? Đội trưởng đại nhân ngươi tựa hồ quen biết hắn. Lý Vân Tiêu thở dài. Hắn là vũ tiên sinh của Khô Lâu Dòng binh đoàn, bát giai tôn cấp thuật luyện sư. Chu Tường kinh hãi nói. Cái gì, dĩ nhiên là hắn. Bân Kiệt cũng quá sợ hãi, mồ hôi lạnh đầm đìa nói. Bát giai tôn cấp thuật luyện đại sư. Vân Tiêu đội trưởng, ngươi không có tính sai sao? Sau lưng mọi người cũng chấn động tột đỉnh. Bát giai đại thuật luyện sư đây chính là tồn tại tuyệt cường chỉ có một chút thế lực siêu cấp hoặc là ở trên Hóa Thần Hải mới có thể gặp được. Như thế nào lại vô cớ xuất hiện tại Khinh Ca Lâm Địa, hơn nữa dĩ nhiên là người của Khô Lâu Dòng binh đoàn. Nếu như Khô Lâu Dòng binh đoàn có loại nhân vật như vậy mà nói, hẳn là sớm đã có thể nhất thống Khinh Ca Lâm Địa. Một gã bát giai thuật luyện sư đủ để mời chào đến một ít vũ đế cường giả cống hiến vì hắn. Khô Lâu Dòng binh đoàn tuy rằng là một trong tam đại dòng binh đoàn, nhưng làm việc từ trước đến nay tương đối là ít nổi danh. Rất ít tham dự trong tranh đấu giữa Thái Điểu Dòng binh đoàn cùng Bạo Vũ Dòng binh đoàn, không thể tưởng được ẩn giấu thực lực thật sâu không ngờ. Đám người Tạp Ngư Dòng binh đoàn ai nấy đều xoa mồ hôi lạnh, lại đưa ánh mắt về phía trên người Lý Vân Tiêu. Vị đội trưởng này cũng không phải đèn cạn dầu, không chỉ có dám đánh giết tứ cực môn thiếu chủ. Hơn nữa vừa rồi thi triển đi ra cửu giai huyền khí đã có 3 kiện. Đây chính là thứ đồ vật vũ đế cường giả đều chưa hẳn có thể có được a. Luân thân phận cùng địa vị, vị đội trưởng đại nhân thần bí này e là bị tứ cực môn, bát giai thuật luyện sư còn muốn cường đại hơn. Tất cả mọi người suy đoán lung tung, mà ngay cả Bân Kiệt cùng Chu Tường cũng là suy nghĩ không ngừng, nhưng đối với Lý Vân Tiêu thái độ đều trở nên thập phần cung kính. Vân Tiêu đội trưởng, làm sao bây giờ? Bân Kiệt nói, có nên lập tức hướng mấy đội khác cầu viện hay không, vây quanh Khô Lâu Dòng binh đoàn, buộc bọn hắn giao người ra. Tuy rằng hắn không biết Lý Vân Tiêu bắt đường kiếp là vì cái gì, nhưng từ một loạt động tác mới vừa rồi làm ra, vị đội trưởng này đúng là loại người ước gì xuyên phá cả trời, hiện tại chịu thiệt thòi của Khô Lâu Dòng binh đoàn, sợ là phải có đại chiến. Ai biết Lý Vân Tiêu chỉ là thoáng sầu lo một chút, liền lắc đầu nói. Bỏ đi. Việc này liền dừng ở đây a. Bân Kiệt sững sờ có chút không dám tin tưởng vào lỗ tai của mình. Cho tới nay đều biểu hiện bộ dáng kiêu ngạo cùng cuồng vọng như vậy, tứ cực môn cũng dám động, đối mặt một Khô Lâu Dòng binh đoàn dĩ nhiên nói bỏ đi. Những người còn lại cũng là có chút phát mộng, chẳng lẽ vị đội trưởng đại nhân này cũng sẽ có sợ hãi, cũng biết cái gì là sợ. Lý Vân Tiêu đem ánh mắt của mọi người thu vào trong tầm mắt, khẽ cười nói. Chư vị đều trở về đi. Sự tình kế tiếp không phải các ngươi có thể tham dự. Trong lòng mọi người nhảy dựng, nhưng rất nhanh đều là đại hỉ. Thần tiên đánh nhau, phàm nhân gặp nạn, cuối cùng có thể nhảy ra khỏi cái vũng nước đục này. Hiện tại xuất hiện đám đại nhân vật kia, tứ cực môn thiếu chủ, bát giai thuật luyện sư xác thực không phải bọn hắn đám lâu la này có thể tham dự tiến đến. Kiềm chế sự vui sướng, nhao nhao cáo từ.
Lúc này đột nhiên bầu trời xa xa truyền đến từng trận nổ vang, cái loại cảm giác này tựa hồ thiên địa uy áp, ở trong lòng mỗi một người áp chế xuống, tất cả mọi người chỉ cảm thấy toàn thân cực kỳ không thoải mái, nghẹn khuất khó chịu. Chẳng lẽ là Mộc Vô đại nhân gặp chuyện không may? Bân Kiệt chấn động, hoảng sợ nhìn qua bầu trời xa xa. Hai gã võ tôn cường giả tranh đấu, căn bản không phải bọn hắn có thể xuất thủ được. Lĩnh vực chi uy không có đại thần thông căn bản không cách nào ngăn cản. Ánh mắt Lý Vân Tiêu ngưng lại, đột nhiên đại hỉ nói. Là Mộc Vô đột phá, võ tôn mỗi lần đột phá nhất tinh đều sinh ra thiên địa uy áp rất mạnh, mọi người nhanh đi theo ta. Ở dưới loại thiên địa uy áp này có thể cảm thụ bát hoang võ ý, đối với các ngươi tu luyện đều có chỗ tốt thật lớn. Cảm thụ bát hoang võ ý. Tất cả mọi người là hoảng hốt sau đó kích động khó nói lên lời, nhao nhao như ong vỡ tổ hướng phía xa xa phóng đi. Chỉ thấy trên bầu trời tràn ngập các loại năng lượng, không ngừng từ trên không trung chạy trốn tiêu tán. Cả màn trời như là rách mất mấy chỗ, khắp nơi là màu sắc bất đồng cùng hào quang, đen tối nảy ra, giống như những miếng vá, trăm ngàn vết rách loang lổ. Có thể thấy được hai người giao thủ trình độ thảm thiết cỡ nào, chỉ là hiện tại mọi nơi lưu lại một ít khí tức, đã chấn nhân tâm phách. Mộc Vô một người yên tĩnh đứng ở trên không trung, không còn có loại phong độ cao cao tại thượng như lúc trước nữa. Cởi chân, lộ ra thương thế kinh người, lồng ngực trực tiếp bị đánh xuyên, nhưng lại dĩ nhiên không chết, trong đôi mắt một mảnh thanh thản. Mà thân ảnh Du lão đã không thấy đâu, thắng bại đã hiện. Ầm ầm, trên bầu trời không ngừng phát ra tiếng chấn nổ, đến từ quy tắc chi lực của một giới này tựa hồ bắt đầu dần dần hiển hiện ra ở dưới loại lực lượng khổng lồ này, những năng lượng lưu lại kia rất nhanh đã tiêu tán mất. Thương thế khủng bố trên người Mộc Vô lấy tốc độ mắt thường có thể thấy được bắt đầu khôi phục. Thiên quy tắc tại một lần nữa cô động lĩnh vực chi lực cùng nhục thân của hắn, hiện tại không tu luyện, còn đợi khi nào? Lý Vân Tiêu khẽ quát một tiếng, bắt đầu ngồi xếp bằng xuống, cảm thụ cái loại quy tắc chi lực này. Tuy rằng bên trên võ ý hắn đã sớm vượt qua Mộc Vô quá nhiều, nhưng là thời điểm võ tôn tấn cấp kích phát ra thiên địa quy tắc, vẫn là tương đối hiếm có. Dùng kinh nghiệm của hắn đủ để lợi dụng trên trình độ lớn nhất loại quy tắc chi lực này. Võ giả đang không ngừng đề thăng nguyên khí của mình đồng thời phải đối với một mảnh thiên địa quy tắc này tiến hành cảm ngộ. Nguyên khí tích lũy chỉ cần người đủ khắc khổ là có thể đạt tới trình độ nhất định, mà loại cảm ngộ quy tắc này nếu không có đại cơ duyên, đại trí tuệ, là rất khó thực hiện. Bây giờ đối với Mộc Vô mà nói cũng là thời khắc thập phần mấu chốt, ở bên trong, một trận chiến cùng với Du lão. Rốt cục giải khai gông cùm xiềng xích cổ trai, bước vào nhị tinh võ tôn. Thiên địa quy tắc chịu hàng lâm, hắn phải cảm ngộ giới hạn lớn nhất, có thể cảm ngộ được bao nhiêu, đối với thực lực của hắn tăng lên, cùng với ngày sau tấn cấp có thể trực tiếp quan hệ tương liên. Đây cũng là lần thứ hai hắn cảm ngộ thiên địa quy tắc, hơn nữa vì thế làm đại lượng chuẩn bị, rất nhanh đã thâm nhập sâu trong đó. Thương thế trên thân thể đang dần dần khôi phục cũng không có chút nào cảm giác. Bởi vì một giây đồng hồ đều không nỡ lãng phí. Phía dưới đám võ giả kia cũng đều là lộ ra vẻ vui mừng, nhao nhao yên lặng ở bên trong loại quy tắc chi lực này. Bọn hắn đại đa số đều là võ hoàng tồn tại, căn bản không có loại tư cách hưởng thụ đãi ngộ như thế, có thể nói là thời cơ ngàn năm khó gặp gỡ. Ở trong một số thế lực siêu cấp, mỗi khi gặp được có võ tôn cường giả đột phá đều triệu tập đệ tử ưu tú trong môn ở đó lĩnh ngộ. Võ tôn cứ đột phá nhất tinh. Hàng lâm thiên địa quy tắc cũng sẽ càng ngày càng mạnh. Sau khi đạt đến vũ đế, cứ mỗi một lần đột phá, thiên địa quy tắc chi lực đánh xuống kia coi như là võ tôn cũng rất khó ngăn cản. Nghe đồn có thể hoàn toàn lĩnh ngộ toàn bộ thiên địa quy tắc, liền có thể nắm giữ thế giới chi lực, bước vào thần cảnh vạn cổ bất hủ kia. Nhưng cái này cũng chỉ là truyền thuyết mà thôi, dù sao ở bên trong sử sách của đại lục ghi chép lại, có một số tuyệt đại nhân vật bị hoài nghi là bước vào thần cảnh tồn tại. Nhưng cũng không có ai có thể đến chứng minh sự thật. Lý Vân Tiêu hoàn toàn phóng khai tâm thần, lại để cho thiên địa quy tắc trực tiếp cọ rửa thân thể cùng kinh mạch của hắn. Hắn đối với thế giới chi lực lĩnh ngộ xa ở trên chút thiên địa quy tắc ấy, thân thể cũng đủ để thừa nhận mang đến uy áp, căn bản không cần lo lắng bất luận tác dụng phụ gì, hoàn toàn đem tâm thần của mình dung nhập bên trong quy tắc kia, thỏa thích hưởng lễ rửa tội. Còn lại không ít võ hoàng cường giả đều là mồ hôi lạnh đầm đìa. Tân tân khổ khổ chống đỡ, nhưng mỗi người đều là cắn chặt răng, quyết không buông bỏ. Loại cơ hội này mất đi một lần, có lẽ đời này sẽ không còn có lần thứ hai.
mà chỗ tốt mang đến cho mình sẽ vượt xa mấy chục năm khổ tu. Ầm ầm. Trong cơ thể Lý Vân Tiêu phát ra tiếng trầm muộn rất nhỏ, trực tiếp tấn chức nhất tinh, nhưng quy tắc chi lực này cũng không có dừng lại, tiếp tục cọ rửa kinh mạch của hắn. Đại lượng nguyên khí ở dưới thiên địa quy tắc thôi động vận chuyển quanh thân, cuối cùng hội tụ đến trong đan điền. Trong đan điền khí hải nồng đậm ngày càng mạnh, mà ngay cả mấy kiện cửu giai huyền khí lơ lửng ở trong người hắn cũng chịu ảnh hưởng, có chút thả ra hào quang. Đặc biệt là kiện Sơn Hà đỉnh chưa bao giờ vận dụng qua kia, tựa hồ cũng có dấu hiệu dục dịch. Kiện Sơn Hà đỉnh này từ sau khi thu được, liền chưa từng có thi triển qua. Bởi vì lúc trước khi luyện hóa huyền khí, Lý Vân Tiêu chọn lựa đầu tiên chính là cái Sơn Hà đỉnh này, nhưng vô luận hắn thi triển phương thủ đoạn nào, đều không thể luyện hóa nửa phần. Cuối cùng đành phải buông tha cho, lựa chọn luyện chế Hoàng Chiêu Trung cùng Ma Thiên Giáp. Hôm nay ở dưới thiên địa quy tắc áp chế, cái Sơn Hà đỉnh này đã đang chậm rãi vận chuyển. Cái quỷ đỉnh này, tuy rằng không phải siêu phẩm tồn tại nhưng là hơn xa cửu giai huyền khí bình thường. Khó trách sẽ dùng đến đặt ở đại địa nuôi dưỡng cùng trấn áp đế già. Lý Vân Tiêu sau khi có chút phân thần, lại lần nữa đem tâm thần trở lại trong khi tu luyện, không để ý tới biến hóa của kiện Sơn Hà đỉnh kia nữa. Ha ha! Đột nhiên một tiếng bật cười lớn, quy tắc chi lực trong thiên địa tản ra. Mộc Vô vẫn là đầy người vết máu, nhưng lại tinh thần mười phần, khí thế kinh người, đã đạt được chỗ tốt thật lớn. Hắn bao quát phía dưới, hừ lạnh nói. Các ngươi ngược lại là kiếm tiện nghi, ai cho phép các ngươi ở trên giường của ta tu luyện. Lĩnh vực tuyệt cường kia đột nhiên mở ra, toàn bộ đám võ giả đặt mình trong đó, sắc mặt đại biến, lộ ra vẻ hoảng sợ. Lý Vân Tiêu không sợ chút nào lĩnh vực kia ảnh hưởng, đứng dậy cười nói. Mộc Vô huynh bất giận, niệm tình bọn hắn là vi phạm lần đầu, tùy tiện giao ra chút nguyên thạch là được. Tất cả đám dòng binh đoàn mọi người đều vẻ mặt hắc tuyến. Con mẹ ngươi, rõ ràng là ngươi để cho chúng ta đến tu luyện, nếu không cho dù có lá gan lớn bằng trời, cũng không dám tự tiện ở bên cạnh võ tôn hưởng thụ thiên địa quy tắc a. Mộc Vô hừ lạnh một tiếng, nói. Niệm tại mặt mũi của Vân Tiêu đội trưởng, lần này liền bỏ qua cho các ngươi. Hắn hừ lạnh một tiếng, lại để cho tất cả mọi người trong nội tâm dùng mình, ngay sau đó thân ảnh lóe lên đã biến mất trên không trung. Lĩnh vực chi lực của võ tôn cũng theo đó dần dần tiêu tán, mọi người mới lại từ trong hoảng sợ tỉnh táo tinh thần lại. Nhất giai một ngày đấy, đấy, càng lên cao đầu lại càng rõ ràng. Người khi ở dưới võ hoàng, có lẽ vượt cấp khiêu chiến rất bình thường, nhưng võ tôn chính là một đạo khảm, toàn bộ bởi vì lĩnh ngộ thiên địa quy tắc này. Lĩnh ngộ càng nhiều có thể thuyên chuyển thiên địa lực lượng càng cường đại. Dù ngươi là cửu tinh võ hoàng đỉnh phong lại nhiêu bức như thế nào, cũng rất khó chống lại nhất tinh võ tôn. Đường kiếp có được luyện hóa chu tước đao, cũng không dám cùng võ tôn chiến một trận chính là đạo lý nào. Lý Vân Tiêu nhìn mọi người cười nói. Tốt rồi, không có việc gì. Mọi người không cần sợ hãi, mỗi người giao 1.000 vạn trung phẩm nguyên thạch là có thể. 1.000 vạn. Hay là 1.000 khối A? Tất cả mọi người lập tức ngốc trệ, vừa lộ ra vẻ khiếp sợ, so với vừa rồi ở trong lĩnh vực còn muốn hoảng sợ hơn. Lý Vân Tiêu sắc mặt lập tức trầm xuống, cả giận nói. 1.000 khối, những lời này là ai nói? Đứng ra, ta cứu các ngươi một mạng, các ngươi dĩ nhiên nói với ta giao 1.000 khối trung phẩm nguyên thạch. Người nói ra những lời này đứng ra, ta cho ngươi 1.000 khối, thu tính mệnh của ngươi. Tất cả mọi người sợ tới mức nhao nhao lui về phía sau, không người nào dám tiến lên một bước. Lý Vân Tiêu lắc đầu thở dài. Cho nên nói cái thế đạo này, làm người tốt rất khó. Vừa rồi nếu để cho Mộc Vô dọa chết các ngươi, hẳn là sự tình gì cũng đều không có. Hiện tại không chỉ có mạng sống, còn hưởng dụng thiên địa quy tắc tu luyện, chính là 1.000 vạn trung phẩm nguyên thạch các ngươi còn muốn cùng ta có kè mặc cả. Chu Tường, ngươi nhớ lại một chút. Có kẻ nào trước khi trời tối còn không có đem nguyên thạch đưa lên đến, liền đem danh sách giao cho Mộc Vô đi, lại để cho hắn xử lý. Mọi người tất cả đều là sắc mặt đại biến, nhìn xem sắc trời, nội tâm lo lắng nghĩ đến làm thế nào đi gom góp nguyên thạch. Nếu thật lại để cho Mộc Vô tìm tới tận cửa rồi, sợ là liền cơ hội giải thích cũng sẽ không cho mình. Hơn nữa vừa rồi ở dưới thiên địa quy tắc tẩy lễ đều đạt được chỗ tốt lớn lao, cho dù thực lấy ra 1.000 vạn trung phẩm nguyên thạch. Cũng là siêu cấp đáng giá. Cơ hội như vậy bao nhiêu tiền cũng đều mua không được. Tất cả mọi người vội vã trở về kiếm tiền,
rất nhanh đã ào ào cáo từ. Lúc này mấy đạo nhân ảnh chạy như bay mà đến, đúng là đám người Thương Minh, có Hồng Y Y cũng ở trong đó, cùng với một ít dòng binh tu vị yếu kém. Vừa rồi truy kích đường kiếp tất cả đều là tu vị đã ngoài võ hoàng. Một trận chiến giữa Mộc Vô cùng Du Lão, bọn hắn cũng lẩn tránh ở phía xa, thẳng đến không có động tĩnh, lúc này mới dám chạy đến. Vân Tiêu đội trưởng, đường kiếp đâu rồi? Trầm Ly không tiện hỏi lắm, liên tiếp lo nghĩ. Hồng Y Y lập tức mở miệng hỏi, đôi mắt dễ thương kia cũng là nhìn ngó khắp nơi xung quanh. Lý Vân Tiêu buồn rầu nói. Nửa đường giết ra một gã cao thủ Khô Lâu Dòng binh đoàn đem đường kiếp cứu đi. Cứu đi. Hồng Y Y sắc mặt đại biến, cả giận nói. Làm sao có thể, các ngươi nhiều người như vậy, hẳn là đối phương là võ tôn cường giả xuất động. Lý Vân Tiêu lạnh lùng liếc nhìn nàng một cái, khẽ nói. Cứu đi hay không, liên quan gì tới chuyện của ngươi? Hồng A Di, xem bộ dáng của ngươi tựa như rất lo lắng ha. Tĩnh Nam cũng là cau mày, lộ ra vẻ hoài nghi, nhìn chằm chằm vào Hồng Y Y. Hiện tại hắn còn không nghĩ ra Lý Vân Tiêu tại sao phải nhằm vào tứ cực môn, đường kiếp thân là tứ cực môn thiếu chủ lại tại sao ở trong Khinh Ca Lâm địa. Nhưng ở trong đó khẳng định có bí mật lớn nào đó mà hắn không biết, xem ra bí mật này tựa hồ Hồng Y Y biết rõ a, trong mắt của hắn lóe ra hào quang. Hồng Y Y cũng phát giác chính mình thất thố, lộ ra thần sắc giận dữ, hung hăng ném cho Lý Vân Tiêu một cái mị nhãn, dịu dàng nói. Ai u, ta còn không phải thấy mọi người lao sư động chúng, cuối cùng lại để cho con thỏ nhỏ đó trốn thoát, uổng phí một hồi, cảm thấy thập phần đáng tiếc nha. Sắc mặt Trầm Ly cũng hết sức khó coi, không biết đang suy nghĩ gì. Lý Vân Tiêu cười nói. Lão gia tử trung nghĩa vô song, chịu khổ tai họa bất ngờ. Ta giúp các ngươi cũng chỉ có thể giúp được đến đây. Dù sao Khô Lâu Dòng binh đoàn thực lực không ở dưới Thái Điểu Dòng binh đoàn chúng ta. Sự tình còn lại liền tự các ngươi đi xử lý a. Tĩnh Nam nội tâm đem tổ tông hắn tất cả đều ân cần thăm hỏi một phen, trên mặt vẫn là nghiêm nghị nói. Vân Tiêu đội trưởng đại nghĩa, đối với Thương Minh ta tình thâm ý trọng. Trầm Ly lại là ngạc nhiên, một đạo tinh mang hiện lên ở trong mắt. Nhìn xem Lý Vân Tiêu hướng nàng mỉm cười, ánh mắt lập tức trong nội tâm lại nhảy lên. Nàng nghe ra ý ở ngoài lời của Lý Vân Tiêu, đường kiếp là người của tứ cực môn, các nàng không thể công nhiên bắt đường kiếp. Nhưng là hiện tại đường kiếp tại Khô Lâu Dòng binh đoàn, thiên nhất các nàng lại có thể trực tiếp đối với Khô Lâu Dòng binh đoàn ra tay. Hơn nữa Lý Vân Tiêu cũng biết, nếu thiên nhất các đã hạ mệnh lệnh trọng yếu như thế, không có khả năng không phái cao thủ đến Khinh Ca Lâm địa. Chỉ là không tiện ra tay đối với tứ cực môn mà thôi, nếu như chỉ là đối với Khô Lâu Dòng binh đoàn ra tay mà nói, vậy không có điều gì cố kỵ. Trầm Ly thở phào một hơi, trên mặt tràn đầy dáng tươi cười, nói. Vân Tiêu đội trưởng thiếu niên được, hy vọng có thể trở thành khách quý của thiên nhất các ta. Lý Vân Tiêu ha ha cười nói. Có cơ hội, có cơ hội, hiện tại thành Tây vừa mới thống nhất lên. Thương hội các ngươi cũng muốn ở dưới Linh Nhi tiểu thư chỉ điểm hảo hảo vận tác. Trầm Ly cùng Tĩnh Nam đều là nheo mắt, nộ khí lóe lên rồi biến mất, nhao nhao cười nói. Tự nhiên, tự nhiên. Sau đó hai người đều có tâm tư, đều tự cáo từ. Hồng Y Y cũng lộ ra vẻ kiều mị, dùng ngón tay trắng noãn như ngọc ở trước bộ ngực Lý Vân Tiêu vạch lên, âm thanh ỏn ẻn lả lơi nói. Ngươi tên người xấu này, có người mới liền quên người cũ. Khi nàng quay người ly khai vẫn không quên u oán nhìn Đinh Linh Nhi một cái. Ánh mắt giết người của Đinh Linh Nhi bắn vào trong cơ thể nàng, tựa hồ muốn dùng ánh mắt nhìn chằm chằm chết nàng. Hồng Y Y xùy một tiếng cười vài câu, quay người liền rời đi. Lý Vân Tiêu đón ánh mắt băng lãnh của Đinh Linh Nhi, trên ót trực tiếp đổ mồ hôi lạnh, chỉ vào phương hướng Hồng Y Y rời đi, xùy tiếng nói. Thôi đi pa ơi, nàng bị tâm thần, đừng để ý tới nàng. Chu Tường từ trong giới chỉ lấy ra một khối thiết bản đưa cho Đinh Linh Nhi nói. Đinh tiểu thư, đây là thái y bản làm bằng sắt, buổi tối cho hắn dùng. Đinh Linh Nhi. Nàng tức giận một phát túm lấy thái y bản, trực tiếp hướng trên người Chu Tường đập đến. Sự tình thành Tây lập tức như là gió xoáy thổi qua cả Khinh Ca Lâm địa, trong lúc nhất thời đầu đường cuối ngõ đều đang bàn luận việc này. Các ngươi là không thấy a? Ba dòng binh đoàn đoàn trưởng giết tới hôn thiên ám địa, cuối cùng đều đồng quy vô tận. Ta đồng quy con mẹ ngươi a. Chuyện phiếm, nói cho mọi người,
chuyện này bên trong còn có người của tứ đại thương minh nhúng tay tiến đến. Là Dong Minh cùng với thương minh đại chiến có 102. Mà ngay cả Kiều lão gia tử cũng chết trận tại chỗ. Không thể nào, Kiều lão gia tử chết. Vậy hắn hơn nửa năm còn lấy 4 phòng tiểu thiếp đâu rồi, làm sao bây giờ? Yên tâm đi, thiết thụ Dong Minh đoàn đoàn trưởng sau khi lão gia tử chết rồi, bỏ chạy vạn bảo lâu đi chiếu cố mấy tiểu thiếp kia. Các ngươi không biết thì chớ nên nói lung tung, đại chiến giữa Dong Minh cùng với thương minh, đây là hiện tượng mặt ngoài mà thôi, các ngươi biết rõ dẫn phát trận đại chiến này là cái gì không? Các ngươi biết rõ trong đại chiến này nhân vật quan trọng nhất là ai không? Một gã đàn ông nhìn như khôn khéo uống một ngụm trà, một cước giẫm lên ghế đầu, phồng mang trợn má nói. Là ai? Nghe nói Thái Điểu Dong Minh đoàn tân nhiệm đệ bát đội đội trưởng Lý Vân Tiêu hình như sắm vai nhân vật trọng yếu. Đàn ông vỗ đùi, kêu lên. Đâu chỉ là trọng yếu a, lần chiến này cũng là bởi vì hắn mà dẫn khởi a. À, lợi hại như vậy, mau nói nhanh lên chuyện gì xảy ra. Hắc hắc, cũng không biết a. Ta đến nói cho các ngươi biết. Tên đàn ông không khéo kia rất hưởng thụ loại hào khí được mọi người chú ý này, bắt đầu giảng thuật lại. Tên Lý Vân Tiêu kia cùng với người phụ trách tứ cực môn Thương Hùng một mực có khúc mắc. Mà Hắc Liên Thiếu Hoàng lại vừa ý Lý Vân Tiêu, đem hắn bắt đưa vào trong đoàn của mình, buộc để mình độc chiếm. Lúc này Thương Hùng rơi vào đường cùng, đành phải đem chính mình hiến cho Kiều lão gia tử, đổi lấy trợ giúp. Điều ước bất đắc dĩ. Là điều ước bất đắc dĩ gì? Chính là ba người hiệp thương tốt, sau khi đánh lui thương minh, Lý Vân Tiêu sẽ thuộc về ba người cùng nhau sở hữu, mỗi người thay phiên hưởng dụng 1 tháng. Dừng lại, Lý Vân Tiêu có đẹp như vậy sao? Nhiều nam nhân thực lực cao cường ưa thích hắn như thế. Tên đàn ông khôn khéo kêu lên. Đương nhiên, giận dữ xông quan vì người đẹp, liên đoàn trưởng háo sắc tất cả mọi người là biết rõ, từ sau khi tên Lý Vân Tiêu kia đến. 3000 hậu cung xinh đẹp tất cả đều mất nhan sắc. Mẹ nó, như thế nào lão tử đẹp trai như vậy, sẽ không có người vừa ý đâu này. Tất cả mọi người tức giận bất bình sửa sang đầu tóc, lộ ra vẻ có tài nhưng không gặp thời. Loại câu chuyện loạn thất bát tao này rất nhanh diễn sinh ra vô số phiên bản, vào lúc Lý Vân Tiêu đệ bát tiểu đội còn không có trở lại thành Bắc, cũng đã truyền lưu tại cả Khinh Ca Lâm địa. Thứ gì có tốc độ nhanh nhất vậy nhất định là bát quái. Trong góc một quán trà, một gã nam tử sắc mặt thanh tú đang ngồi, sau khi lẳng lặng nghe xong gã đàn ông khôn khéo kia kể chuyện, nhẹ nhàng lè lưỡi ra, liếm liếm đôi môi đỏ tươi, hướng phía tên đàn ông khôn khéo vẫy tay gọi. Tên đàn ông khôn khéo kia vốn dĩ đang đưa lưng về phía người này, nhưng lại tự dưng cảm giác được giống như có người đang gọi hắn, không tự chủ được quay người đi qua. Người gọi ta. Tên đàn ông khôn khéo lộ ra vẻ cảnh giác, người trước mắt này tuy rằng diện mục trắng nõn, nhưng lại có vẻ thập phần yêu khí, một đại nam nhân còn sơn móng tay màu hồng. Nam tử che miệng cười cười, nói. Ta gọi chính là ngươi, ngươi nói tên Lý Vân Tiêu kia lớn lên thực mê người như thế sao? Còn có ta xinh đẹp không? Tên đàn ông khôn khéo trên trán chảy ra mồ hôi lạnh đến, ở đằng kia nam tử yêu dị nhõng nhẽo cười lại cảm thấy hàn ý băng lãnh xông vào trong cơ thể hắn, lập tức liên tục gật đầu nói. Lý Vân Tiêu kia đẹp trai tự nhiên là không thể nghi ngờ, bất quá ngài cũng rất xinh đẹp. Thực sao? Nam tử đôi mắt sáng ngời, cười nói. Được rồi, nếu ngươi đã miệng lưỡi ngon ngọt như vậy, thì hôm nay liền tiện nghi cho ngươi. Ân, tiện nghi ta. Tên đàn ông khôn khéo lộ ra vẻ khó hiểu, trong đầu hiện lên vô số nghi vấn, liền nhìn thấy nam tử yêu dị tay phải vung lên, chỉ cảm thấy trước mắt sáng ngời thoáng một phát, ý thức đã dần dần mất đi. Ngơ ngác ngồi ở đó. Trong mắt nam tử yêu dị bắn ra hào quang lấp lánh, liếm môi nói khẽ. Ngươi một người trong cung hưởng dụng vô số nam tử, lại phái ta đi ra bán mạng. Hừ, không thể tưởng được Lý Vân Tiêu dĩ nhiên là một vị tuyệt sắc mỹ nam tử như thế, nếu là ngươi biết rồi, sợ rằng muốn hối hận tới cúc hoa đều xanh a, ha ha. Trong mắt nam tử yêu dị hào quang tụ lại, trở nên lăng lệ ác liệt, cắn răng nói. Lý Vân Tiêu, ngươi là của Vũ Văn Cao ta. Hắn ném mấy kim tệ, nắm lấy tên đàn ông khôn khéo vẻ mặt ngốc trệ kia rời khỏi. Tiểu nhị vội vàng đi lên thu kim tệ, lại lộ ra vẻ ngạc nhiên. Mấy đồng tiền tệ màu vàng cam kia xác thực là vàng không thể nghi ngờ, nhưng lại không phải mấy loại bình thường lưu thông, mặt trên đơn giản vài nét bút vẽ phác thảo ra một đồ án tử thần khủng bố. Tại tổng bộ đệ bát đội,
trong một gian phòng tu luyện, lực lượng cường đại ngưng tụ trên không trung. Lạc Vân Thường đem toàn bộ lực lượng rót vào trong chiến phủ của hắn, đem hết toàn lực một kích hướng người trước mắt kia hung hăng chém qua. Người nọ lẳng lặng đứng ở đó, theo tiến đến lại không có động đậy một chút nào, mà ngay cả Lạc Vân Thường cũng không biết hắn là từ khi nào tiến đến. Áo choàng màu đen đem cả người bao bọc trong đó, trên tay dẫn theo một nam tử máu chảy đầm đìa, dưới chân càng là dẫm lên lục sắc tiểu yêu. Thân thể tiểu yêu không ngừng hoạt động, nhưng không cách nào giãy giụa chút nào. Bên trên chiến phủ lập lòe hồng sắc quang mang, chiếu rọi ra gương mặt nam tử áo đen, dĩ nhiên là Vũ Tiên Sinh. Hắn biểu lộ hết sức phức tạp, trong đôi mắt gợn sóng mãnh liệt, nhưng dần dần tĩnh lặng xuống, hóa thành một mặt giếng cổ, cũng như tâm cảnh của hắn. Chiến phủ chạm đến một nửa, đột nhiên ngưng trệ trên không trung khó có thể nhúc nhích mảy may. Không chỉ có là búa, Lạc Vân Thường chỉ cảm giác toàn thân mình đều bị một cổ lực lượng gông cùng xiềng xích, cửu dương chân khí trong người không ngừng quay cuồng, càng ngày càng mạnh, liền chính bản thân nàng đều có loại cảm giác không cách nào khống chế, tựa hồ muốn phá thể mà ra, tránh phá tất cả. Vũ Tiên Sinh ngưng mắt nhìn trên người nàng không ngừng tuôn ra lực lượng, thở dài nói. Thật sự là cửu dương chân khí, lịch sử sẽ tái diễn sao? Trong mắt của hắn xẹt qua một tia sát khí, lần nữa trở nên phức tạp. Lạc Vân Thường khẩn trương, không chỉ có là bởi vì chịu người chế trụ, hơn nữa bởi vì trong cơ thể cổ lực lượng kia không ngừng ngưng tụ chồng chất với nhau, đã lớn đến trình độ nàng không cách nào khống chế nổi. Vũ Tiên Sinh đem sát khí trong mắt dằn xuống, nói. Đem toàn bộ lực lượng của ngươi bạo phát đi ra, lại để cho ta nhìn ngươi mạnh như thế nào a, nữ nhân của Thần Tiêu Cung. Lạc Vân Thường chỉ cảm thấy ở dưới đối phương áp chế, trong cơ thể cổ chân khí đang trào lên này đem tất cả kinh mạch toàn bộ giải khai, căng phồng lên hết sức lợi hại, đại lượng huyết dịch dũng mãnh vào trong óc, tựa hồ có cảm giác dần dần mất đi tri thức. Giờ khắc này, lực lượng cường đại chưa bao giờ có phá thể mà ra, ngưng tụ ở trong tay nàng, dần dần rót thành hào quang, chói mắt giống như là mặt trời. Nàng giơ lên chiến phủ, gông cùng xiềng xích trước kia, cổ lực lượng đó của nàng dĩ nhiên dễ dàng phá vỡ, lại lần nữa chém xuống. Nguyệt Lạc Ô Đề Sương Mãn Thiên. Lạc Nguyệt Thiên Sương. Trong đôi mắt Lạc Vân Thường một mảnh đỏ bừng, cả người khí thế khẽ biến đổi, ở dưới lực lượng tuyệt cường bá đạo kia, chiến phủ tựa hồ cũng khó có thể thừa nhận, dĩ nhiên dần dần tan vỡ xuống. Cả tòa mật thất tu luyện do kim cương nham kiến tạo không ngừng rạn nứt, ầm ầm phá vỡ, vô số đá vụn bay ra ngoài. Ầm ầm. Tuy rằng chiến phủ cũng theo đó nát bấy, nhưng cổ lực lượng kia lại không chút nào giảm đánh xuống. Đánh trúng thân thể Vũ Tiên Sinh, chán phóng ra hào quang cường đại. Sau khi Lý Vân Tiêu trở lại thành Tây, bốn phía nhìn ngó qua, đều là thần sắc cổ quái, còn có vẻ tức giận ghen ghét, làm cho hắn không hiểu ra làm sao, kinh ngạc quay đầu lại hướng thủ hạ hỏi. Ta có đẹp trai như vậy sao? Như thế nào nhiều người đều hâm mộ ghen ghét nhìn chằm chằm vào ta như thế? Hắn buồn rầu lắc đầu, thở dài. Lớn lên đẹp trai chính là dễ dàng gây thù oán a. Đám người Bân Kiệt nhao nhao hừ lạnh không thôi, lộ ra vẻ khinh bỉ, hả ra một phát nhấc cầm lên, cẩn thận gãi đầu, sửa sang lại góc áo. Đột nhiên phía trước một đạo hồng sắc hào quang vọt lên, đúng là tổng bộ đệ bát đội, cổ khí tức mạnh mẽ kia cách xa nhau mấy ngàn dặm cũng truyền tới. Chính dương chi khí. Lý Vân Tiêu trong nội tâm dùng mình, cả kinh nói. Chẳng lẽ là Vân Thường? Ninh Linh Nhi kinh ngạc nói. Phương vị đó chính là tổng bộ đệ bát đội, hẳn là nàng đột phá. Trên mặt Bân Kiệt hiện lên thần sắc không tốt, ngưng trọng nói. Vị tiểu thư kia sao? Nàng chỉ là một gã võ vương mà thôi, vừa rồi khí tức kia, ít nhất cũng là cấp bậc Vũ Tông A. Nội tâm Lý Vân Tiêu cũng dâng lên dự cảm không tốt, cả người trực tiếp hóa thành một đạo quang mang lao ra, trầm giọng quát. Đi mau, có thể là gặp chuyện không may. Bọn người Bân Kiệt cũng không dám khinh thường, nơi đó chính là cung phụng những thuật luyện sư đắc tội không nổi a, nếu như xảy ra vấn đề, hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Hơn 10 đạo quang mang xẹt qua trời cao, hướng phía căn cứ đệ bát đội mau chóng đuổi theo. Tại tổng bộ đệ bát đội, lập tức kinh động đại lượng người, nhao nhao hướng phía hào quang lao dũng mãnh lao tới. Vũ Tiên Sinh ở phía dưới hào quang oanh kích, hai con người vẫn là hiện ra rung động như vậy. Không có mảy may kinh hoàng, thần tình trên mặt thập phần yên lặng. Lực lượng kia không ngừng trùng kích thân thể của hắn, lại không có tạo thành chút thương tổn nào.
chỉ có loại trình độ này thôi sao? Trong ánh mắt Phú tiên sinh dĩ nhiên toát ra một tia trào phúng, kinh ngạc nói. Truyền nhân của Cố Thanh Thanh chỉ có loại trình độ này sao? Hắn thần sắc chịu buông lỏng, thở dài. Xem ra thật sự là ta vô cùng cẩn thận, Lệ đại nhân nói không sai, hết thảy đều đã không cần thiết, bất quá. Hắn bước về phía trước một bước, trong tay hào quang lóe lên, một bình nhỏ bạch ngọc hiển hiện trong tay, mặt trên có khắc mấy yêu tộc ký hiệu, không ngừng lóe ra kim quang. Lạc Vân Thường sau một kích đó chân khí trong cơ thể nhanh chóng tiêu hao xuống, trong mắt khôi phục một mảnh thanh thản. Nàng hoảng sợ nhìn xem Vũ tiên sinh từng bước một đi tiến lên đây, một phát bắt lấy yết hầu của nàng, giãy giụa nói. Ngươi muốn điều gì? Nắp bình nhỏ bắn ra, một cổ mùi máu tươi nhàn nhạt từ bên trong lan tràn ra. Trên mặt Vũ tiên sinh lộ ra vẻ dữ tợn, đem chất lỏng màu đỏ ở bên trong bình nhỏ kia hướng trong miệng Lạc Vân Thường đổ xuống, âm thanh lạnh lùng nói. Thực lực ngươi quá yếu. Ta chỉ là muốn giúp ngươi một tay mà thôi. Ngươi thân là cửu dương thần thể, vốn là chỉ còn đường chết. Nhưng là hiện tại đã không cần thiết, ta muốn ngươi tranh thủ thời gian cường đại lên, sau đó lại đem ngươi dẫm nát dưới chân, đem thần tiêu cung từ bên trong thế giới này triệt để xóa bỏ. Rửa sạch sỉ nhục mấy ngàn năm qua của yêu tộc ta. Mặc cho Lạc Vân Thường phản kháng như thế nào, chất lỏng màu đỏ như máu kia vẫn đơn giản rót vào trong miệng của nàng, theo yết hầu chảy đi xuống. Mát lạnh không ngờ lại thật sự là huyết dịch. Ngươi là ai? Dừng tay. Bốn phía đột nhiên xuất hiện rất nhiều võ giả, tất cả đều là thành viên Thái Điểu Rong binh đoàn, rất nhanh nhìn rõ ràng thế cục, phóng ra huyền khí hướng Vũ tiên sinh đánh tới. Nhưng quỷ dị là khi vào tới khoảng cách khoảng 10 thước, lại bị một cổ vô hình lực lượng ngăn trở, mặc cho bọn hắn công kích như thế nào đều không phá mở được. Đột nhiên một đạo tiếng giống giận dữ từ không trung đi ra. Một đạo kim quang bắn thẳng đến mà xuống, giới thần bia hóa thành ngọn núi, chấn áp xuống. Nếu là ngươi dám tổn thương nàng, ta thề san bằng tinh nguyệt huyễn cảnh cùng ngũ hà sơn. Lý Vân Tiêu liếc mắt đã nhận ra Vũ tiên sinh, khi thấy Lạc Vân Thường bị quản chế về sau, phẫn nộ trùng thiên dâng lên, giới thần bia ném ra, kế đó chính là một kiếm ngang trời chém xuống. Tinh nguyệt huyễn cảnh chính là thánh địa yêu tộc, từ một số thế lực yêu tộc còn sót lại xây dựng lên. Bị một tòa huyễn trận cực lớn che giấu, tuyệt đối cấm nhân loại đặt chân trong đó. Ngũ Hà Sơn càng là nơi yêu tộc bị nhốt, mấy ngàn năm qua không người có thể phá vỡ. Đám người Bân Kiệt cùng Chu Tường còn có Đinh Linh Nhi nhao nhao ra tay, hơn 10 đạo lực lượng cường đại vây công xuống. Vũ tiên sinh đồng tử co rụt lại, đầu tiên chứng kiến giới thần bia, trong ánh mắt tinh mang chớp động. Ầm ầm, giới thần bia cũng tới chỗ khoảng gần 10 thước gặp phải trở ngại. Nhưng không bị chấn trụ mà rơi, đem đạo phòng ngự kia phá vỡ. Vũ tiên sinh hừ lạnh một tiếng, một cổ lực lượng tại trên thân thể phát ra, không gian bốn phía không ngừng vặn vẹo xoay tròn, hơn 10 đạo công kích chi lực kia ở xa hơn 10 thước lại bị thay đổi phương hướng, lấy hắn làm trung tâm xoay tròn. Không gian chung quanh hắn đang không ngừng biến hóa, trừ giới thần bia y nguyên vững vàng dừng lại trên không trung, còn lại lực lượng dĩ nhiên bên trong vặn vẹo chậm rãi biến mất sạch. Hừ. Muốn dùng tinh thần lực đem giới thần bia của ta thôn phệ, muốn chết. Lý Vân Tiêu giận quát một tiếng, đại giới thần quyết trong tay thi triển ra, từng đạo khoa đầu văn màu vàng lâm không mà xuống, bay vào phía trên giới thần bia, lập tức kim quang lưu truyền, đại địa chi lực mở rộng ra, ở trong lĩnh vực tinh thần của Vũ tiên sinh tản ra chấn rơi xuống. Vũ tiên sinh biến sắc, hừ nhẹ một tiếng, đem bình nhỏ đã không còn ném đi, tay phải một quyền chém ra. Lực lượng thân thể cực kỳ bá đạo chấn đến không gian một hồi run rẩy, hướng bên trên giới thần bia đánh đến. Phanh! Ngay khi quyền kình tiếp xúc đến giới thần bia, Vũ tiên sinh lập tức sắc mặt đại biến, tuy rằng hắn biết rõ đây là một kiện siêu phẩm huyền khí, nhưng dù sao Lý Vân Tiêu thực lực có hạn. Mà nhục thân của mình mạnh mẽ ít nhất có thể một quyền đánh bay, ai ngờ khi tiếp xúc, dĩ nhiên cảm thấy có sức nặng vô cùng, giống như ngưng tụ sức nặng đại địa sông núi, thế không thể ngăn cản. Vũ tiên sinh quyền kình ở phía trên giới thần bia vô cùng nặng nề liên tiếp đánh bại, hắn sắc mặt ngưng trọng, bắt lấy Lạc Vân Thường lập tức nhảy ra. Ầm ầm, giới thần bia trực tiếp chấn nhập bên trong đại địa, đập ra vô số khối đá vụn. Một đạo quang mang rơi xuống, Lý Vân Tiêu dẫm vào trên giới thần bia, hai tay niết bí quyết, không ngừng đánh lên thân bia, kim quang tựa hồ cùng chính mình muốn dung làm một thể. Hỏa vân ấn ký trên trán hắn lại lần nữa dần hiện ra. Hỏa chi vực giới mở ra,
Ở dưới vực giới chi lực này, Phượng Hoàng chân hỏa hiển hóa đi ra, hướng phía Vũ Tiên Sinh thiêu đốt tới. Tiểu tử, so với lần trước lại mạnh mẽ hơn một ít a. Vũ Tiên Sinh đồng tử đột nhiên co lại, hắn đã cảm giác được Phượng Hoàng chân hỏa kia đáng sợ ra sao. Lần trước ở trong lòng đất đã lĩnh giáo qua, tựa hồ ngay cả lực lượng thuần túy cũng có thể thiêu hủy. Ánh mắt của hắn trầm xuống, vi kiếm quang đột nhiên nơi tay, một đạo bạch mang phá không chém ra ngoài. Phượng Hoàng chân hỏa kia trực tiếp bị kiếm khí chém thành hai nửa, kiếm quang thế đi không giảm, tựa hồ đem không gian đều bổ ra. Lý Vân Tiêu từ trên giới thần bia bay lên trời, đạo kiếm quang kia trực tiếp chém lên giới thần bia, phát ra thanh âm thanh thúy. Lý Vân Tiêu trên không trung bay thẳng đến Vũ Tiên Sinh vượt qua mà đi, hai tay lấy ra Hoàng Chiêu Trung giơ lên cao cao, một đập mà xuống. Đối phó Vũ Tiên Sinh, ưu thế duy nhất của hắn là bản thân có nhiều cửu giai huyền khí hơn so với đối phương, cho nên muốn đầy đủ lợi dụng. Mà bọn người Bân Kiệt lại là hoàn toàn dựa vào không được. Tuy rằng hắn là cửu tinh đỉnh phong võ hoàng, nhưng là không có lĩnh vực chi lực, không cách nào vận dụng thiên địa quy tắc mà nói, căn bản ngăn không được Vũ Tiên Sinh tinh thần công kích. Nhưng ngay cả như vậy, bọn hắn vẫn là xông lên đuổi đến. Người của Thái Điểu Dòng binh đoàn không cách nào trơ mắt nhìn đồng bạn một mình khổ chiến. Ba văn đi nhanh. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Vũ Tiên Sinh khẽ quát một tiếng, trên người tinh thần lĩnh vực khuếch tán ra, bốn phía phạm vi trăm mét lập tức liền đến. Tất cả mọi người chỉ cảm thấy trước mắt cảnh sắc biến đổi, không chỉ có bốn phía đồng bạn toàn bộ biến mất, hơn nữa chỗ đang đứng, vốn dĩ cũng không phải là Khinh Ca Lâm địa. Lý Vân Tiêu vận chuyển đại diễn thần quyết, đau khổ ngăn cản đối phương tinh thần trùng kích. Thân là tinh thần công kích đệ nhất nhân, giờ phút này hắn chỉ cảm thấy vạn phần biệt khuất. Cho tới bây giờ đều là mình tùy ý trêu đùa người khác, hiện tại ngược lại trở thành đồ ăn nhắm rượu cho người khác. Giờ phút này trên bầu trời ngoại trừ Lý Vân Tiêu ra, những người còn lại ai nấy đều là vẻ mặt kinh hoàng, nhìn phải quay trái, tựa hồ mất đi phương hướng ở trong đó. Ân, Vũ Tiên Sinh ánh mắt lộ ra một tia kinh ngạc, nói. Ngươi tinh thần lực rất mạnh mẽ. Dĩ nhiên có thể ngăn cản được ba văn tật tẩu của ta, tựa hồ rất không có khả năng a. Lý Vân Tiêu chỉ cảm thấy bốn phía lực lượng tinh thần đang không ngừng đè xuống thân thể của hắn, muốn xông vào trong thức hải, có loại cảm giác muốn chống đỡ không nổi, đau đầu muốn nứt ra. Hắn nghe được lời nói của đối phương, trong cơn giận dữ, mắng. Chớ ở trước mặt ta trang bức, xem ta phá ba văn tật tẩu của ngươi. Hắn mạnh mẽ cắn răng một cái. Trong thức hải loại đau đớn này tựa hồ yếu bớt vài phần, trong mắt của hắn hiện lên vẻ điên cuồng, cứng rắn dùng đầu hướng phía Hoàng Chiêu Trung đụng lên. Đang, gờ. Dưới lần va chạm này, đầu đều cơ hồ bị chấn bạo, nhưng tiếng chuông từ trên người hắn chấn động mà qua, lập tức đem lực lượng của ba văn tật tẩu quét sạch, hơn nữa tiếng chuông còn truyền bá trên không trung, toàn bộ võ giả đều ồn ào chấn tỉnh táo lại. Ánh mắt Phú Tiên Sinh trầm xuống, nhìn chằm chằm vào Hoàng Chiêu Trung. Thần sắc biến ảo bất định, nói. Đây cũng là cửu giai huyền khí. Xem ra lai lịch của ngươi thực không nhỏ a. Chỉ có điều tu vị của ngươi có hạn, cho dù có được nhiều hơn nữa cửu giai huyền khí lại có thể thế nào. Có thể làm gì thì ta không biết, nhưng ít ra hiện tại muốn lấy mạng của ngươi. Lý Vân Tiêu đầu đầy máu tươi, giơ cao lên Hoàng Chiêu Trung nhắm phía dưới đập một phát xuống. Đang, gờ. Đạo tiếng chuông thứ hai lần nữa gõ vang lên. Lý Vân Tiêu bản thân bị chấn thổ ra một ngụm máu tươi đến, cả người lập tức uể oải xuống. Lúc này đám người Bân Kiệt cũng nhao nhao ra tay, đồng thời cũng minh bạch đối thủ đáng sợ, mỗi người đều là toàn lực thi triển, lực lượng khủng bố theo Hoàng Chiêu Trung cùng nhau đánh mạnh xuống. Bình tĩnh trên mặt Phú Tiên Sinh rốt cục biến mất đổi thành vẻ mặt ngưng trọng. Tiếng chuông Hoàng Chiêu Trung chấn động trên không trung, ba văn tật tẩu của hắn chịu ảnh hưởng mạnh mẽ. Căn bản không cách nào vây khốn nhiều võ hoàng cường giả như vậy. Mà bản thân hắn cũng chỉ có tu vị võ hoàng, tuy rằng chống lại cường đại vô cùng, nhưng cũng không dám đồng thời chống lại nhiều cường giả như thế. Hắn giơ lên vĩ kiếm quang, mạnh hướng lên mặt đất cắm vào. Mũi kiếm chui vào phía trên mặt đất, một đạo quang mang từ trên thân kiếm phát ra, tựa như nụ hoa chán phóng ra, hình thành một đạo phòng ngự kết giới, đưa hắn cùng Lạc Vân Thường hoàn toàn bao phủ vào trong đó. Ầm ầm. Hoàng Chiêu Trung đầu tiên chấn ở trên kết giới kia, kích phát ra linh áp cường đại, hướng bốn phía tán đi. Ngay sau đó công kích của đám người Bân Kiệt cũng oanh rơi xuống,
các loại hào quang cùng nhau tản ra, chói mắt mọi người. Tuy rằng đem toàn bộ công kích của mọi người đều ngăn cản được. Nhưng Vũ Tiên Sinh cũng là nguyên khí tiêu hao thật lớn, cửu giai huyền khí mặc dù là hắn thi triển ra, cũng là cố hết sức, sắc mặt khẽ biến thành hơi trắng bệch. Lúc này Lạc Vân Thường sau khi bị ép ăn vào huyết dịch kia, cả người tựa hồ lâm vào hôn mê, chỉ là trên người càng ngày càng nóng, một cổ cửu dương chân khí từ trong cơ thể nàng tự phát trùng kích đi lên. Xem ra đã không sai biệt lắm. Vũ Tiên Sinh đem Lạc Vân Thường hướng trên mặt đất quăng ra, liền nói khẽ. Giúp ngươi cũng chỉ có thể giúp được tới đây, có thể tới trình độ nào liền xem tạo hóa của chính ngươi đi. Cửu dương thần thể, chờ mong một khắc ngươi trở nên cường đại này, sau đó trở thành tấm đá kê chân cho yêu tộc ta quật khởi. Hắn nói xong những lời này, lại ngẩng đầu nhìn Lý Vân Tiêu trên không trung một cái, hiện lên một tia sát cơ. Hắn cảm thấy người này đối với yêu tộc bọn hắn có nguy hại, thậm chí còn muốn vượt qua cửu dương thần thể. Nhưng nghĩ lại, sát khí kia âm thầm lặng lẽ rồi biến mất. Hôm nay, liền dừng ở đây a. Vũ Tiên Sinh ném lại những lời này, liền hóa thành một đạo quang mang hướng phía thành nam mà đi. Hừ, Thái Điểu Dòng binh đoàn ta là muốn tới thì tới, muốn đi thì đi sao? Không trung truyền đến thanh âm của Mộc Vô, thân thể Vũ Tiên Sinh trên không trung đột nhiên cứng đờ, tựa hồ bị lực lượng nào đó vây khốn. Trên mặt Vũ Tiên Sinh hiện ra một vòng vẻ mặt ngưng trọng, nói khẽ. Võ tôn sao? Tuy rằng ngưng trọng lại không có bối rối chút nào, hắn trường kiếm trong tay chém ra lập tức một đạo quang mang đem bầu trời chém nứt ra. Cỗ lực lượng gông cùng xiềng xích hắn theo đó biến mất. Trên người hắn tinh thần lực cũng tùy theo tản ra, bốn phía không gian một hồi vặn vẹo. Khó trách dám cản rỡ như vậy, quả nhiên thật sự có tài. Thân ảnh Mộc Vô xuất hiện trên không trung, bước ra một bước, thật giống như xúc địa thành thốn. Thoáng một phát đã tự đi tới trước mặt Vũ Tiên Sinh một quyền oanh xuống dưới. Bốn phía không gian trở nên vặn vẹo kia ở dưới một quyền này nứt toác ra, hóa thành vô số mảnh vỡ phiêu tán, một hắc động khẩu tử hiển hiện ở trên bầu trời. Thân ảnh Vũ Tiên Sinh ở dưới một quyền này cũng từng cái tùy theo nghiền nát. Chỉ bất quá trên mặt hắn vẫn là bình tĩnh như nước, không có nửa phần cảm xúc chấn động. Mộc Vô sững sờ, lập tức sắc mặt đại biến, lộ vẻ tràn ngập nộ khí. Không gian trước người hắn toàn bộ phá vỡ đi ra, theo thân ảnh của Vũ Tiên Sinh cùng nhau bị cuốn vào trong hắc động. Nhưng thân ảnh kia trong lúc nghiền nát, dĩ nhiên hóa thành từng điểm hào quang tiêu tán. Nguyên lai là một đạo ảo ảnh. Vũ Tiên Sinh chân thân sớm đã không biết tung tích. Cái gì, ngay cả Mộc Vô đội trưởng đều bị lừa gạt sao? Đám người Bân Kiệt ai nấy sắc mặt đại kinh, hoảng sợ vô cùng. Lý Vân Tiêu thở dài một tiếng, nói. Tinh thần lực thật cường đại. Người này ngày sau sợ là có thể trùng kích cửu giai đế luyện sư, ta cũng không có chút nào phát giác, dĩ nhiên là huyễn thuật. Ninh Linh Nhi nghe được hoảng sợ thất sắc, cửu giai thuật luyện sư, đó là tồn tại trí cao vô thượng bực nào. Hơn nữa Lý Vân Tiêu nói như vậy, cái đó phỏng chừng không có sai. Nàng tiến lên dắt díu lấy Lý Vân Tiêu, nhìn xem cái đầu đầy máu tươi của hắn, trên đầu tựa hồ nổ bung không ít, lo lắng nói. Vân Thiếu, ngươi không sao chớ? Lý Vân Tiêu lắc đầu, từ không trung rơi xuống, bắt đầu xem xét Lạc Vân Thường. Xa xa Mộc Vô trên không trung lẳng lặng đợi một hồi, đột nhiên thành một đạo cực quang, mau lẹ vô cùng hướng phía thành nam mà đi, tựa hồ trong nội tâm cực độ không cam lòng. Đám người Bân Kiệt hai mặt nhìn nhau, không biết nên làm như thế nào cho phải. Lý Vân Tiêu thò tay bắt lấy cánh tay Lạc Vân Thường, lập tức một cổ đạo lực lượng cực kỳ bá đạo đem tay hắn chấn mở ra. Hắn đưa hai tay xem xét, đã là trái đen một mảnh. Ninh Linh Nhi sợ hãi nói. Chuyện gì xảy ra? Trên mặt Lý Vân Tiêu cũng là ngưng trọng chưa bao giờ có, nói. Vừa rồi Vũ Tiên Sinh cho nàng nuốt vào thứ đó, tựa hồ kích phát cửu dương thần thể của nàng. Hiện tại cả thân thể của nàng đã giống như một đan điền, kinh khí cường đại ở trong đó vận chuyển. Nếu là ta không có suy đoán sai, đây chính là cửu dương chân khí chân chính. Quả nhiên thật bá đạo cường đại. Tuy rằng Lạc Vân Thường vẫn luôn là dùng cửu dương chân khí, nhưng đây bất quá là dùng cửu dương chân pháp đến vận chuyển nguyên khí mà thôi. Giờ phút này trong cơ thể nàng trào lên, mới chính là nhiều năm như vậy tích lũy xuống, rốt cục thành hình cửu dương chân khí. Ninh Linh Nhi sầu lo nói. Vân Thường tỷ tỷ dù sao chỉ có tu vị võ vương, khí tức này cường đại để cho ta đều cảm thấy một hồi tim đập nhanh.
Vân Thường tỷ tỷ không có việc gì chứ? Lý Vân Tiêu lắc đầu nói. Không biết, ta phải đem nàng đưa đến bên trong giới thần bia. Nếu là ở đây xảy ra vấn đề ảm nói, ta căn bản không áp chế nổi. Ninh Linh nhìn minh bạch ý tứ của hắn ở bên trong giới thần bia, Lý Vân Tiêu chính là nhất phương thần linh không có gì không làm được. Nàng đem Lạc Vân Thường ôm lấy, đi theo sau lưng Lý Vân Tiêu, đi vào ở trong một gian mật thất. Dù sao bí mật giới thần bia không thể để cho mọi người biết rõ được. Đợi Lý Vân Tiêu cùng Lạc Vân Thường tiến vào trong giới thần bia, sau đó nàng liền ở ngoài cửa bắt đầu hộp pháp cho hắn. Đồng thời lấy ra một khối ngọc bài đưa tin màu vàng giá trị cực cao, sau khi lo lắng một chút, liền đem một đạo thần niệm khắc sâu vào trong đó, kế đến bóp nát trong tay. Ở trong nháy mắt ngọc bài vỡ vụn, tựa hồ hiện ra một mảnh đen kịt, thần niệm bị xa xa chuyện đưa ra ngoài. Lý Vân Tiêu sau khi tiến vào giới thần bia, liền đem Lạc Vân Thường đặt ở dưới đáy phương thốn sơn, lúc trước Mộng Vũ đã nằm ở trong cái đại trận kia. Còn hắn thì đưa tay khẽ vẫy một cái, liền đem Cố Nguyệt Sinh cùng Tư Đồ Hoành đều đưa tới, lạnh lùng nhìn hai người hắn nói. Khô Lâu Dòng binh đoàn Vũ Tiên Sinh kia đến cùng là thân phận gì? Cố Nguyệt Sinh cùng Tư Đồ Hoành ở trong giới thần bia tu luyện hồi lâu, thương thế trên người đã sớm khôi phục, hai người nhìn xem Lý Vân Tiêu đầu đầy huyết quang, đều bị cả kinh. Đồng tử Cố Nguyệt Sinh hơi co lại, giật mình nói. Ngươi gặp được Vũ Tiên Sinh, tổn thương trên người của ngươi hẳn là do hắn làm ra. Hắn mãnh liệt sợ hãi nói. Không có khả năng, tuyệt đối không thể nào. Nếu đã gặp phải hắn, trừ phi ngươi trốn vào không gian thần bí này, nếu không không có khả năng giữ được tánh mạng. Cố Nguyệt Sinh đột nhiên sững sờ, tựa hồ nghĩ đến cái gì, cười ha hả nói. Ha ha, sẽ không bị ta nói chúng. Ngươi thật sự là trốn vào để chạy trối chết à? Vũ Tiên Sinh đang ở bên ngoài. Trên mặt Tư Đồ Hoành hiện lên vẻ đại hỉ, kêu lên. Tiểu tử, tranh thủ thời gian thả chúng ta, có lẽ còn có thể lưu lại một cái mạng nhỏ. Có hai người chúng ta ở trước mặt Vũ Tiên Sinh thay ngươi cầu tình, khẳng định có thể bảo vệ ngươi một mạng. Lý Vân Tiêu tóc tai bù xù, trên mặt tất cả đều là máu tươi, nhưng trong mắt lại lóe ra tinh mang. Hơn nữa lộ ra thần sắc giống như nhìn thấy kẻ ngu ngốc, cười lạnh nói. Tại đây là địa phương nào, các ngươi là suy đoán rõ ràng còn giả bộ hồ đồ. Các ngươi cảm thấy ta có thể nào thả các ngươi rời đi sao? Còn có, các ngươi thực cảm giác mình có trọng lượng như vậy, ở trước mặt Vũ Tiên Sinh có thể nói được mấy lời. Cố Nguyệt Sinh cùng Tư Đồ Hoành đều là sắc mặt đại biến, cơ hồ không có chút huyết sắc nào. Tư Đồ Hoành cả kinh nói. Chẳng lẽ là thực, cái này, điều này sao có thể? Cố Nguyệt Sinh toàn thân sợ hãi, thất thanh nói. Cái này, đây thật sự là bên trong Nặc Á Chi Chu. Ngươi đến cùng là người nào, siêu phẩm huyền khí này dĩ nhiên rơi vào tay của ngươi. Hai người sau khi tiến vào không lâu, đã bắt đầu thăm dò cái thế giới không gian này, càng ngày càng cảm thấy không đúng. Nhưng là suy đoán kia quá mức làm cho người ta sợ hãi, một mực không thể tin được. Hiện tại bị Lý Vân Tiêu chứng minh là đúng, khiếp sợ tột đỉnh. Lý Vân Tiêu nói, những chuyện này các ngươi đều không cần quản, đem hết thảy những gì các ngươi biết rõ đều nói ra đi. Trước khi ta tiến giai vũ đế, các ngươi là đừng hòng được đi ra ngoài. Cũng không cần lo lắng người bên ngoài tiến đến báo thù các ngươi, tại đây tu luyện tài nguyên tuyệt không thiếu thốn chút nào so với bên ngoài. Nếu là các ngươi có thể tu luyện tới vũ đế đỉnh phong, cũng có thể đánh vỡ thiên địa quy tắc ở nơi này. Trực tiếp phá toái hư không đi ra ngoài. Tiếp đó hắn ánh mắt lạnh lẽo, lạnh giọng nói. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là các ngươi có thể sống đến lúc đó. Nếu để cho ta không hài lòng mà nói, bất cứ lúc nào đều có thể lấy đi tính mạng của các ngươi a. Hắn giơ tay lên chỉ về phía trước nhẹ nhàng một cái, bốn phía quy tắc chi lực đột nhiên đè xuống, hai người Tư Đồ Hoành cùng Cố Nguyệt Sinh chỉ cảm giác thân thể mình hung hăng bị ném bay ra ngoài. Không gian bốn phía không ngừng biến hóa. Cũng không biết bay ra bao xa, cuối cùng ầm ầm một tiếng, đánh vào trong lòng núi cứng rắn, toàn thân xương cốt muốn vỡ ra. Cố Nguyệt Sinh mở mắt ra, phát hiện sớm đã không phải sơn động lúc trước, mà Tư Đồ Hoành cũng không thấy bóng dáng. Chỉ có một mình hắn lẻ loi trơ trọi khảm nạm ở trong thạch bích, trong cơ thể chấn ra nội thương. Bên tai truyền đến thanh âm của Lý Vân Tiêu, nói. Hiện tại bắt đầu nói đi, nếu là hai người các ngươi có chỗ nào mâu thuẫn lẫn nhau. Ta sẽ đem bọn ngươi kéo vào tinh thần thế giới, cắt thành từng mảnh thịt. Mỗi một đao đều muốn cắt lên một vạn năm.
Cố Nguyệt Sinh trên mặt huyết sắc lập tức đều không còn, hắn thân là bí pháp thuật luyện sư, tự nhiên biết rõ tinh thần không gian đáng sợ ra sao. Ở trong tinh thần không gian, hết thảy tồn tại đều lấy ý chí của đối phương làm chủ, dưới một đao tới, cho ngươi cảm thụ đau đớn một vạn năm cắt xé, cũng là sự tình dễ dàng. Ngươi ở bên trong thừa nhận thống khổ hàng vạn năm, mà ở trong thiên vũ giới có lẽ chỉ là trong nháy mắt. Lại liên tưởng đến vừa rồi Lý Vân Tiêu tiện tay triệu hoán bọn hắn, một ngón tay biến hóa thời không thần thông, rốt cuộc vững tin không thể nghi ngờ, nơi này chính là Nặc Á Chi Chu trong truyền thuyết. Kiện tuyệt đại huyền khí kia có thể dung nạp tánh mạng, tự thành thế giới. Hắn rốt cuộc không sinh ra ý niệm phản kháng trong đầu, chán nản nói. Tình huống cụ thể của Vũ Tiên Sinh ta cũng không biết, chỉ biết hắn là bằng hữu sư phụ của ta. Thân ảnh Lý Vân Tiêu phù hiện ở trước mặt hắn, cau mày nói. Cái tên được xưng phong luyện sư kiệt kia, hắn không phải đã chết từ rất nhiều năm trước rồi sao? Cố Nguyệt Sinh lộ ra vẻ khiếp sợ, cười khổ nói. Nguyên lai người ngay cả sư phụ ta cũng biết. Không tệ, không tệ, đúng là tên điên thuật luyện sư mà tất cả mọi người cho rằng đã chết. Bởi vì hắn nghiên cứu lĩnh vực quá mức tàn nhẫn, cho nên nhiều lần bị hóa thần hải hạ lệnh cấm. Nhưng sư phụ ta là người nào, há có thể nghe theo những mệnh lệnh nhàm chán kia. Ngược lại nghiên cứu càng ngày càng sâu, cuối cùng lọt vào hóa thần hải giết chóc, vận khí may mắn nhặt về một cái mạng. Những năm này một mực đều dốc lòng tiếp tục nghiên cứu. Lý Vân Tiêu cười lạnh nói. Tên điên kiệt thật là quái tài. Lúc trước ta cũng đã gặp mấy lần. Người này cuồng vọng không bị trói buộc, tự cho là đúng. Không biết đem tinh lực tốn hao ở trên việc tu luyện của mình, cả ngày làm ra mất thứ đổ vật bằng môn tả đạo, không thể tưởng được hiện tại còn không biết hối cải. Hắn khẽ chau mày, lại nói. Bất quá hóa thần hải cũng xác thực có chút cổ hủ. Cố Nguyệt Sinh sắc mặt đại kinh, sợ hãi nói. Ngươi nói cái gì? Ngươi từng gặp sư phụ ta? Làm sao có thể? Sư phụ ta đã thoát đi hóa thần hải từ hơn 30 năm trước. Ngươi bất quá là không đến 20 tuổi, đừng vội nói bậy. Lý Vân Tiêu lạnh lùng nhìn xem hắn, nói. Những chuyện này đều không có liên quan tới ngươi, hiện tại nói chuyện Vũ Tiên Sinh a. Hắn là người nào, lại vì sao quen biết với sư phụ ngươi, như thế nào lại ở trong Khô Lâu Dòng binh đoàn? Cố Nguyệt Sinh chỉ cảm thấy người trước mắt này thật sự thần bí vượt qua phạm vi lý giải của hắn, niên kỷ không đến 20 tuổi, đã có tu vi như vậy, càng là có được Nặc Á Chi Chu, phóng nhãn cả thiên vũ đại lục, sợ cũng tìm không ra người thứ hai. Trong nội tâm phát lên một loại cảm giác vô lực, khổ sở nói. Vũ Tiên Sinh là yêu tộc đại tế tự. Cái gì? Đồng tử Lý Vân Tiêu đột nhiên co lại, sợ hãi nói. Làm sao có thể? Yêu tộc đại tế tự không phải vài ngàn năm trước đã bị Cố Thanh Thanh trấn áp ở trong Ngũ Hà Sơn sao? Hơn nữa đại tế tự truyền thừa, phải là nhất mạch tương truyền, cha truyền con nối, không có tiền nhân truyền công, căn bản không có khả năng trở thành yêu tộc đại tế tự. Cố Nguyệt Sinh lộ ra thần sắc ngạc nhiên, nói. Ngươi biết nhiều như vậy, những chuyện này ta cũng không rõ ràng lắm, chỉ là nghe sư phụ nói qua như thế, đến cho bọn hắn là tại sao biết. Là Vũ Tiên Sinh tự mình tìm tới tận cửa. Hắn đột nhiên cười nói. Bởi vì cái gọi là ngưu tầm ngưu mã tầm mã, hai người bọn họ đều là đại biến thái A. Lý Vân Tiêu gật đầu nói. Như thế, sư phụ ngươi chuyên môn thu thập khí quan, mà tên Vũ Tiên Sinh kia chuyên môn thu thập huyết dịch, thật là hai tên biến thái, rất xứng một đôi. Bọn hắn cùng một chỗ, đoán chừng cũng là làm ra những nghiên cứu biến thái kia. Cố Nguyệt Sinh cười nói. Đúng vậy, hai người nghiên cứu thảo luận lẫn nhau hơn nửa năm, làm vô số thí nghiệm, tựa hồ cũng thu hoạch thật lớn. Nói ra lời này, sắc mặt hắn có chút trắng bệch, tựa hồ bắt đầu có chút dữ tợn. Lý Vân Tiêu lộ ra ánh mắt thương cảm, âm thanh lạnh lùng nói. Chắc hẳn, ngươi cũng là vật thí nghiệm trong vòng nửa năm này a. Cố Nguyệt Sinh sắc mặt đại biến, kịch liệt run rẩy lên, một tròng mắt tăng vọt khai mở càng lồi càng lớn, từng đạo gân xanh che kín cái trán. Cả thái cổ thiên mục chiếm lấy nửa bên mặt lộ ra hung quang. Hắn giữ tợn quát lên. Ngươi biết cái rắm, ta là tự nguyện trở thành vật thí nghiệm. Có được thái cổ thiên mục này, có thể tu luyện đồng thuật của cổ phi dương, thì có hy vọng trở thành đại thuật luyện sư. Trong cái thái cổ thiên mục kia đồng tử quỷ dị bỗng nhiên co rụt lại, một cổ tinh thần lực vô cùng bá đạo đột nhiên bắn ra đến, hướng trong đầu Lý Vân Tiêu phóng đi. Lý Vân Tiêu sắc mặt bình tĩnh vô cùng.
một cái đồng tử lập tức hóa thành huyết sắc loan nguyệt, ở xung quanh huyết sắc dĩ nhiên hiện ra từng dãy khoa đầu văn tự, hướng phía hốc mắt lan tràn ra, đúng là kinh văn đại diễn thần quyết. Bốn phía không gian một chuyến, Cố Nguyệt Sinh tinh thần công kích lập tức biến mất vô tung vô ảnh. Ngươi, Cổ Phi Dương đồng thuật nguyệt khuyết. Hắn hoảng sợ kêu to lên, trong mắt hoàn toàn là vẻ không thể tin được, điên cuồng quát. Ngươi như thế nào cũng biết đồng thuật của Cổ Phi Dương. Ngươi đến cùng là người nào? Đồng thuật này khắp thiên hạ có lẽ chỉ có một mình ta biết mới đúng. Ngươi không có Thái Cổ Thiên Mục làm sao có thể thi triển đi ra? Lý Vân Tiêu lạnh lùng nhìn hắn, thì thào lẩm bẩm. Cái Thái Cổ Thiên Mục này xác thực có ý tứ, có lẽ ta có thể từ đó tìm ra một đường cơ hội, luôn cố gắng cho giỏi hơn. Đợi sau khi trở lại Cửu Giai xem ra cần thiết phải đi tìm Phong Tử Kiệt kia nghiên cứu một chút. Hắn sau khi nói xong, cả người đã biến mất không thấy gì nữa. Cố Nguyệt Sinh hoàn toàn ngốc trệ ở đó, lời nói vừa rồi của Lý Vân Tiêu một chữ không lọt truyền vào trong tai hắn. Thái Cổ Thiên Mục kia vừa rồi sau một kích đã lui về trong đại não. Hai con người bình thường của hắn cũng lồi ra như là lục lạc chuông. Ngoại trừ sắc mặt trắng bệch ra, mồ hôi lạnh càng là chảy ròng ròng mà xuống, đầu óc cơ hồ có chút chỗ trống, trong miệng một mảnh khô khốc tái diễn câu nói kia. Đợi trở lại Cửu Giai sau đó. Lý Vân Tiêu tại chỗ Từ Đồ Hoành cũng đạt được một bộ phận tin tức, tập hợp lại với nhau mới đối với Vũ Tiên Sinh có hiểu biết nhất định, nhưng vẫn là rất mơ hồ. Vũ Tiên Sinh tại mấy năm trước đột nhiên xuất hiện tại Khô Lâu Dòng binh đoàn, Trầm Phong tựa hồ đối với hắn thập phần tín nhiệm, hơn nữa tôn kính có thừa. Tất cả mọi người không thăm dò được rõ ràng chi tiết của kẻ này. Chỉ là cảm thấy một cổ khí chất cường đại chấn nhân tâm phách, tăng thêm Trầm Phong dặn dò, ai cũng không dám cải lại mệnh lệnh của hắn. Hơn nữa hắn tồn tại cũng chỉ có một ít đội trưởng trong Dòng binh đoàn mới biết được, là một bí mật lớn của Dòng binh đoàn. Cửu Hận Cửu Dương thần thể, Đại Tế Tự, Khô Lâu Dòng binh đoàn, hẳn là Ngũ Hà Sơn xảy ra vấn đề, có yêu tộc có thể đi ra. Lý Vân Tiêu bị phỏng đoán của chính mình làm cho giật mình, nhìn trước mắt Lạc Vân Thường hôn mê bất tỉnh, ngừng âm thanh lẩm bẩm. Nếu thật sự là như thế, vậy phiền toái lớn kia sẽ tới. Chỉ là hắn rõ ràng có thể giết chết Vân Thường, cuối cùng vì sao phải phóng nàng? Hắn rốt cuộc đã cho Vân Thường ăn vào cái gì? Trong cơ thể Vân Thường trào lên khí tức càng ngày càng mạnh, đã vượt qua Vũ Tông cường giả bình thường. Hắn lo lắng đem thần thức hướng trên người Lạc Vân Thường tìm kiếm, chỉ cảm nhận được chính dương chi khí mãnh liệt phát ra, trên người nổi lên ánh sáng màu đỏ càng ngày càng mạnh, đây chính là thần thể dị tượng. Quá trình này cực giống thần thể từng bước thức tỉnh. Giúp ngươi cũng chỉ có thể giúp đến mức này, có thể đạt tới trình độ nào liền phải xem tạo hóa của bản thân ngươi. Cửu Dương thần thể, chờ mong một khắc ngươi trở nên cường đại, sau đó trở thành đá kê chân cho yêu tộc ta quật khởi. Lý Vân Tiêu hồi tưởng lại Vũ Tiên Sinh trước khi đi nói câu kia, hoài nghi nói. Chẳng lẽ Vũ Tiên Sinh thật sự là đang giúp Vân Thường? Điều này sao có thể? Mấy ngày hôm trước còn vô cùng lo lắng muốn giết Cửu Dương thần thể, hiện tại ngược lại muốn đem Vân Thường bồi dưỡng, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ cùng mấy đại yêu trong địa động kia có quan hệ? Vài tên đại yêu kia có trời mới biết đã ở trong địa động bao lâu, sự tình trọng đại như thế thiếu hoang tại sao không có báo cáo cho Lam Tuyết Thánh Vực? Lý Vân Tiêu chỉ cảm thấy sự tình càng ngày càng phức tạp, hắn thì thào lẩm bẩm nói. Nếu như Ngũ Hà Sơn thực gặp chuyện không may mà nói, vậy cổ võ đế quốc kia, Như Vân. Tam đệ tử của hắn quân Như Vân đúng là cổ võ đế quốc phò mã. Mà sứ mạng của cổ võ đế quốc chính là trấn thủ Ngũ Hà Sơn. Suy nghĩ loạn thất bát tao một trận, cũng không có bất kỳ đầu mối nào, hắn rốt cục buông tha bỏ qua một bên tâm tư, ở bên cạnh Lạc Vân Thường bắt đầu hộ pháp. Ở bên trong giới thần bia này, cho dù có tình huống gì đột nhiên phát sinh, hắn cũng có lòng tin trấn trụ. Dị tượng trên người Lạc Vân Thường càng ngày càng mạnh, cả trong sơn động đều là ánh sáng màu đỏ lập lòe, Lý Vân Tiêu đặt mình trong đó, dĩ nhiên cảm thấy vô cùng khoan khoái dễ chịu, lực lượng trong cơ thể mình đang không ngừng gia tăng. Hắn mạnh mẽ nhớ tới Mộng Bạch đến, thiên địa độc thân kia cũng là một loại thần thể, có thể trực tiếp hóa thành năng lượng bị tạo hóa nhất khí quyết của hắn hấp thu. Không thể tưởng được Cửu Dương dị tượng này tựa hồ cũng không sai biệt lắm. Hắn cẩn thận từng ly từng tí hấp thu lại. Tựa hồ so với Mộng Bạch thể độc còn muốn lợi hại hơn. Ân. Đột nhiên một đạo âm thanh kiều diễm rất nhỏ từ trong miệng Lạc Vân Thường truyền ra. Lý Vân Tiêu cả kinh,
vội vã bước lên phía trước thăm dò, chỉ thấy chính dương chi khí cường đại dũng mãnh tiến ra, buộc hắn không cách nào tới gần. Mà Lạc Vân Thường toàn thân đỏ bừng, giống như muốn bốc cháy lên, lộ ra bộ dáng hết sức thống khổ. Chẳng lẽ cùng Mộng Bạch giống nhau, bị thần thể cắn trả? Lý Vân Tiêu lập tức đoán được tình huống, hiện tại thân thể Lạc Vân Thường căn bản không thừa nhận nổi cửu dương chân khí cường đại như thế, cả giận nói. Vũ đến cùng đã cho nàng phục dụng cái gì? Hắn nhanh chóng vận chuyển tạo hóa nhất khí quyết, đem đại lượng cửu dương chân khí hút vào trong cơ thể, chuyển hóa làm chân khí của mình, tu vị không ngừng mà tăng lên. Nhưng sắc mặt lại càng ngày càng khó coi, cho dù lấy tốc độ hấp thu của hắn, xa xa không sánh bằng tốc độ phóng thích trên người Lạc Vân Thường. Nếu là Vân Thường gặp chuyện không may mà nói, ta nhất định đem yêu tộc bọn ngươi triệt để xóa bỏ trên thiên vũ giới. Lý Vân Tiêu sắc mặt phảng phất như hàn băng vạn năm, sát khí trên người phóng lên trời. Hắn vốn cũng không phải là người lương thiện gì, đám người xưng bá một phương, quát tháo thiên địa sự tồn tại, trong tay ai chả từng giết qua không ít người. Xông quan giận dữ, giết hết một phương, sự tình như vậy mỗi ngày đều có thể phát sinh. Thời gian từng chút một qua đi, Lý Vân Tiêu ở dưới hút vào đại lượng cửu dương chân khí, dĩ nhiên trực tiếp tấn chức nhất tinh, bước vào bát tinh võ vương cảnh giới. Nhưng Lạc Vân Thường lại hôn mê lợi hại, quanh thân trong vòng 10 thước cũng đã không cách nào tới gần. Lý Vân Tiêu sắc mặt âm trầm muốn chảy ra nước, hai đấm nắm chặt run rẩy lên. Lại một lần nữa phát sinh loại chuyện này, người bên cạnh mình lại vô lực bảo hộ, trơ mắt nhìn xem từng người lâm vào nguy hiểm mà bất lực. Mộng Vũ tỷ đệ như thế, Lạc Vân Thường cũng như thế. Đây hết thảy đều là vì thực lực của chính mình quá yếu a. Cho dù có được tuyệt thế huyền khí như giới thần bia, vậy mà cũng không bảo vệ được người bên cạnh mình. Hai mắt hắn một mảnh đỏ bừng, sát khí cách người mình dần dần ngưng kết, hình thành khí tức màu tím đen, tựa như gió xoáy ở quanh thân của hắn xoay tròn, đem cửu dương chân khí kia cách ly ra, như là sát thần đến thế gian. Lý Vân Tiêu đột nhiên sững sờ, có chút giơ tay lên, sát khí màu tím đen kia điểm một cái về phía trước, lập tức đem cửu dương chân khí phá vỡ một đường khe hở nhỏ. Nhưng rất nhanh lại khép kín lên. Hắn ngưng tụ sát khí tuy rằng không bằng Vũ Tiên Sinh triệt để hình thành thực chất như vậy, biến ảo thành cánh tay sát thần, nhưng cũng là Ramayana trong truyền thuyết. Đúng, cửu dương chân khí này tuy rằng là một loại lực lượng vô thượng, nhưng chung quy chỉ là một loại lực lượng thuộc tính mà thôi. Tự như là Mộng Bạch thể độc sát khí ngưng tụ Ramayana, còn có đế giả hắc ma khí đồng dạng, đều là xa xa mạnh hơn nguyên khí bình thường tồn tại, thật giống như biến dị tất cả đại nguyên tố. Lý Vân Tiêu thì thào tự nói, nếu ta đã minh nguyệt thần thể có thể tinh lọc Ramayana, như vậy những lực lượng biến dị này cũng có thể cùng nhau tinh lọc mới đúng. Trong ánh mắt của hắn hiện lên sợ hãi lẫn vui mừng, vội vàng vận chuyển thần thể chi lực, ở trên khiếu huyệt quanh thân bắt đầu hiện ra một bạch sắc quang đoàn, có lớn có nhỏ, như là Đông Hải Dạ Minh Châu, bắt đầu không ngừng tản mát ra hào quang, liên tiếp với nhau. Một đạo bạch quang phá thể mà ra. Ngay sau đó đạo thứ hai, đạo thứ ba, mỗi một đạo đều hoành quán trường không, ở trên không hắn nối liền, chiếu rọi ra một mảnh không gian tinh khiết không ngừng mở rộng ra. Đúng là minh nguyệt chi thân thần thể dị tượng nhị thập tứ kiều minh nguyệt dạ. Quả nhiên dị tượng thần thể của hắn vừa ra, cửu dương chân khí kia ở dưới bạch sắc quang mang này chiếu rọi, dần dần tản mát ra, chuyển hóa làm lực lượng tinh khiết nhất, hướng bốn phía khuếch tán mà đi. Một kết quả này lại để cho Lý Vân Tiêu vui mừng quá đỗi đồng thời cũng là hoảng sợ tột đỉnh. Thân thể này của hắn chính là hậu thiên truyền thừa mà đến, vốn là so với Lạc Vân Thường, Mộng Bạch đám người trời sinh thần thể này vẫn kém hơn rất nhiều. Nhưng loại thần thể dị tượng này lại có thể tinh lọc toàn bộ lực lượng biến dị, quả thực chính là khắc tinh tất cả thần thể A. Minh Nguyệt thần thể truyền thừa này đến tột cùng là người nào sáng tạo ra đến? Trên lịch sử đại lục từng có nhân vật kinh tài tuyệt diễm như thế ghi lại a. Luyện thể thuật xuất hiện trên đại lục cũng là tại thời đại đủ loại thần thể trời sinh phát huy ra uy lực cực lớn. Đám võ giả hậu thiên kia vì có thể đạt tới cảnh giới tương đồng, lúc này mới không ngừng khai thác ra các loại công pháp thể thuật công pháp, thông qua đối với thân thể đủ loại tu luyện, hy vọng có thể đạt tới hiệu quả đồng dạng với thần thể. Trong đó một số người nổi bật thật là làm được, thậm chí tu luyện tới siêu việt thần thể tồn tại. Do đó khai sáng ra võ đạo hoàn toàn mới. Phách thiên luyện thể quyết là được tụ tập những thể thuật với đại thành này tồn tại, tu luyện tới cảnh giới đỉnh phong bất diệt kim thân, đủ để quyền phá hư không, chân toái đại địa,
đem thiên địa quy tắc hoàn toàn dung nhập ở trong thân thể, áp chế bất cứ loại thần thể nào. Minh Nguyệt thần thể này truyền thừa cũng hẳn là kết quả của thời đại đó, chỉ là bởi vì người có thể đạt được truyền thừa thật sự quá ít, lúc này mới bao phủ ở trong lịch sử. Lý Vân Tiêu thì thào phân tích, nói. Nhị thập tứ kiều Minh Nguyệt dạ này chỉ là phát đến tác dụng tinh lọc dị lực, so với bất diệt kim thân vẫn là chênh lệch thật xa. Bất diệt kim thân đó là dung nhập thiên địa quy tắc, áp chế hết thảy lực lượng tồn tại a. Đột nhiên hắn lại cảm giác mình quá mức tham lam, một điểm trả giá đều không có, vô duyên vô cớ đạt được chỗ tốt như vậy còn không biết điểm dừng. Nhưng nghĩ lại một lần, đây chính là 2 tỷ trung phẩm nguyên thạch đánh bạc được, cũng không thể xem như là hoàn toàn không có trả giá a. Thu liếm các loại tâm thần, bắt đầu tiếp tục tinh lọc cửu dương chân khí, bạch sắc quang mang bao phủ ở trên thân thể Lạc Vân Thường, biểu lộ thống khổ kia của nàng mới dần dần cởi bỏ, hóa thành một mảnh an tường. Cửu dương chân khí kia tuy rằng bị tinh lọc, nhưng lực lượng thuần túy vẫn là tồn tại, hơn nữa chảy ra không ngừng, dĩ nhiên cùng với minh nguyệt chi quang kia dần dần dung hợp được. Trong cả sơn động hào quang biến thành màu đỏ nhạt, tại quanh thân hai người mờ mịt mà lên. Biến hóa như thế làm cho Lý Vân Tiêu cũng thập phần kinh ngạc, không có suy nghĩ gì được. Tuy rằng hắn là tuyệt thế vũ đế, sự tình trên đời hắn không biết xác thực không nhiều lắm. Nhưng thần thể dù sao cũng là trong vạn không tồn tại được một, chưa có tiếp xúc qua cũng đã rất ít có lý giải. Giờ phút này cũng không biết phát sinh biến hóa gì, chỉ là cảm thấy hai chủng lực lượng này dung hợp với nhau, tựa hồ ảnh hưởng đến biến hóa thân thể của mình, lực lượng đang không ngừng tăng cường. Chỉ cần Vân Thường không có việc gì là tốt. Hắn bình yên ngồi xuống, bắt đầu ở bên trong loại lực lượng này tu luyện, nguyên khí trong cơ thể lưu chuyển so với lúc trước chỉ hấp thu cửu dương chân khí còn muốn nhanh mạnh hơn. Cũng không biết qua bao lâu, Lạc Vân Thường rốt cục dần dần chuyển tỉnh lại, nàng kinh ngạc liếc mắt nhìn bốn phía, lập tức nhớ tới là chuyện gì xảy ra, nhìn thấy Lý Vân Tiêu trước mắt tựa hồ tiến vào một loại trạng thái thần kỳ, mà thân thể của mình cũng có được cảm giác kỳ dị. Nàng nội thị tu vị một phen, lập tức đã giật mình, thiếu chút nữa nhìn không được hét ầm lên. Loại cảm giác toàn thân tràn ngập lực lượng này, dưới nhất cử nhất động đều giống như có lực lượng cực lớn trong người bắt đầu khởi động lao nhanh. Cổ lực lượng này, nàng rốt cục vững tin mình đã bước vào lục hợp vũ tông chi cảnh không thể nghi ngờ. Người nọ đến cùng cho ta ăn là cái gì? Hình như là huyết dịch nào đó, dĩ nhiên khiến cho ta vượt qua tu vi lớn như thế, hắn đến cùng muốn làm gì? Lạc Vân Thường vạn phần khó hiểu, nàng liếc mắt nhìn Lý Vân Tiêu vẫn đang nhập định như cũ, trong lòng dâng lên một hồi cảm giác ngọt ngào. Giờ này khắc này, ở dưới loại không khí kỳ dị này, cả thiên địa thế giới này cũng chỉ còn lại có hai người bọn họ, ngồi tương đối lẫn nhau như vậy, cũng chỉ còn lại có là lần đầu tiên nhìn đối phương khoảng cách gần như vậy, thưởng thức mỗi một góc cạnh trên mặt hắn, thậm chí có chút si ngốc. Cổ Phi Dương đại nhân. Lạc Vân Thường nhẹ nhàng hô hào trong nội tâm. Nàng nguyện ý vĩnh viễn lẳng lặng ngồi xuống như vậy, vĩnh viễn trở thành một con chim nhỏ nép vào bên cạnh hắn, lại để cho thời gian ngừng lại tại thời khắc này a. Đột nhiên, Lý Vân Tiêu dương đôi mắt, một đạo thần mang như vụ như điện, ở dưới hào khí yên lặng này hiện lên, dọa cho Lạc Vân Thường nhảy dựng, từ trong hào khí tương tư này giật mình tỉnh táo lại, trên mặt xấu hổ một mảnh đỏ bừng. Lý Vân Tiêu mỉm cười, nói, ngươi không có việc gì chứ? Lạc Vân Thường không dám nhìn ánh mắt của hắn, cúi đầu nhẹ nhàng gật vài cái, nhỏ giọng ân một tiếng. Lý Vân Tiêu nhìn biểu lộ của nàng, há lại không biết tâm tư của nàng, cười khổ nói. Bây giờ không phải là thời điểm nghĩ ngợi lung tung, nín thở tập trung tư tưởng suy nghĩ, đem thần thể chi lực phóng thích ra. Hiện tại Minh Nguyệt thần thể của ta cùng cửu dương thần thể của ngươi tựa hồ sinh ra biến hóa kỳ lạ nào đó, ngươi không có phát giác được giờ phút này bốn phía lực lượng cực kỳ quái dị sao? Lạc Vân Thường lúc này mới đem thần thức buông ra, rất nhanh cảm nhận được cổ lực lượng kỳ dị này đến, thân thể của mình ở dưới loại lực lượng này không chỉ có hết sức thoải mái, hơn nữa được ích lợi vô cùng. Lý Vân Tiêu kinh ngạc nói. Ngươi đều không có phát giác được. Trên mặt Lạc Vân Thường càng trở nên hồng đậm hơn, cúi đầu, trong mắt tất cả đều là vẻ u oán, nội tâm thầm nói còn không phải đều là vì nhìn ngươi. Lý Vân Tiêu nói. Đây là hai loại thần thể chi lực ở dưới cơ duyên xảo hợp phát sinh dung hợp, cũng không biết có thể duy trì bao lâu, lần sau tái xuất hiện loại tình huống này cũng không biết là khi nào nữa. Thừa lúc hiện tại tranh thủ thời gian tu luyện a, một phút đồng hồ có thể so với một ngày bình thường. Lạc Vân Thường khe khẽ cắn cắn bờ môi,
cũng bắt đầu ngồi xếp bằng xuống tu luyện, nhưng thẳng đến thật lâu mới nhập định, tiến vào loại trạng thái kỳ diệu này. Hai người cứ như vậy mặt đối mặt ngồi, khí tức trên người không ngừng dũng mãnh tiến ra, dung hợp lẫn nhau, tại thời khắc này không chỉ có là khí tức, tựa hồ tâm linh cũng dần dần thông suốt với nhau. Thân vô thải phượng song phi dực, tâm hữu linh tê nhất điểm thông. Tại nháy mắt tâm linh tiếp xúc cùng một chỗ với nhau, trong nội tâm hai người đồng thời thoáng run rẩy một phát, lập tức từ trong loại kỳ dị này tỉnh táo lại, mà thần thể chi lực quanh thân cũng chịu ảnh hưởng, rốt cuộc không cách nào ổn định lại, dần dần bắt đầu bài xích lẫn nhau. Lý Vân Tiêu thầm kêu một tiếng đáng tiếc. Loại trạng thái này tuyệt đối là có thể ngộ nhưng không thể cầu, đối với hai người đều có chỗ tốt lớn lao. Mới một chút thời gian ngắn như vậy, Lạc Vân Thường cũng đã đạt tới nhất tinh vũ tông đỉnh phong, mà chính hắn cũng bước vào cửu tinh võ vương chi cảnh, lần sau còn có loại cơ hội này sẽ không biết là sự tình năm nào tháng nào. Đúng, thực xin lỗi. Lạc Vân Thường nhìn biểu lộ tiếc hận trên mặt Lý Vân Tiêu một cái, cảm giác giống như mình phạm sai lầm lớn nào đó, tựa như con thỏ nhỏ bị chấn kinh, vội vàng nói xin lỗi. Lý Vân Tiêu sững sờ thoáng một phát, lập tức cười nói. Cái gì mà xin lỗi? Cơ duyên đã qua, bỏ đi cùng với ngươi không có quan hệ gì. Lạc Vân Thường khẽ dạ một tiếng, đỏ mặt, nàng không dám nhìn vào mắt Lý Vân Tiêu, trong lòng như có hươu chạy, vụng trộm nhìn một cái, chỉ thấy Lý Vân Tiêu đang nhìn nàng mỉm cười, đầu óc ông thoáng một phát, có chút trống rỗng. Vân Thường, ngươi không sao chớ? Lý Vân Tiêu lộ ra vẻ cổ quái. Vân Tiêu đại nhân, Vân Thường hy vọng có thể vĩnh viễn hầu hạ ở bên cạnh Vân Tiêu đại nhân. Hai mắt Lạc Vân Thường có chút mê ly, nàng cũng không biết mình từ nơi nào có được dũng khí, dĩ nhiên nói ra một câu xuất phát từ nội tâm như vậy. Lý Vân Tiêu đã giật mình, xấu hổ ho khan vài tiếng nói. Khụ, khụ, ta bất quá là hấp thu một chút cửu dương chân khí của ngươi mà thôi, ngươi sẽ không cần lừa gạt ta chứ. Lạc Vân Thường lập tức từ trong loại trạng thái mê ly này phục hồi tinh thần lại, xấu hổ đỏ bừng cả khuôn mặt phát tím, vội vàng nói. Không, không phải như vậy. Lý Vân Tiêu giả bộ như thở phào một hơi, nói. Không phải là tốt rồi, chúng ta đi thôi. Cũng không biết qua bao nhiêu thời gian rồi, người bây giờ trong cơ thể không có gì khác thường a. Lạc Vân Thường trong nội tâm hiện lên một tia thất lạc, không đếm xỉa tới kiểm tra thân thể thoáng một phát, nói. Ta rất khỏe, không có chút nào không đúng. Hơn nữa trong cơ thể cổ lực lượng này tựa hồ cường đã hơn xa so với nhất tinh vũ tông. Lý Vân Tiêu cười nói. Đó là tự nhiên, cửu dương chân pháp chính là thiên hạ nhất đẳng thần công, năm đó Cố Thanh Thanh bằng vào môn công pháp này, dùng sức một mình đem yêu tộc trấn áp ở dưới Ngũ Hà Sơn, càng là truyền thuyết bước vào thập phương thần cảnh. Ngươi cũng phải nỗ lực a, tương lai thành tựu cũng không ở dưới nàng. Lạc Vân Thường chăm chú gật gật đầu. Cái gì bước vào thập phương thần cảnh theo nàng thấy cũng không phải trọng yếu như vậy. Quan trọng là chỉ cần mình trên con đường này đi thẳng xuống dưới, liền có thể vĩnh viễn cùng người trước mắt này ở cùng một chỗ. Hai người trước sau ra khỏi giới thần bia, bên ngoài Đinh Linh Nhi lập tức phát giác được. Vân Thường tỷ tỷ, ngươi không sao chớ. Đinh Linh Nhi nhìn thấy bộ dáng của Lạc Vân Thường, lộ ra vẻ khiếp sợ, nói. Tỷ tỷ ngươi, bước vào vũ tông. Lạc Vân Thường có chút gật gật đầu, ánh mắt lại vụng trộm nhìn về phía Lý Vân Tiêu. Đinh Linh Nhi trong nội tâm trầm xuống, chỉ cảm thấy giữa hai người giống như mang đến cho nàng một loại cảm giác khó nói lên lời, nữ nhân chi giác nói cho nàng biết có gì đó không đúng. Nội tâm không khỏi bắt đầu khó chịu, nhưng vẫn như cũng miễn cưỡng cười nói. Vậy chúc mừng tỷ tỷ. Lạc Vân Thường tựa hồ cũng ý thức được chính mình có chút không đúng, tựa hồ còn đắm chìm ở trong một chút cảm giác tâm hữu linh tê vừa rồi, trên mặt hơi đỏ lên, khôi phục bình thường nói. Linh Nhi muội muội chớ giễu cợt ta, so với muội muội mà nói ta còn kém xa lắm. Đinh Linh Nhi cười nói. Như thế nào nói vậy, tỷ tỷ đó là thần thể trời sinh, tương lai nhất định muốn trở thành tồn tại đỉnh phong ở trên cái đại lục này. Nàng sau khi nói xong lời này, trái tim mình ngược lại chìm xuống, rốt cục minh bạch khó chịu ở chỗ nào. Nguyên lai hai người bọn họ đều là thần thể chi thân, Vân Tiêu tự nhiên không cần phải nói. Tương lai chỉ biết so với cổ phi dương còn cường đại hơn, bước vào thần cảnh cũng ở trong tầm tay. Mà Lạc Vân Thường thân là cửu dương thần thể, loại thể chất này ở trong lịch sử ghi lại không có ai không phải là tồn tại hùng bá một thời đại. Còn chính mình thì sao?
Bất quá là một giới thương nữ a. Chính là không có thiên phú tuyệt cường, cũng không có thần thể bá đạo, chỉ là tài nguyên tu luyện muốn mạnh hơn một ít mà thôi. Nói đến tài nguyên tu luyện, Lạc Vân Thường càng là đệ tử Thần Tiêu Cung a, tài nguyên tu luyện cũng hơn xa chính mình. Nàng càng nghĩ càng cảm thấy khổ sở, cảm giác mình giống như muốn theo không kịp bộ pháp của bọn hắn. Chỉ cảm thấy Lý Vân Tiêu cùng Lạc Vân Thường hai người càng chạy càng xa, sẽ làm cho nàng rốt cuộc đuổi không kịp. Không được, nhất định không thể như vậy. Ta nhất định phải cố gắng gấp đôi, đuổi kịp bộ pháp của Vân Tiêu đại nhân. Đinh Linh Nhi âm thầm động viên cho mình, trên mặt lộ ra vẻ cứng cỏi. Lý Vân Tiêu quái dị nói. Linh Nhi, ngươi làm sao vậy? Đinh Linh Nhi đỏ mặt lên, nói. Không có a, đúng. Các ngươi đều tu luyện 7 ngày rồi, trong lúc này Bân Kiệt đội trưởng mấy lần tới tìm ngươi, đều bị ta ngăn lại đi. Nghe nói lần trước Mộc Vô đội trưởng đuổi theo Vũ Tiên Sinh, sau đó liền không còn có trở về. Cái gì? Lý Vân Tiêu cả kinh, Mộc Vô kia tuy rằng vừa tấn chức nhị tinh võ tôn, nhưng bản thân hắn chính là kẻ điên. Đồng dạng chiến đấu cuồng, chiến lực chính thức coi như là tam tinh võ tôn cũng chưa chắc áp trụ được hắn. Đơn độc xông vào Khô Lâu Dòng binh đoàn cho dù không địch lại, ít nhất toàn thân trở ra hẳn là không có vấn đề. Chẳng lẽ phát sinh biến cố gì rồi? Hắn ngưng âm thanh hỏi. Trầm Ly bên kia như thế nào? Đinh Linh Nhi nói. Ta cũng để Chu Tường đặc biệt chú ý xuống, trong khoảng thời gian này giống như có không ít cao thủ lẻn vào Thiên Nhất Các, trong đó có mấy kẻ thực lực mạnh, ngay cả Thiên Nhất Các cũng không dám điều tra, ta hoài nghi khẳng định có Thiên Nhất Các võ tôn đến. Hơn nữa còn có một chút người thần bí vào thành, theo ta phân tích vô cùng có khả năng là cao thủ tứ cực môn,